Nhiều khi mình muốn tu, mình có phước, mình được gặp, được nghe, nhưng mình lại bị trở ngại, người này cản trở mình, người kia cản trở mình. Cho nên mình mới thấy không phải muốn tu là được. Hay là cuộc sống này hàng ngày, nhiều khi mình muốn yên thân, mình sống cuộc đời bình thường cũng không phải dễ à. Phải có phước mới được. Tại sao mình không có phước rồi, mình rớt cái chén cũng bị người ta la, mình cầm cây chổi cũng bị người ta thấy. Nhưng mà chính cái lúc đó là mình cơ hội tạo được cái phước vô lậu, tại vì đưa mình tới cái chỗ thành tựu lớn. Cho nên tại sao các thí dụ như Đức Phật đi, ngày đi tu, hay là các vị Bồ Tát, hay các bậc Thánh Tăng, hay là các vị Hòa Thượng đời này mình nghe, sau đời tu các ngài nó thuận, tại vì các ngài nhiều đời huân tu cái phước vô lậu rồi. Còn mình bây giờ mà mới vừa chừng chút xíu nào thôi là mình đã hất đổ rồi. Có nhiều khi bưng nguyên chén từ từ vậy đó, từ sáng giờ sợ đổ lắm, mà tới hồi mà gặp chuyện gì mà thấy bất bình rồi là sẵn sàng trút đổ cái chén đó mà mình không hay không biết vậy. Cho nên quý vị nhớ là người có phước thì mới thành tựu, mới trọn vẹn được tất cả. Không có phước là không làm gì được hết. Thí dụ giờ này, trời sao ta sướng quá, ta nằm đâu ngủ đó, trời chỉ có phước khi. Đó, mình nói một cái ví dụ vậy thôi. Hằng ngày mình gặp người nào mình ngủ, mình nằm hoài, mình nghe bà đó, bà đợi đủ kiểu hết, mình cũng không ngủ. Vậy thì khi mà mình thấy người ta ngủ ngon, mình cũng nói trời, bà này bà có phước ghê nha. Ông này cũng có phước ghê, ông nằm xuống trong ngủ, mà còn tôi nằm hoài tôi không ngủ. Đó. Rồi mình thấy người ta ăn mình cũng phát rầu nữa. Tại sao thế? Người ta ăn thấy ngon lành, mình ăn thấy nó mệt mỏi. Cho nên cái gì cũng mình người đời gặp nhau, ai mình thấy người ta có một cái gì mà nó thuận, mà nó ngon lành, nó dễ dàng thì mình nói là sao? Có phước. Vậy thì đại chúng thấy phước là gì? Là những điều kiện thuận lợi, tốt lành mà chúng ta đang có. Vậy thì hiện đời này không phải chúng ta không có phước nha. Có cái điều là chúng ta có nhận ra phước hay không, và chúng ta có chịu tiếp tục tạo phước nữa hay không để chúng ta tiếp tục hưởng nữa. Có phước không hưởng hết, tại vì hưởng hết thì sẽ nghèo cùng. Cho nên người xưa thường nói vậy đó, hữu phước bất khả hưởng tận, hưởng tận sanh bần cùng. Có phước đừng nên hưởng hết, hưởng hết sẽ hết. À, hưởng mà thí dụ như mình ăn họ ăn ăn trái mít, gọt trái mít ra ăn ăn muối xong rồi sơ thì đem xào xả, hột rồi đem luộc thì xong rồi, không có gì để ăn hết không. Còn ví dụ bây giờ mình ăn hết nhưng mà cũng phải trừa vài hột mình trồng thì biết đâu chừng mình có được cây mít. Còn giờ ăn có cây mít à, muối mít thì ăn đành rồi, sơ mít cũng xé nhỏ ra, sắc nhuyễn nhuyễn ra rồi xào xả ăn cơm, rồi hột mít đem luộc rồi thì không còn gì hết. Hữu phước bất khả hưởng tận, hưởng tận sanh bần cùng. Cho nên thí dụ đời này mình gặp một cái duyên gì, mình tạo được một chút phước thì mình nên làm. Mà đặc biệt là trong cái tinh thần kinh U Bà Tắc giới mà chúng ta đang học là nói về sự bố thí rất nhiều, và chỉ dẫn cho chúng ta những phương pháp tu tập như thế nào để trong khi chúng ta bố thí là phước, nhưng mà bên cạnh đó chúng ta vẫn có được cái vô lậu. Tại vì ví dụ như là mình cầm tiền mình cho người ta, hay là mình đưa cho người ta ăn chén cơm, là cái gì? Phước đó, phước gì? Phước hữu lậu. Nhưng mà người ta vừa cầm chén cơm người ta ăn, nói trời sao cơm chị nấu không ngon vậy, là mình phừng phừng vừa lên rồi. Cái lúc mà người ta nói câu đó mà mình nói thôi chị, bữa nay tại tôi hết đồ ăn rồi, tôi còn có vậy thôi, chị ăn đỡ đi. Tức là thay vì mình trở mặt mình nói cái bà này, cái ông này đã cho ăn rồi mà còn đòi hỏi nữa, mình nổi giận lên là mình mất đi cái phước vô lậu. Mình nhờ người đó, nhiều khi cho người mình, nhiều khi mình làm phước chưa chắc được cảm ơn. Nhiều khi mình giúp người ta chưa chắc được cảm ơn nha. Cho nên có một cái phải ghi lòng, coi thi ân như đôi dép bỏ. Đó là cái câu mà trong 10 điều tâm niệm nói đó. Thấy không? Nghĩ đến thân thể thì đừng cầu không tật bệnh, nhớ không? Vì thì tham dục dễ sanh đó. À, bố thí giúp người đừng mong cầu báo.
Tại vì mình có cầu báo đáp, nghĩa là thi ân mà có mưu đồ. Vậy thì cái câu kết luận của Phật, Đức Phật dạy coi thi ân như đôi dép bỏ, tức là những gì mình làm. Nói như vậy không có nghĩa là mình vừa đưa chén cơm ta nói cảm ơn nó khỏi, coi thi ân như đôi dép bỏ thì cái này không được nha. Cái này là mất luôn cả hữu mà cả mất hết. Tức là cái câu đó Phật dặn, gọi là tâm niệm là gì? Tâm niệm là gì? Là để trong lòng mình nhớ nghĩ. Tâm niệm là luôn luôn mình để trong lòng nhớ nghĩ, để khi hữu sự á, mình đem cái câu đó ra để mình ứng xử, chứ không phải mình ta vừa nói dứt cái nó khỏi tôi coi thi ân như đi dép bỏ. Nói sao chị nói tôi vậy? Nó Phật dạy vậy đó. Cái này nguy hiểm ha. Cho nên mình vừa xong mình tạo cái phước, vừa xong cái mình nói ta một câu, người ta nghe người ta xoắn ốc, nhũng não. Nói thì bây giờ mấy cái từ mấy đứa nhỏ nó nói, nghe nói chuyện sao nhũng não. Cho nên là chúng làm cái gì bố thí thì bố thí thanh tịnh là vậy đó. Thanh tịnh nghĩa là trong khi chúng ta làm, chúng ta thấy đủ duyên chúng ta làm, không hề có một chút gọi là cầu cái gì hết, và cũng không hề có một chút nghĩ ngợi gì hết. Trong cuộc sống của mình cũng giống như mình có 10 đồng trong túi, đi trên đường nếu mình có cơ hội mình gặp cái người đó mà mình nghĩ là mình không có xài gì hết á, mình có khả năng giúp cho người này một đồng thì cứ móc ra mình giúp đồng rồi xong là thôi, chứ không có nghĩ gì hết. Vì sao? Vì chưa chắc mình có cái duyên á, gặp lại được một người nào đó họ xin mình. Có nhiều khi mình đến cái lúc mà mình muốn cho cái mình lại có việc mình xài, hay là mình không còn tiền trong túi thì không có cơ hội. Cho nên thưa đại chúng, là cái điều Pháp Hòa muốn thưa là cái phước nó quan trọng lắm. Người không có phước thì cái gì cũng không xong, dù là tu hay là mình sống ở đời cũng vậy. Cho cái đặc biệt trong Phật giáo, chúng ta có cái chương trình gọi là chương trình công quả. Mình đóng góp công sức của mình trong mọi lĩnh vực. Mình đi hộ niệm người mất cũng là một cái công đức. Mà công đức đó đó, mình trước hết mình đến có mặt cho người sống nè, người ta thấy sự có mặt đông đảo của mình tự nhiên ta ấm lòng. Rồi thứ hai nữa gì, biết đâu chừng cái lời kinh tiếng kệ âm điệu của mình có thể làm thức tỉnh người ta trong cái giây phút đó, cũng là một công đức. Rồi khi mà mình đến, mình có mặt cho người mất, mà nếu người mất đó trong cái âm lặng đó, cái thầm lặng đó, họ nghe được cái lời khai thị của mình, họ tỉnh ngộ, cũng là cái phước. Cho nên đi hộ niệm cho người mất cũng có phước, đi thăm người bệnh cũng có phước, chở người đi chùa cũng có phước. Thì quý vị cứ nhớ là bất cứ lúc nào mình làm được việc gì, thậm chí mình thấy được cái điều tốt của người ta, cũng là cái phước của mình. Sao nhiều khi người ta có cái tốt quá trời mà không thấy, mà cứ thấy cái tật của người ta không, thì cái đó cũng là cái mà điều chúng ta phải suy nghĩ lại, là chúng ta có cái, sao chúng ta có cái phước chúng ta nhìn người mà không có cái phước nhìn cái tốt, mà cứ toàn thấy cái xấu của người ta. Thật ra nhiều khi mình ráp lại, mình thấy cái xấu không đó, cái đó cũng phải coi chừng lại mình, coi mình có cái phước gì. Người ta có quá trời cái tốt mà tại sao mình không thấy, để mình học. Rồi bây giờ ví dụ mình thấy những cái tật xấu của người ta, thấy để làm gì? Để rồi mình tự mình tu tập để mình có cái phước cho chính mình, hay thấy xấu của người ta mà để mình mất phước của mình, là mình nói đi, mình tuyên bố, mình nói đi, hay là mình chê trách đi, mình tuyên bày đi, những cái đó cũng không nên. Cho nên cái điều đó chúng ta tu tập là chúng ta có cái cơ hội để chúng ta có cái trí tuệ, để chúng ta nhìn lại coi cái mình sử dụng cái phước hàng ngày của mình đó làm sao, sử dụng cái phước hàng ngày của mình sao. Ví dụ như có nhiều người, đại chúng có cái cách này nè, để đại chúng siêng năng được. Có nhiều khi mình làm cái mình suy nghĩ như vậy nè, trời, có nhiều người, người ta ước ao, người ta thấy chữ người ta đọc, người ta thấy được Phật người ta lại. Có nhiều người bây giờ chân cẳng đau, muốn lại Phật một lại cũng không được. Còn mình giờ mình còn cái phước mà sao mình không ra lại Phật.
Nhiều khi mình nghĩ vậy thôi, cái tự nhiên cái sự tinh tấn của mình nó dõng bảnh lên liền. Đây đây là Pháp Hòa thực tập đó nha. Cái đó là Pháp Hòa thực tập á. Để họ cho hồi bữa chú Trung Chánh trên đường đi về Tây Thiên về, chú mới hỏi á, hồi thầy còn là sa di á, thầy đã tạo cái chương trình cho thầy như thế nào trong cái mùa hè? Thầy qua mới kể là tự thầy không ai nhắc biểu, không ai dạy dỗ, không ai làm gì hết. Tự thầy mùa hè là tự thầy lập ra một cái chương trình cho thầy. Sáng mấy giờ dậy và làm tất cả những công việc. Bây giờ công việc bếp núc, công việc này, công việc kia của tất cả các chú, các cô bây giờ là ngày xưa là của một người. Bây giờ công việc đó được chia, à người này bắt điện thoại, người này nấu ăn vậy đó. Nhưng mà ngày xưa tất cả việc đó của Pháp Hòa làm. Công phu chiều, cúng ngọ, tụng kinh, thậm chí đám sám gì, một mình làm hết. Thấy không? Thế còn bây giờ á, mình thấy mình được cái duyên trong chúng, mình được chúng che chở cho mình, bảo bọc, chia sẻ cho mình. Vì vậy cho nên á, cái tu tập á, là do mình biết suy nghĩ, rồi mình tinh tấn dõng mãnh. Nhiều giống như có một lần Pháp Hòa lại ngủ Bách Danh đó, mà lại cái mình bắt đầu mình hơi lười lười, cái mình suy nghĩ mình nói còn có 10 lại nữa mà sao không ráng, lỡ mình không có cơ hội mình lại nữa làm sao. Cái mình suy nghĩ cái vô thường như vậy, cái tự nhiên 10 cái lại cuối đó, mình thấy nó không có gì là trở ngại. Bây giờ quý vị nào mà làm biến lại, một ngày quý vị là 20 lại nổi không? À thì bây giờ thí dụ bây giờ 100 lại mình lại không nổi, mình chia ra một ngày lại 20 lại, lại 5 ngày thì cũng được 100. Nhưng mà nếu mình làm biến mình không lại, một lại cũng không làm, thì cả đời này phước đâu mà nó ra. Một sen mà không tích lũy thì làm gì có tới 1 đồng. Mà cứ đợi tới thôi, một sen lượm chi, đợi 1 đồng hả lượm. Đời này không có 1 đồng đâu để. Mà nếu mà 1 đồng mà đợi tới phiên mình là coi chừng 1 đồng đó có vấn đề. Thường thường là 1 đồng là người ta lấy rồi, chỉ có 1 sen nó mới chừa thôi. Nhưng mà mình đừng có chừa cái sen đó, mình cứ ráng mình lượm cái sen đó đi. Cái sen đó gọi là tu bòn tu mót đó. Người ta đi lấy lúa đó, người ta lấy nguyên một bó, ta đập đập xong ta hốt, còn 3 cái hột lúa nó dính trên cái đầu mấy cái cọng cỏ cọng rơm, ta lấy làm gì ta vớt đó. Mình nghèo, không có ai có lúa cho mình đó, tự đi lượm mấy cái lúa đó, mấy cái mót mấy cái đó, đó đập lại. Đập lại thì lượm được những cái hạt lúa mà nó nằm ở trên mỗi cái bó lúa đó. Mà đập chừng 100 bó thì thế nào cũng được lon. Nhưng mà nếu mình không đập thì không có một hột nào. Thành tự Pháp Hòa ví dụ như vậy để đại chúng thấy cái sự tu tập của mình. Một lại cũng được, 3 lại cũng được. Mà bây giờ nếu một ngày mà mình không lại được nhiều, dành ra cho mình 10 phút, 20 lại, mà cứ lại thông thả thôi, 20 lại mà 5 ngày thì được 100. Thì người ta khỏe, người ta đi, người ta chạy. Còn mình không khỏe, mình đi bộ. Mà mệt mỏi nó thì lết. Mà lết thì cũng tới chứ. Thì tu là tu bòn, tu mót là vậy đó. Trời đất ơi, nước tương kho quẹt, ăn xong thấy ngon, tiếc quá, đổ công nguội vô trộn, trộn sạch sạch xanh cái chảo còn để dành lại ăn. Tại sao tu không tu được như vậy? Nhiều khi mình kho được một miếng nước tương kho gì ngon quá mà dính trên cái chảo thấy tiếc, xin miếng cơm đổ vô đó trộn. Nghe là mót đến mức độ như vậy. Nhiều lúc Pháp Hòa lấy cơm ăn mà mình trộn kiểu vậy thì mình suy nghĩ thức ăn thôi mà mình còn mót kiểu này thì huống chi phước, huống chi là sự tu hành. Đó, Pháp Hòa là hay suy nghĩ như vậy đó. Thấy không? Miếng cơm mình ăn mà mình còn tiếc, mình miếng nước tương thôi mà mình ăn ngon mà mình còn tiếc. Rồi thậm chí đến nhà người ta ăn gì ngon thấy còn cho to go. Xin. Vậy mà tại sao trong sự tu hành của chúng ta lại lãng phí quá nhiều thứ? Quý vị thấy nhiều khi đi ăn, đi ra tiệm ăn gì chút xíu à cũng to go. Vậy mà nhiều khi trong cuộc sống hàng ngày, vật dụng của tam bảo chúng ta lãng phí. Ví dụ như uống nước, mình lấy chai nào mình uống cho hết, chứ tại sao mình lại nửa chừng mình bỏ. Và mình sợ mình thấy quên thì mình hãy viết tên mình lên.
để rồi mình không phí. Cà phê nếu mình uống một gói không hết, mình kiếm người share với mình. À, trong khi đó có những cái còn tốt mình phí, mà đi ăn nhà hàng, đi cái gì chút xíu thôi còn tu go. Đó, thì những lúc như vậy là những lúc chúng ta thiền quán tu tập. Quý vị thấy cái sự tu tập của Pháp Hòa nó ở ngay trong mỗi ngày như vậy. Ở ngay trong mỗi ngày như vậy. Chứ không phải là mình đợi mình làm cái gì lớn đâu. Nhưng mà chính những cái đó, đó nó giúp cho mình thăng tiến, tinh tấn trên đường tu. Rồi cứ nhớ vô thường, cứ quán niệm vô thường. Đó, bây giờ ví dụ cái người nào mà còn trẻ mà lười thì hãy nhìn thấy những bậc chú bác của mình bây giờ. Ví dụ như mình nhìn bây giờ trong hàng thượng tọa nè, bên trái cũng có, bên phải cũng có, upstairs, downstairs gì thượng tọa hết rồi, mà ngày xưa là đại đức không á. Ví dụ cô Trúc Kim mà cô Diệu Bủ hay quý vị đó, ngày xưa là cũng ngồi dưới đây với mình, nhưng bây giờ tu cao ắt hẳn lên sư cụ. Thì mình biết rằng bây giờ mình nhìn các vị, mình thấy rằng các vị mệt mỏi bệnh tật như vậy mà còn siêng năng chịu khó làm công quả, rồi góp phần của mình trong khả năng của mình và tu tập. Nhiều lúc Pháp Hòa nhìn xuống hay là Pháp Hòa để ý, ví dụ như cô Trúc Kim, cô ngồi chừng 5-10 phút cái cô mỏi, cái cô đứng. Cô đứng rồi cái cô ngồi, nhưng mà không bỏ cái ngày tu. Trừ trường hợp mà không còn một chút sức nào để lên tu tập thôi. Hay là cô Diệu Tường, cô Diệu Bổ vậy. Hay là bác Trúc Hiền vậy, 90 tuổi rồi mà sám hối là vẫn đứng lên lại xuống, rồi khi nào mỏi thì quỳ, quỳ hết mỏi thì lại đứng. Thí dụ vậy. Thì cái gương của các vị đó là cái hình ảnh đẹp để chúng ta tu tập. Vậy đó, Pháp Hòa muốn chia sẻ với đại chúng là đừng có bao giờ mình lãng phí đi hay là mình quên đi là mình đang có phước để tu tập. Mình đang có phước được còn sống còn ở trong thời gian mà nghe được Phật Pháp. Có những người muốn nghe một chữ nghe cũng không được, muốn đọc một câu cũng không được. Còn chúng ta thì quá nhiều những cái phước. Nhưng mà chúng ta sử dụng cái phước hữu lậu, rồi chúng ta quên đi cái cơ hội chúng ta tìm được cái phước vô lậu. Bây giờ mình trở lại kinh U Bà Tát Giới với đề tài là Bồ Tát Tại Gia. Hôm nay là kỳ 64. Đúng rồi. Hôm nay là kỳ 64. Nếu quý vị nào có quyển kinh thì mở trang 314. Bây giờ mình đã sang phẩm thứ 20. Phẩm này có tên là Thanh Tịnh Tam Quy. Trang 314. Tam Quy là gì? Tức là ba sự quy y. Quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng. Mà khi chúng ta tam quy á, mà bằng cái sự chân thành, hết lòng, thì cái đó gọi là thanh tịnh. Ví dụ như mình là Phật tử, xin quy y là bằng cái tâm chân thành của mình, mong được quy y. Chứ không phải là mình thấy người ta quy y có pháp danh cái mình xu hướng mình chạy theo. Rồi, mà cái người mà tu xu hướng là hướng nào nó cũng xu. Cho nên tu hoài nó không tới đâu hết, là tại vì hướng nào cũng theo, rốt cuộc là lạc hướng đó. Thiện sanh thưa bạch Đức Thế Tôn, như Đức Phật trước kia đã dạy, có người đến xin trước phải dạy thọ tam quy y rồi sau mới bố thí. Vì nhân duyên gì mà tam quy y, thế nào là tam quy y? Và ông thiện sanh ông hỏi Phật, nên bạch Thế Tôn, trước kia Đức Phật có dạy rằng, nếu người có người nào đến xin cho thọ tam quy y á, thì mình phải cho họ quy y rồi sau bố thí. Vì nhân duyên gì mà phải quy y, và thế nào là quy y? Ông hỏi như vậy đó. Thì Phật nói, thiện nam tử, vì phá tất cả sự khốn khổ
đoạn trừ phiền não, hưởng thọ quả vui tịch diệt không gì hơn. Vì nhân duyên ấy nên thọ tam quy. Tức là thiện nam tử vì sa quy, vì sa quy. Thứ nhất là vì phá tất cả sự khốn khổ. Tại sao gọi là phá tất cả khốn khổ mà đoạn trừ phiền não? Tại vì theo thế gian á, chữ quy là việc gì? Theo cái nghĩa quy nghĩa là quay về. Chữ quy là quay về. Cho nên trong tam thiên tự đó, quý vị nhớ cuốn tam thiên tự không? Thí dụ như là thiên trời địa đất cử cất tồn còn tử con tôn cháu lục sáu tam ba gia nhà quốc nước tiền trước hậu sau ngu trâu mã ngựa cự cửa nha răng. Thì trong này nó có một câu là quy về tẩu chạy. Hồi xưa ai muốn học chữ Hán mà cho giỏi đó thì nhờ căn bản là cứ thuộc 3000 chữ này là mình có căn bản chữ Hán. Thì cái kêu là thiên là trời, địa là đất, thì cứ 3000 chữ vậy đó. Cho nên đọc là thiên trời địa đất, cử là cất, tồn là còn, tử là con, tôn là cháu, lục là sáu, tam là ba, gia là nhà, quốc là nước, tiền là trước, hậu là sau, ngu là trâu, mã là ngựa, cự là cửa, nha là răng. Thì trong này có một câu là quy về tẩu chạy. Quy là quay về, còn tẩu là chạy. Quy về tẩu chạy thì quy nghĩa là quay về, y nghĩa là nương tựa. Quy y nghĩa là chúng ta phát nguyện quay về nương tựa. Xưa nay chúng ta nương tựa ai? Nương tựa gia đình, nương tựa cha mẹ bà con quyến thuộc. Nhưng mà cái nương tựa thế gian không có chắc. Tại sao? Khi người ta thương người ta cho dựa, lúc mà người ta hết thương thì người ta rút. Thí dụ giờ mình đang dựa vai người ta, mình ngủ cái người ta ngỏi vai quá, ta rút ta thì mình té. Cho nên người đời mình nương tựa gia đình không bảo đảm. Chỉ có nương tựa tam bảo thì mới bảo đảm. Là vì sao? Vì tam bảo có một cái oai thần gọi là bất cải. Bất cải là gì? Không thay đổi. Còn thế gian mình là thay đổi à. Ví dụ như bữa nay người ta thương mình, người ta còn giúp, nhưng mà hôm nào người ta không thích mình nữa, ta đổi ý. Đổi ý nghĩa là cải đó. Còn Phật Pháp là không có cải. Ví dụ như giờ mình có quên Phật Pháp, mình có quên Phật, Phật cũng bình thường. Rồi mai mốt mình khổ, mình buồn, mình chạy tới, Phật vẫn cứu. Còn người thế gian khác. Người thế gian là một là mình quên người ta, rồi người ta giận mình là lần sau mình nhờ nữa người ta không giúp. Hai là người ta giận mình, người ta thay đổi ý kiến, người ta không giúp nữa. Cho nên thế gian là còn có thay đổi. Nhưng mà đối với tam bảo Phật Pháp là không. Ví dụ ngày xưa mình do cái gì đó, mình phỉ báng mình nói. Nhưng mà sau đó mình hiểu, mình thấy được cái điều đó, mình trở về. Phật Pháp vẫn để tâm đó cho mình, không bao giờ thay đổi với chính mình. Vậy thì thế gian là bất cải. Thế gian là người ta có cái thay đổi. Nhưng mà tam bảo Phật Pháp thì không. Cho nên người Phật tử cần quy y là vậy đó. Tại sao? Tại vì mình nương tựa thế gian chỉ là ở cái mặt vật chất cuộc sống thôi. Ví dụ như giờ hai vợ chồng nương tựa nhau, tại vì một người đi làm không đủ income mua cái nhà ở, rồi join cái account. Vợ cũng có đi làm, chồng cũng có đi làm, cho nhà băng họ thấy được hai cái income đi làm thì họ mới cho mượn tiền mua cái nhà. Mà bây giờ nếu như trường hợp một người nghiệp thì cái mortgage nó không có đủ. Nói chung là trong cuộc sống phải nương. Tại vì không, thí dụ còn ngược lại, sau khi mua nhà rồi, ổng nói tôi giờ tôi lo bill nha, lo bill nhà điện nước nha, bà lo ăn nha. Đi chợ đi, tiền lương của bà đi làm ra là bà lo tiền ăn tiền ấy, còn tôi thì lo mấy cái bill lớn. Có nghĩa là mình nương nhau đó. Tại không có người này thì cuộc sống mình nó hụt hẫng, nó thiếu thốn. Vì vậy cho nên cái đó là một hình thức quy y đó. Nhưng mà đối với tam bảo, chúng ta nương tựa là ở mặt tinh thần. Nương tựa tinh thần để khi chúng ta khổ buồn, chúng ta có cái nơi nương tựa. Có nhiều Phật tử bây giờ ta nương tựa, dù ta buồn quá, mỗi ngày
Người ta muốn giải khổ thì ta nương tựa gì? Nương tựa YouTube. Người ta mở băng giảng lên người ta nghe, mà người ta nghe thì người ta hết khổ. Thì trong lúc mà người ta đang khổ vậy thì ta nương tựa giáo pháp, nương tựa giáo pháp, rồi người ta nương tựa vào người thầy, người ta nương tựa vào đoàn thể. Ví dụ như những lúc mình buồn, gia đình mình có chuyện đi, thấy không, mình đi về chùa cái tự nhiên huynh đệ chị em mỗi người an ủi mình chút, người này phụ mình chút, người kia giúp mình chút, thì tự nhiên mình thấy cái tinh thần của cộng đồng của tăng. Cho nên tăng là gì? Là một đoàn thể sống theo lời Phật, mà trong đó có sự nâng đỡ mọi cái duyên. Cho nên có một thầy sống chung với tăng mà không biết chăm sóc, không có chăm sóc những thầy khác, cho nên khi thầy bệnh đâu ai ngó đâu. Rồi Phật mới hỏi vậy chứ tại sao thầy ở chung phòng mà không ai lo cho thầy? Thường ngày thầy có lo cho người ta không? Nói dạ không, bình thường các vị bệnh con cũng bỏ mặc. Thì Phật mới nói vậy thì đây nè, cái nhân vậy thì đây là cái quả nè, thầy thấy không? Cho nên chính ngay lúc đó Phật mới đi rửa ráy tắm rửa cho vị thầy đó, rồi Phật mới dạy cái nhân quả, và Phật mới dạy thêm cái cách sống trong cộng đồng, trong một cái đoàn thể. Cho nên vì phá tất cả sự khốn khổ. Khốn khổ là gì? Tức là những khi mà mình khốn đốn, hoạn nạn và khổ đau. Có nhiều khi mình có một chút đó thôi mà mình có người thì nó đỡ lắm. Thôi bây giờ mình nói, có nhiều khi ví dụ bây giờ quý vị thấy mình đi làm việc mà có hai người nó hay lắm, lỡ mình trật chân mình té, có người thứ hai cho biết. Như vừa rồi Pháp Hòa đi qua bên Toronto tuần rồi, đi hướng dẫn khóa tu bên đó, thì đi thăm một chị Phật tử, chị lớn hơn Pháp Hòa 2 tuổi. Thì một buổi sáng nọ chị ở nhà chị té, không ai hay. Chiều 7 giờ tối chồng đi làm về mới phát giác ra là chị đã té. Thì lúc đó máu nó đã tràn vô trong não rồi, tràn đầy não. Và đem vô, khi bữa đó Pháp người chị của chị nữa lên trên cái ngày tu mà đứng khóc chờ Pháp Hòa nguyên ngày từ sáng tới tối để được mời thầy đến thăm em con và cho em con một cái lời cầu nguyện. Và khi đến đó là chị đã nằm hôn mê bất biết vậy là 2 tuần rồi, vì té không có ai biết. Ví dụ như té mà có người hay đi thì có thể nó đỡ đần được một chút. Vì vậy cho nên đó, trong nhà Phật chúng ta có một danh từ sau này sư ông Làng Mai hay dùng là gì? Đệ nhị thân. Đệ nhị thân là gì? Tức là mình làm cái gì phải có người thứ hai đi chung với mình. Hồi đó các chú còn nhỏ đó, hồi cái thời gian Pháp Hòa nhận 10 mấy chú hồi còn nhỏ đó, là tất cả các chú mỗi ngày dùng internet, không bao giờ được xài internet một mình. Lúc nào Pháp Hòa cũng lên nói thưa thầy con cần internet, có ai ngồi với con không? Phải kiếm một người ngồi chung để chi? Để nó dòm ngó nhau, để chắc chắn rằng người này lên internet học bài chứ không phải chơi game, chứ không phải có cơ hội để đi vào những cái trang mạng không lành mạnh. Vì vậy cho nên đi vào internet là phải có 2 người để giám hộ cho nhau. Cái chữ đệ nhị thân là vậy đó. Cho đi chợ đi 2 người, đi 2 người để làm chi? Lỡ có chuyện gì còn bảo hộ cho nhau được. Và cái hình ảnh Ngạ Nan đi vào thôn xóm một mình đó, rồi xin nước cái cô thiếu nữ đó uống đó, thì ở cái hình ảnh Ngạ Nan mà bị nạn do đi một mình là cũng nói lên cái tinh thần là vì chúng ta đi đâu mà chúng ta đi một mình thì khi gặp nạn không có người trợ giúp. Thì vậy cho nên mình sống là mình phải có đoàn thể. Tại vì mình không có người tu chung là sự giải đãi của mình nó tăng tiến nhanh chóng. Tại sao? Không ai nhắc nhở mình ngồi dậy tụng kinh hết. Một mình mà, muốn ngủ giờ nào ngủ, muốn thức giờ nào thức, thì sự tinh tấn nó rất hiếm chứ không phải là khó. Cho nên người ở một mình mà tinh tấn được đó, là phải nói cái người đó là phải có một cái bề dày công phu tu tập đó, chứ không phải dễ đâu. Tại vì sao? Tại vì xưa nay có câu gì? Tăng ly chúng tăng tàn, hổ ly sơn hổ bại. Nếu mà con cọp mà nó rời cái rừng thì chính con cọp nó sẽ chết. Còn nếu người tu mà rời khỏi cái tăng thân của mình, cái đoàn thể của mình, thì sự tu hành của mình sẽ thất bại. Hổ ly sơn hổ bại, tăng ly chúng tăng tàn.
Hồi đó còn nhớ năm Phong Hòa mười mấy tuổi, Phong Hòa có dịch hai câu đó: cọp dù có dữ đến đâu mà xa rừng núi sẽ sầu thiệt thân, người tu rời khỏi tăng thân trước sau gì cũng tiêu tiêu dần tâm tu. Phong Hòa lấy hai câu đó và dịch thành bốn câu thơ mà hồi đó Hòa mới khoảng 16-17 tuổi thôi. Cọp dù có dữ đến đâu mà xa rừng núi sẽ sầu thiệt thân, người tu rời khỏi tăng thân trước sau gì cũng tiêu dần tâm tu. Tại vì cái sự nhắc nhở, khuyến khích, tinh tấn không có. Mà hơn nữa đó, mình sống chung với chúng đó, vẫn có cái người đó. Ví dụ giờ sống chung hai người thôi, thế nào cũng có lục đục. Và chính cái lục đục đó, nó giúp cho mình một phần nào trong sự nhẫn nhục. Còn nếu không ai đụng chạm gì mình thì mình đâu có biết cái sức nhẫn của mình nó tới đâu. Chứ phải có người nào đó chạm chạm mình, rờ rờ mình, khều khều mình, móc móc mình, quẹt quẹt mình, thì để cho mình có cơ hội mình chỉnh đốn. Cho nên vì phá tất cả sự khốn khổ, đoạn trừ phiền não, hưởng thọ quả vui tịch diệt không gì hơn. Vui tịch diệt là vui sao? Chữ tịch là vắng lặng, chữ diệt là sạch hết những cái bợn, những cái phiền. Mà thưa đại chúng, hai chữ tịch diệt là được dịch của chữ niết bàn. Niết bàn còn có một cái tên khác gọi là tịch diệt. Thí dụ như mình, nếu mình chúc nhau một cách gọi là rất là Phật pháp đó, chúc anh chị một năm mới luôn luôn tịch diệt, tức là vắng lặng và diệt trừ mọi khổ đau phiền não. Hay là mình nói niết bàn là chúc anh chị quanh năm có đó, mình chúc theo Phật pháp đó, mình chúc gọi là sáng ngời những cái câu chúc trong Phật pháp mà không có dính dáng theo cái phàm tình của thế gian. Chúc anh chị năm mới mua mai bán đắt, làm ăn phát tài rồi vậy đó. Nhiều khi tao có làm gì đâu mà mua mai với bán đắt phát tài. Có nhiều khi vừa chúc xong bị tao phán liền, tôi có buôn bán gì đâu phát tài. Còn chúc theo thế gian thì chúc theo Phật pháp tịch diệt là gì? Anh có buôn bán mà lỡ anh có thua lỗ, anh cũng tịch diệt niết bàn. Mà anh có nghĩa là phát triển tốt, anh cũng niết bàn. Là tại sao? Anh nhớ cái vui mà đại thắng là cái vui ở bên này nè, còn cái vui tịch diệt là giữ bình lặng. Làm nhiều tiền cũng vậy, làm ít tiền cũng vậy. Cái quan trọng anh quán chiếu được rằng nhiều hay ít cũng ngày hai bữa cơm. Đâu có ai nói trời tôi bán đắt, bữa nay tôi phải ăn tới 6 bữa đâu. Nhiều khi đắt quá không có bữa nào nữa đó. Ế ế vậy mà còn được 3 bữa. Cuộc đời là nó vậy. Cho nên nhiều khi mình slow down mà mình được 3 bữa, mà mình bận rộn quá thì lại chẳng có bữa nào. Vậy thì cái tịch diệt đó là gì? Là cái sự vui vắng lặng. Vắng lặng. Cho nên đó, thường các vị nào mà tịch rồi mất rồi đó, ta để trước cái cửa của cái linh đường bốn chữ: tịch diệt vi lạc. Tịch diệt vi lạc là gì? Sự vắng lặng hoàn toàn là niềm vui. Chữ vi lạc là làm niềm vui. Lấy cái sự tịch diệt đó, sự vắng lặng đó làm niềm vui. Ta nói lên cái sự trở về yên tĩnh. Ví dụ như giờ mình nằm ngủ, chưa chết nha, nằm ngủ, nhưng mà lỡ mà mình nghẹt mũi quá cái khổ, sổ mũi cũng khổ, ho hen cũng khổ, mặc dù muốn nằm nghỉ nhưng mà kia đâu cho mình nghỉ, bệnh tật nó cứ hoành hành, nó bức bách. Nhưng mà bây giờ chết đi nằm im đó, nó có nghẹt nó gì, thậm chí người ta có sốc, người ta có làm gì nó tịch diệt. Đó, mình nói ví dụ. Cho nên đó, sự vắng lặng hoàn toàn, lấy cái vắng lặng hoàn toàn làm niềm vui. Chứ ai mà boring mà chán ở chùa mình buồn quá là phải phá hòa nó giờ không biết làm gì nữa giờ. Đó, cho nên ở trên Tây Thiên mà một mình vừa tụng kinh vừa làm việc, nghĩa là không có một chút gì gọi là chán, sao không có ai hết trơn, rồi cứ chạc phone nói hoài đó ha, người đó chưa có tịch diệt đó. Tịch diệt là ở một mình vẫn thấy vui, mà khi đông người không có khổ, không có đâu trời tôi nhức đầu quá, tôi chán, tôi sợ mấy cảnh, không có. Cái người mà bình an được rồi, người có tịch diệt rồi á, đông hay là ít
đối với họ không có gì quan trọng. Chẳng qua ta thấy à, cái đông là cái nhất thời, thôi lâu chùa mà lâu lâu vậy, còn cái bình thường của mình là sự vắng lặng. Cái người mà người ta sống được với tịch diệt á, là người ta không có bị phiền não bởi đông hay là ít, số đông vẫn bình thường. À, rồi mà người ta cũng không có phiền não khi phải có nhiều việc hay là không có việc làm. Người sống như vậy là tịch diệt, hưởng thọ quả vui tịch diệt không gì hơn. À, không có gì hơn cái sự tịch diệt hết á, cho là tịch diệt vi lạc. Vì nhân duyên gì nên thọ tam quy? Như ông đã nói, như ông đã hỏi, thế nào là tam quy? Nghĩa là Phật, Pháp, Tăng. Phật giải thích tam quy là Phật, Pháp, Tăng. Giờ nói tiếp, Phật là người có thể nói nguyên nhân phá phiền não và được giải thoát chân chánh. Nghe Phật giải thích Phật nha. Phật là người có thể nói nguyên nhân phá phiền não và được giải thoát chân chánh. Pháp tức là phương pháp phá hoại nguyên nhân phiền não được giải thoát. Tăng là người bẩm thọ giáo pháp phá hoại cội nguồn phiền não được chân chánh giải thoát. Đó là định nghĩa ba chữ Phật, Pháp, Tăng. Phật là người nói được cái nguyên nhân phá phiền não. Ví dụ như Phật chỉ cho mình cái khổ, Phật nói được nguyên nhân cái gốc khổ và làm sao để chúng ta hết khổ. Giống như vừa rồi đi Cali, có một vị có quà nghỉ đây, chắc cũng bà cụ, viết cho quà một câu hỏi. Con nghĩ con tu hành cũng khá lắm đó. Tâm từ bi con cũng khá, trí tuệ con cũng khá đó, mà giờ con đang có một chút phiền não. Là con gái của con vợ lấy chồng, mà khổ nỗi chồng này không phải là người Việt mà lại một chủng tộc khác. Pháp Hòa đọc xong câu hỏi mới nói, mới vừa quảng cáo mình ở trên có lòng từ bi, có trí tuệ mà giờ vướng chút. Nghĩa là tu hành mình cũng khá không? Chứ mình mới thấy là có nhiều khi cái nguyên nhân đó là gì? Đó là mình chấp. Mình chấp đó là tại sao con mình là người Việt lại lấy người Mỹ. Nhưng mà nếu mà ngược lại, nếu người Mỹ mà họ ngồi mà họ sẽ buồn con, họ nói lại sao con Mỹ mà con không lấy Mỹ. Con đi lấy chi ngoài chủng tộc. Nếu muốn chấp trước với nhau, kỳ thị nhau thì không phải đợi tới mình đâu, người khác kỳ thị mình cũng được. Đất này đất của người da trắng mà tại sao cho da vàng, phải không? Nếu mà mình mà khổ, Pháp Hòa có nói mà mình là có một cái khổ là mình là ngoại quốc mà không chịu, mà cứ kêu người ta ngoại quốc không à. Đi đâu cũng nói trời bữa nay tôi gặp anh ngoại quốc, vậy mình là ngoại gì? Nếu mà nói ngoại quốc là phải họ nói mình chứ không phải mình nói họ. Xứ này xứ người ta mà, mình mới là người ngoại quốc mà mình không nhận. Mình cứ gặp Mỹ có ngoại quốc đó tới kêu. Ngộ không? Rồi mình cứ thấy mình kỳ thị da màu, nhưng mà mình cũng da gì? Mình cũng da vàng. Thí dụ như mình nói, đừng tới gần da đỏ kìa. Và da đỏ nó nghe mình da vàng đâu đúng ớn. Thí dụ vậy. Cho nên đã là có da thì phải có màu. Màu trắng, màu vàng, màu gì cũng vậy. Cho nên chính cái gốc chúng ta không thấy mà chúng ta vướng vào một cái mà gọi là cái chấp. Mà cái gốc khổ là chúng không được á, tất cả chỉ là những cái bóng dáng gọi là bên ngoài thôi. Đó, bây giờ mình kỳ thị màu da nè. Rồi thôi bây giờ đừng nói chi kỳ thị màu da gì, nội người Việt với nhau thôi mà còn kỳ thị ba miền. À, người Bắc, người Trung, người Nam. Thì bây giờ quý vị thấy không, mình sống mà không thông đó ha, là biết bao nhiêu sự chấp trước nó vướng bận trong tâm ta mỗi ngày. Thì như vậy thì nếu mà chúng ta không quy y Phật thì chúng ta đâu có biết được Phật chỉ cho mình cái gì để mình tu. Cho mình nương tựa vào Phật, để Phật là cái người nói được nguyên nhân rồi phá cái phiền não, để mình có được cái giải thoát chân chánh. Ở đây tại sao không nói giải thoát bình thường mà giải thoát chân chánh? Tại vì nhiều khi mình chỉ bằng mặt mà mình không bằng lòng, mà bằng mặt mà không bằng lòng thì chưa phải gọi là chân chánh giải thoát.
Cái này nó chỉ là hình tướng thôi. Ví dụ như giờ hai người đó không thuận với nhau mà có mặt thầy cái, chị ăn cái này đi, chị dễ thương quá à. Đó có mặt thầy á. Nhưng mà không có mặt thầy là bà biết tôi. Ví dụ vậy thì cái này là chưa phải chân chánh giải thoát. Mình chỉ đóng kịch giả bộ giải thoát mà thật sự chưa sự giải thoát. Cho nên giải thoát chân chánh là từ ở trong tâm của mình, mà cái đó chính là cái sự tu tập của mình. Pháp tức là phương pháp. Quý vị nhớ là Phật là người, là cái người chỉ khổ cho mình. Còn pháp là gì? Là phương pháp giúp cho mình hết khổ. Đây, phương pháp phá hoại nguyên nhân của phiền não. Tại sao anh khổ? Chỉ một câu thôi, anh chấp. Thưa đại chúng, mà con người mà còn chấp là còn khổ. Mà hãy chấp lớn là khổ lớn, mà chấp nhỏ là khổ nhỏ. Ví dụ Pháp Hòa nói, Pháp Hòa chấp, nói tôi lên giảng, bữa nay biết tôi giảng mà không cắm bông. Biết tôi giảng mà không làm cái này, tôi là cái này, tôi là cái kia. Rồi thậm chí mình chấp tuổi tác nữa. Tôi lớn hơn, tại sao lại nói với tôi như vậy? Thật sự ra dĩ nhiên trên cái cuộc sống, cái người nhỏ phải giữ lễ. Mình nhỏ mình phải giữ lễ với người lớn. Đó là cái người nhỏ phải làm. Nhưng mà nếu mà mình sống mà luôn luôn mình chấp vào cái địa vị, cái tuổi tác của mình, cái đôi lúc mình cũng khổ. Tại vì có những lúc mình phải du di cái đó. Và mình thấy rằng có những lúc tuổi tác nó không có quan trọng nữa, mà ở cái chỗ cái tình. Cho nên cuộc sống á, dĩ nhiên trên nguyên tắc là đó là 1, 2, 3, 4 vậy đó. Nhưng mà hễ mình chấp cứ khăng khăng như vậy thì mình là cái người khổ. Còn có đôi lúc mình đơn giản. Cho nên cuộc sống không phải là, thật sự cuộc sống nó đơn giản vô cùng, nhưng mà nó cũng không phải là dễ dàng. Là tại vì chúng ta cứ học được cái này thì chúng ta chấp cái này, mà chúng ta không mở được cái khác. Cũng giống như mình học Bát Nhã Tâm Kinh vậy đó. Khi mình học được tất cả các pháp là không, thì mình lại bị gì? Mình bị vướng vào cái không. Nhìn gì cũng không đó. Thì lại đây, xả được cái hữu, cái tự nhiên vướng vào cái không, cũng khổ giống nhau. Cho nên pháp là phương pháp hóa phá hoại nguyên nhân phiền não được giải thoát. Người tu nhiều khi tu mà chưa thông, chưa giải thoát đó, bắt đầu chấp vào cái tuổi đạo. Thấy cái người kia ngồi trên mình cái hỏi, tôi nhớ nó mới thọ giới đây mà thọ sao tôi mà trồi lên trên nó ngồi. Thí dụ vậy đó. Có nhiều khi mình tu mà mình trên nguyên tắc là người thọ giới trước phải ngồi trước, đúng rồi. Nhưng mà giờ ví dụ lỡ mà cái đứa nhỏ đó nó trồi lên, tại nó cũng bị ham đó, nó ham ngồi trên đó. Mà thiệt sự ra ngồi càng trên thì lên càng dễ, chứ có gì đâu lo. Cho nên Pháp Hòa không thích lên trển. Mình cứ thục làm sao. Ngồi càng trên là lên trên càng dễ. Thì mắc cái chi mà mình lên đó. Cho nên với anh em vẫn là người mới tu thì nó khỏe không? Tăng là gì? Là người bẩm thọ giáo pháp, phá hoại cội nguồn phiền não. Tăng là cái người nắm giữ, là cái người, người ta thường nói tăng là gìn giữ cái giềng mối Phật Pháp. Là tại vì nếu mà nó còn được cái sự ngăn nắp hay không là do mình. Ví dụ như trong chùa này nè, mình nói ví dụ như trong chùa này nè, mỗi ngày thời khóa là tụng niệm như vậy, như vậy, như vậy, mà tất cả các vị tăng sĩ trong cái chùa này không có giữ cái đó. À, thích bữa nào thích tụng kinh thì lên 6 giờ, không thích thì ngủ tới 8. Rồi ở giờ ăn sáng vô trùm mền ngủ, hỏi sao vậy? Thôi tụng được rồi, khỏi ăn. Rồi cái bưng ra để đó, ai muốn ăn, ăn. Bữa vui thì xuống nấu, bữa buồn không nấu. Thì như vậy thì làm sao người ta vô đây, người ta thấy có cái gì mà, cái chương trình gì người ta theo. Bây giờ người ta lỡ vô đây, người ta ở 1 tuần, mà người ta cũng không biết thân phận người ta làm sao nữa. Sáng nay có được ăn không? Rồi cái dặn người ta 6 giờ tụng kinh, 5 rưỡi ta lên, ta ngồi.
ngồi chờ hoài sao không thấy chuông chuông đổ gì chứ. Rồi đi xuống, đi một vòng ở dưới nghe mỏ đang gõ chứ. Thì người ta làm sao người ta hiểu được cái mình có chương trình gì đó. Mình nói một cái ví dụ như vậy thôi. Cái mà quan trọng là vậy nè, cái vị tu sĩ nào mà mới tới chùa ta nhập chúng đó, ở từ 2 ngày trở lên đó, là một trong những vị tăng đó, phải có cái trách nhiệm giới thiệu chương trình. Nên bạch thầy, ở chùa con đó, là mỗi ngày đó, hoặc là dẫn người ta tới chỉ chương trình. Dạ, nhà chùa con là sáng là 5 giờ rưỡi thức nè, 6 giờ ngồi thiền, 6 giờ rưỡi tụng kinh, 8 giờ ăn sáng, 9 giờ rưỡi sám hối. Mình nói chương trình cho ta nghe để ta biết thân người ta, ta thấy ta theo được thì ta ở. ta theo không được thì ta nói tôi bận. Hay là người ta biết được cái chương trình để người ta còn ngủ mà thập thòm thập thẻm, mình ta không biết, trời ơi tôi lỡ mà tôi ngủ trễ tôi nói ông này tôi bê bối, chùa ta tụng kinh mà không lên. Chứ mình phải cho người ta biết cái chương trình. Cho một cái người mà cái người trong chùa là phải làm những cái việc giới thiệu chương trình cho những vị xuất gia, hoặc là một Phật tử người ta tới đây người ta ở 2 ngày trở lên, mình phải cho người ta biết à, chùa chương trình như vậy đó. Rồi mỗi ngày tới giờ cơm quý cô xuống nấu giờ đó đó, đạo hữu có rảnh thì xuống phụ quý cô. Mình nói cho người ta biết, mình để cho người ta biết chuyện gì mình ta tham gia. Ví dụ ta không biết gì hết, ta đi tới ta lui không thấy gì, cái ta vô phòng, vô phòng ta nằm cái lát nó thiêu 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 cái ta ngủ. À, ôm gói ngủ một giấc tới 11 giờ cái bắt đầu mình quánh giá rồi đó. À, cho nên á tăng là người bẩm thọ giáo pháp, tức là mình giữ cái đó. Bây giờ nói trên cái phương diện giáo pháp là mình giữ giáo pháp để mình làm gì, là cội nguồn phá hoại phiền não. Tại vì cái bây giờ Phật có, pháp có mà không có tăng thì ai giữ và ai quảng cáo ơi giới thiệu. Cho nên tăng là người giữ cái đó, giới thiệu cái đó. Và Pháp Hòa ví dụ như là trong chùa vậy đó. Trong chùa vậy đó, mình phải có. Trong khóa tu cũng vậy. Mình là cái người ở chung phòng với những người đã, mình là người mà đi tu nhiều khóa và người kia mới tới thì mình nhắc nhở. À, nhớ chỗ này đi thế này, chỗ kia đi thế kia. Ví dụ vậy. Hoặc có người nói rằng nếu như thế tức chỉ có một quy, nghĩa ấy không đúng. Vì sao? Đức Như Lai ra đời hay không ra đời, chánh pháp vốn thường có mà không có người phân biệt giảng nói. À, trong này nói tiếp. Ủa nếu mà như vậy thì có người nói rằng nếu mà như vậy á, nếu mà như lời giải thích ở trên á, thì chỉ có một quy mà không cần tam quy, nghĩa ấy không đúng. Vì sao? Đức Như Lai ra đời hay không ra đời, chánh pháp vốn thường có mà không người phân biệt. Bây giờ Pháp Hòa ví dụ vậy nè, Đức Phật có ra đời hay là Phật không ra đời, thì thưa đại chúng, cái giáo lý vô thường nó đang có mặt trong cuộc sống này không? Có không? Có. Vô thường là sự biến đổi của cuộc đời, của tất cả mọi pháp đó. Phật có ra đời hay Phật không ra đời thì cái vô thường nó là một cái gì hiện hữu trong kiếp, trong cái thế giới, trong con người này. Nhưng mà không có ai nói cái đó cho mình nghe. Thì bây giờ ai nói? Phật. Bởi vì Phật là người không phải, quý vị nhớ là Phật không phải là người sáng chế, sáng tạo ra vô thường. Ví dụ nè, vô thường là gì? Già, bệnh, chết. Mình nói 3 thứ căn bản nha. Bây giờ Phật có ra đời hay không ra đời thì con người vẫn già, bệnh, chết. Nhưng mà không có ai nhắc nhở cho mình biết. Cái đó đó, nó chi phối con người. Rồi con người sống quên hẳn cái đó đi. Thì bây giờ Phật là người
Như Lai xuất thế, đây cái câu nói tiếp đó, Như Lai xuất thế ngài mới phân biệt diễn nói, thế nên phải riêng quy y Phật. Phật là người thấy rõ vô thường, Phật nói vô ngã, hay là Phật thấy cái khổ, thí dụ như của sanh, của già, của bệnh, của chết, của cầu muốn không được, của thương yêu xa lìa, của thù ghét gặp gỡ, khổ triền miên khói lửa, mình đâu có nhớ, đâu có biết gì đâu, thì Phật là người chỉ cho mình, này cái này khổ nè, mình không biết, Phật chỉ. Cho nên giáo lý vô thường. Và thưa bây giờ Phật có ra đời hay Phật không ra đời, ở trên cuộc sống này có nhân quả không? Có. Nhưng mà mình không ai chỉ cho mình biết hết á. Thì Phật là người ngồi thiền và phát hiện ra cái lý nhân quả. Nhân là cái hạt giống, duyên là mọi cái điều kiện để làm cho hạt giống sinh ra, và nó có trái gọi là quả. Phật dạy nhân quả thì cũng như thế. Mình đi học là nhân, nhưng mà nhờ được gặp thầy tốt, được gặp bạn lành, được vào môi trường tốt, duyên. Cho nên cuối cùng trở ra một con người học giỏi, uyên bác, có tài. Nhân là do mình thích học, nhưng mà cũng phải nhờ cái duyên. Mình thích học nhưng mà mình lại được cái duyên là mình sống trong một môi trường mà người ta luôn luôn cũng đi học. Chứ có nhiều người thích học nhưng mà sau gặp cái duyên là ở trong môi trường toàn là người cúp cua, không học. Mà bây giờ cái người này mà siêng học thì bị mấy người kia làm sao? Người ta chăm xăm soi, người ta nói móc, nói mó, hay là rủ rê, rốt cuộc cũng bị ảnh hưởng. Cho nên cái nhân là một rồi, và cũng may phước là chúng ta được cái duyên, chúng ta ở trong một môi trường tốt để chúng ta có sự tu tập, đi đến được cái kết quả. Ví dụ bây giờ cái nhân nè là chúng ta thích nghe pháp, và cái duyên là chúng ta ở một cái nơi mà có thích tổ chức Phật pháp, cho nên cái quả là chúng ta được cái cơ hội là về chùa tu tập nghe pháp. Bây giờ cái nhân là chúng ta thích nghe Phật pháp, mà duyên là chúng ta rơi vào cái chỗ mà người ta không thích tổ chức Phật pháp, người ta không có chịu khó tổ chức tu tập, cuối cùng mình không được hưởng gì hết. Đó, mình nói cái nhân quả như vậy. Thì cho dù Phật ra đời, không Phật ra đời, thì đó, nhân duyên quả nó cũng vẫn có mặt. Nhưng mà Phật là người có mặt ở đời này, và Phật là người phát minh ra được, tìm ra được cái đạo lý đó, Phật nói cho mình nghe. Cho nên câu này mới nói: Đức Như Lai ra không ra đời, chánh pháp vốn thường có, mà không người phân biệt giảng nói. Như Lai xuất thế ngài mới phân biệt diễn nói, thế nên phải riêng quy y Phật. Đức Như Lai có xuất thế hay không xuất thế, chánh pháp thường có mà không người lãnh thọ, chỉ các đệ tử Phật mới có thể lãnh thọ, thế nên phải riêng quy y Tăng. Bây giờ Phật ra đời, không Phật không ra đời, chánh pháp vẫn có đó. Nhưng mà ai là người lãnh thọ chánh pháp? Thì phải có một cái người đệ tử Phật, mà người đệ tử Phật thì gọi là Tăng. Cho nên chánh pháp thì có, nhưng mà không ai lãnh thọ. Cũng giống như bây giờ mình nói ví dụ vậy nè. Chính phủ Alberta có ngân quỹ cho những trung tâm nào mở trường Việt ngữ. Đó, cái phanh có, nhưng mà không có người nào tổ chức trường Việt ngữ thì cái phanh đó mình không được nhận. Cái tiền cho nó không được nhận. Thì cũng như thế, chánh pháp có mà không có người nhận. Thì bây giờ chùa nào cũng có khả năng tổ chức truyền tam quy ngũ giới hết á. Ủa mà sao lễ Phật đản năm nay không có lễ truyền giới? Hỏi sao kỳ vậy? Đâu có gì kỳ, không ai đăng ký thì thì mình sẵn sàng truyền mà người ta không đăng ký thì sao được? Thì cũng như vậy. Tức là chánh pháp có, mà nếu không có người lãnh thọ thì làm sao biểu lộ được cái chánh pháp đó? Cho nên phải quy y Tăng. Nói tiếp: Chánh đạo giải thoát gọi là pháp, trí độc giác không cần thầy dạy gọi là Phật. Có thể đúng như pháp thọ trì ấy là Tăng. Nếu không có tam quy
Vì sao nói có bốn điều tin không hoại? Quý vị biết bốn điều tin không hoại không? Cái này, cái nguyên chữ Hán là tứ bất hoại tín. Tứ bất hoại. Tứ bất hoại là gì? Là bốn điều mình tin không bao giờ bị hoại diệt, mãi mãi vững chãi như vậy. Một, tin Phật. Hai là tin Pháp. Ba là tin Tăng. Bốn là tin giới. Phật, Pháp, Tăng, giới. Tại sao rồi chúng ta tin Tam Bảo rồi giờ tin giới là gì? Bởi vì giới tức là cái ngăn che luật giới. Mà hãy nơi nào còn có sự luật giới là nơi đó còn có sự gọi là gì? Ngăn nắp trật tự. Còn không có thì không còn một cái giềng mối gì để giữ nữa hết. Cho nên cái đó gọi là tứ bất hoại tín nha. Bốn điều tin mà không hoại diệt ở trong lòng người Phật tử. Đó là tin Phật, tin Pháp, tin Tăng, tin giới. Tin giới của Đức Phật rất là trong sáng, rất là bình đẳng, rất là dân chủ. Bình đẳng, dân chủ và rất uyển chuyển. Ví dụ như Phật dạy mình thọ năm giới. Cư sĩ tại gia thọ năm giới. Và mình thấy rằng rõ ràng năm cái giới này người nào giữ được là nhân cách có, đạo đức có. Không cần liên hệ tới đạo giáo gì hết. Bởi vì sát sanh, trộm cắp, tà dâm, nói dối, uống rượu không liên hệ đến đạo giáo gì cả. Nó liên hệ đến đời sống con người. Rồi qua tới thập thiện. À, quý vị nghe là thập thiện rồi. Không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm là của thân. Miệng không nói dối, không nói lưỡi hai chiều, không nói lời độc ác, không nói lời vô ích. Bốn giới của miệng. Bây giờ ba giới của ý là giảm tham, giảm sân, giảm si. Mười giới này có cái gì liên hệ đến đạo giáo không? Hay cũng là hoàn toàn xây dựng một con người lương thiện? Đó, thấy chưa? Vì vậy cho nên á, mình tin vào giới. Và tin giới là gì? Là giới có khả năng hướng dẫn mình đi xa trên cái đường cuộc sống của mình, tu tập của mình. Cho nên nói, nếu không quy, không có tam quy, vì sao nói có bốn điều không hoại? Nếu không có tam quy thì làm gì nói cái chuyện không hoại? Người tam quy y đầy đủ, hoặc không đủ. Thế nào là đầy đủ? Nghĩa là quy y cả Phật, Pháp, Tăng. Phong Hòa nhớ có nhiều vị quy y hai bảo thôi. Quy Phật, quy Pháp thôi, không quy Tăng. Với lý do là Tăng đời nay tu hành không có nghiêm túc. Cho nên là hoặc là không, ông Tăng đóng nhỏ hơn con tôi nữa. tôi lựa mấy ông Tăng là mà lớn hơn tôi mới quy. Tại vì sao? Vì cái người đó nhìn Tăng ở cái hình thức gì? Tuổi tác. Và nhìn Tăng ở cái hình thức tuổi tác cũng như là cái tướng riêng của cái vị đó. Nhưng mà nhớ là mình quy Tăng không phải là quy y một vị đó, mà quy y đoàn thể Tăng. Bốn người trở lên là đã thành một đoàn thể rồi. Còn một vị thầy nào mà ra quy y cho mình là đại diện thôi. Cho nên không có gì trở ngại trong việc quy hết. Rồi có nhiều người nghĩ như vậy đó. Nói thôi tôi nếu có quy y thì tôi quy Phật, quy Pháp, tôi không quy Tăng. Tại vì tôi không tin tưởng Tăng. Là quý vị biết là ngày xưa có một ông vua đời nhà Đường đó, đã nói như vậy với ngài Huyền Trang. Nói trẫm chỉ có tôn kính hai bảo thôi. Đó là Phật bảo và Pháp bảo. Còn Tăng trẫm không kính. Tại vì trẫm thấy các vị Tăng tu hành trẫm không thích. Thì nói như vậy xong thì ngài Huyền Trang ngài trả lời sao đại chúng biết không? Ngài mới nói thưa đại vương, thưa hoàng thượng, cục đất sét á nó không là gì hết á, nhưng mà khi mà trời mưa, trời hạn hán, hoàng thượng muốn cầu mưa phải lấy cục đất sét nắng thành con rồng, đem con rồng ra cầu mưa. Con rồng không làm ra mưa, nhưng cầu muốn cầu mưa phải làm hình thức con rồng. Cục đất sét
để yên, nhưng mà giờ đem nắng tượng Phật, mình lại cục đất sét đó. Cục đất sét đó làm ra tượng Phật. Tượng Phật không cho mình được phước, nhưng tượng Phật giúp cho mình sanh phước tự thân tâm, bởi vì mình kính tượng Phật. Tượng Phật tuy làm bằng đất, nhưng đập phá tượng Phật vẫn có tội. Thì tượng Phật không là gì, nhưng nếu mình chịu khó lại tượng Phật cũng có phước. Tượng Phật, nhớ là tượng Phật không ban được cái phước, nhưng mà tượng Phật là biểu tượng giúp cho mình sanh cái phước, là do cái tâm cung kính của mình. Trở lại nói tiếp, ông Tăng á, tuy ông không có cái gì để ông cho là Hoàng Thượng, nhưng hình ảnh của ông giúp cho Hoàng Thượng Tăng có cái phước kính cẩn. Ngài Huyền Trang nói như vậy. Ví dụ bây giờ quý vị thấy nè, hôm rồi có một vị đó, có nhớ cách đây cũng cả chục năm rồi, trong một cái khóa tu xuất gia gieo duyên, thì có một vị hỏi một câu hỏi, nói chánh điện chùa mình á, thờ làm cái vườn nai á, mỗi lần đảnh lễ không lẽ con lễ con nai sao, con lại Phật thôi chứ, bắt con lại luôn con nai. Phong Hòa mới nói bây giờ ví dụ không để hình con nai, nếu mà nói là lại con nai không, cái lư hương là cái đồng đó nè, nó để vậy cũng lại rồi, cứ chấp luôn đó, không lẽ tu lại cái cục đồng nữa đó. Nếu mà nói là con mình chấp con nai thì cái tượng Phật này cũng làm bằng nhựa mình mới làm mà, do mình mà ra mà, rồi mình đem nó mình lại thôi. Rồi bây giờ nếu mà nói không lại con nai, cất con nai đi rồi cũng lại cục đồng, là cái lư hương à, cũng lại cái chân đèn, cũng lại cái đèn cầy, cũng lại cái nhang. Thành ra nhất giả lễ kính chư Phật. Đây cái bàn này nè cũng phải kính nha. Tại vì sao? Tại vì lúc mình cần nó đây, sử dụng đây, nhưng mà xong rồi phải đem cất. Đây lễ kính chư Phật, không phải con người. Cái bàn, cái ghế, tọa cụ, bồ đoàn, quyển kinh, quyển sách, cái áo, bất cứ cái gì cũng phải kính hết. Tại vì chính những cái đó giúp cho mình trong cuộc sống của mình. Còn nhị giả xưng tán Như Lai, ủa Phật với Như Lai có gì mà hai câu nó khác nhau? Ở bên trên kia là lễ kính chư Phật, là người kia có xấu, nhưng mà bản chất họ vẫn là một con người là phải kính. Nói cái đó trước đã. Còn cái chuyện á, cái câu thứ hai rất là hay, nhị giả xưng tán Như Lai, anh có cái gì hay thì tôi mới xưng tán, còn nếu không thì tôi vẫn giữ mực với anh là cung kính thôi. Rất là hay. Nhất giả lễ kính chư Phật, nhị giả xưng tán Như Lai. Tại sao xưng tán rồi lễ kính? Ở cái phương diện bình thường ai tôi cũng kính hết, tại vì tất cả mọi người, anh đã là một con người là tôi kính. Nhưng mà ở nơi anh có cái gì hay tôi học hỏi được thì tôi mới xưng tán. Còn nếu anh bình thường thì thôi, tôi chỉ cung kính thôi, tôi đâu có gì xưng tán. Rõ không? Như thế thì không có lý do gì mà mình nói tôi chỉ nhị quy thôi chứ không có tam quy. Người thiện là nghĩa là quy y Phật Pháp Tăng. Người không đủ ba quy y là Đức Như Lai. Ngài chỉ có quy y với giáo pháp. Tức là duy nhất có một người không đủ ba quy, đó là ai? Là Phật. Tại vì Ngài quy y gì? Ngài quy y với giáo pháp. Tại vì lúc Ngài còn là thái tử, Ngài đi tu, Ngài phải mượn một cái phương pháp nào đó để Ngài tu, để Ngài thành Phật. Như vậy theo nguyên tắc chúng ta nói Phật Pháp Tăng, vậy thì trong khi Phật chưa thành Phật, Pháp ở đâu ra? Khi mà Ngài chưa thành Phật, Pháp ở đâu ra? Vậy rõ ràng khi mà Ngài chưa thành Phật là đã có Pháp rồi, phải không? Nhưng mà Ngài mượn cái Pháp đó Ngài tu để Ngài thành Phật. Rồi bây giờ Ngài mới sàng lọc cái Pháp mà Ngài đã tu tập thành để hướng dẫn cho mình. Bây giờ cái Pháp mà mình đang thọ đây đó là Pháp đã được thanh lọc. Còn trước kia là Pháp tràn gian hết, Ngài nương tất cả các thứ để Ngài thành tựu rồi, cuối cùng Ngài xác định lại cái này nên làm và cái kia không nên. Ví dụ như Ngài tu khổ hạnh có phải là một pháp không? Phải.
Nhưng cuối cùng Ngài quyết định sao? Khổ hạnh không phải là cách. Chứ khi bài pháp đầu tiên Ngài nói liền: này các thầy, bài pháp đầu tiên nha, quý vị mở lại cái kinh gọi là kinh chuyển pháp luân, đó là bài kinh đầu tiên sau khi Ngài thành đạo. Này các thầy, có hai trường hợp cực đoan mà các thầy cần phải buông bỏ. Đó là quá sung túc đời sống vật chất, hay là quá hành thân ép xác. Tại vì hai cái đó không mang lại được cái lợi ích thiết thực. Thiện nam tử, những người được quy y đầy đủ như tỳ kheo, tỳ kheo ni, u bà tắc, u bà di. Ví dụ như các thầy tỳ kheo, trước khi thành tỳ kheo có quy y Tam Bảo không? Có. Vậy thì cư sĩ nam, cư sĩ nữ, tỳ kheo ni, ai cũng là người thọ tam quy hết. Mà gần đây Pháp Hòa thấy nè, có nhiều vị mất cười nha. Nói đại chúng chắp tay đọc theo ba sự quay về nương tựa, Phật tử chắp tay đọc hết với xuất gia ngồi ngó vậy nè. Pháp Hòa ngồi qua nó: ủa, bộ xuất gia là không tam quy hả? Xuất gia hay là tại gia gì, pháp tam quy là không ai được bỏ hết, tất cả phải chắp tay lên đọc pháp tam quy. Tại vì mình, cuộc đời của chúng ta không có tam quy thì chúng ta không có hướng. Cho nên người xuất gia, người tại gia gì cũng phải đọc tam quy hết. Con về nương tựa Phật, đọc đầy đủ rõ ràng. Chứ không phải là nói cái này của Phật tử. Ủa, mình không phải Phật tử. Phật tử là danh từ chung. Thiện nam tử, như Phật, duyên giác và thinh văn đều khác, thế nên Tam Bảo không được nói là một. Ví dụ, Ngài đưa ví dụ Phật, duyên giác, thanh văn đều khác. Tại sao? Vì Phật là người toàn giác. Còn duyên giác là gì? Duyên giác là người do tu tập cái giáo lý thập nhị nhân duyên, nghe thập giáo lý thập nhị nhân duyên và tu tập tới thập nhị nhân duyên, cho nên mới gọi là duyên giác. Còn thanh văn là gì? Là những người phải nghe giáo pháp tứ diệu đế để hiểu là sanh khổ, già bệnh chết khổ, rồi thấy được nguyên nhân của khổ, nghe là nghe tứ thánh đế, khổ đế, tập đế, diệt đế, đạo đế để thành tựu, gọi là thanh văn. Giống như bây giờ Phật tử nào mà khổ quá cái đi chùa nghe kinh, nghe pháp rồi bắt đầu ồ, từ đó mới hiểu ra cái đó là thanh văn đó. Rồi thấy người bạn của tôi nè, giống như anh rể của anh Thanh Thiền, anh Long vậy đó. Mới hôm bữa trước đây, hai bữa còn khỏe mạnh bình thường, rồi đi ngủ xong rồi cái đứt mạch máu ở trên giường, rồi chở bệnh viện hai ngày sau mất. Là ngày mai liệm nè, ngày mai làm lễ phát tạng. Thì mình nghe cái đó đó. Rồi vị nào mà hôm rồi đi dự, đi thấy được hình ảnh con của Hạnh Tịnh ra trường, bé Út đó, có chú đi dự đó. Đâu, để mới đây gặp ổng cũng khỏe bình thường, đâu có gì đâu, nghe không, đi ngủ vẫn còn khỏe mà. Rồi thì bị tai biến ở trên giường ngủ, rồi là đi luôn đó. Ví dụ vậy. Giống như là Tịnh Vi đi chơi ở New York về, rồi đi thử máu ngày chủ nhật đó, tấp vô chùa sáng nói bữa nay em đi thử máu, lát thử máu rồi em sáng giờ em không đi chùa được tại vì em đi thử máu. Rồi tụng kinh chùa xong đi về. Đi về 5 giờ chiều bệnh viện và bảo phải đi vào trong bệnh viện gấp, lập tức. Rồi 5 giờ chiều ngày hôm đó vô bệnh viện cho tới ngày mất luôn. Thì mình thấy cái đó, mình nghe cái đó, trời ơi, cuộc đời vô thường quá. Thôi hôm qua giờ tôi giận quá trời người. Tháng này hình như tôi thấy riết ở trong chùa tôi ghét hết 99 người rồi. Rồi giờ mai mốt tôi về trển tôi ở với ai? Tại không ai để dành phòng cho tôi hết. Thôi không có giận mấy cái chuyện đó nữa. Gọi là thanh văn là duyên giác đó. Duyên giác là thấy người ta chết liên liên đó, giác ngộ. Hai ba ngày một Phật tử gọi thăm, hỏi thầy đâu mới về. Dạ đi đám. Cái có một bữa anh Phật tử nói: trời trời, sứ thầy sao chết dữ vậy? Tại vì cứ vài mỗi ngày phone thăm lời ra thầy đi đám. Nói dạ chết làm gì nữa dữ. Chết hiền thôi. Rồi qua ví dụ vậy. Cái gì gọi là duyên giác? Thấy người ta khổ mình giác ngộ, thấy người ta chết mình giác ngộ,
gọi là duyên giác đó, cái duyên cho mình giác ngộ. Rồi bây giờ là có nhiều người vô nhà đám nha, đi vô nhà đám mà ngồi đó chỉ giữ mấy ông thầy, nghe mấy ông thầy tụng thôi, mà trong lúc mà nghe vậy có cái câu này sao trúng tôi quá ha. À, cái câu mà gì à, hồi nào đứng đứng ngồi ngồi bây giờ thiêm thiếp như chồi cây khô, nghe xong thấm phải không? Sang như là mấy bậc công hầu giàu mà đến bậc bấy lâu thạch sùng vậy, nghe xong tỉnh đạo. Cái trường hợp đó gọi là thanh văn. Thanh là âm thanh, văn là nghe, nghe âm thanh thuyết pháp tụng kinh mà tỏ ngộ. Như vậy thì quý vị thấy cũng là điều ba, nhưng mà ở mỗi trường hợp người ta giác ngộ bằng một phương thức nào đó. Thế nên tam bảo không được nói là một. Thế nào là khác? Lúc phát tâm khi tu hành trong khi đắc đạo đều khác. Quý vị nhớ nha, lúc phát tâm khi tu hành trong khi đắc đạo. Lúc mình mới phát tâm á, trời ơi sao? Hăng lắm. Chưa biết gì hết á. Chưa biết gì hết á. Rồi mình tuyên bố một câu, dạ con mới tới, mấy chị mấy bác có gì chỉ dạy cho con. Lúc mới tới đó. Lúc mới tới là vậy nè. Nhưng mà sau một thời gian là vậy nè. Thật nữa là lúc mới phát tâm mà khi đắc trong khi tu. Trong khi đó là lúc phát tâm khi tu hành. Thật nữa nó nhiều khi mà không, trong khi tu mà không khéo đó, nó thua cái lúc mới phát. Chứ đừng nghĩ là mình tu 10 năm rồi mình sẽ hay hơn lúc mới phát. Nhiều khi mình sẽ dở hơn lúc mới phát. Tại vì lúc mới phát cái tâm mình rất thuần và rất tịnh. Mình phát tâm xong rồi giờ không phải là gì mà tóc mình nó sừng lên hết đó. Thành thử ra mới đầu cái ngôn từ của mình mới tu nó khác. Sau một thời gian thấm nhuần ngôn từ rồi bắt đầu sử dụng ngôn từ nó khác. Cũng là nghe rất Phật Pháp, nhưng mà câu nào câu nấy là nát như đậu hũ bóp. Và trong này Phật nói rất rõ, lúc phát tâm khi tu hành trong khi đắc đạo đều khác. Có tính chất địa vị cũng khác. Dễ sợ chưa? Cho nên và thưa đại chúng là chỉ cần một hai đoạn kinh như vậy thôi là nó giúp cho mình ghê gớm lắm. Và nó phá vỡ được cho mình, và nó thăng tiến được cho mình trên đường tu. Trong khi đắc đạo điều khác, tính chất, cái tính chất lúc mới tới, mới vào, cái tính chất ở một thời gian lâu. Và trong khi không có địa vị, mình ra làm sao? Mà khi có địa vị rồi, mình ra làm sao? Ví dụ giờ mình chưa có một cái địa vị gì hết, cái mình nói làm sao? Tôi là thiên lôi, ai sai đâu đến đó. Nhưng mình khi có địa vị rồi, ê biết ai không? Tại vì mình có địa vị rồi. Nguy hiểm lắm. Quý vị có nhớ cái câu chuyện cửa tùng đôi cánh gài không? Cái câu chuyện cửa tùng đôi cánh gài được chọn lọc và in vào một cái tập truyện của những nhà văn nổi tiếng về những câu chuyện được chọn lọc. Câu chuyện đó được viết bởi sư ông Làng Mai. Câu chuyện kể là có một anh chàng đó, ảnh còn nhỏ, ảnh sống với thầy trên núi đó. Và một hôm nọ đó, anh nghĩ rằng anh đủ sức để ra xuống núi để hành hiệp trượng nghĩa, mà người thầy thấy chưa được, cản. Nhưng anh dứt khoát, anh nói bây giờ con võ công thâm hậu rồi, xin thầy hãy cho con xuống núi để con dịp loạn trừ gian, phá tà hiển chánh. Anh đi một thời gian sau, anh mòn mỏi, anh trở về, anh xin lên núi được gặp thầy. Trong khi đó, cửa chưa mở, anh mới tới cái bờ suối, anh rửa mặt. Bây giờ anh ngó xuống nước, trời ơi, anh hết hồn, anh té xỉu. Tại vì bây giờ anh thấy trên mặt anh mọc nanh. Mọc nanh, mọc vuốt, mà ngày cái gương mặt hiền lành của thuở nào khi một người con trai xuống núi với cái ý tưởng là hành hiệp trượng nghĩa nó không còn nữa. Nanh vuốt nó mọc lên, mắt mày với nó trợn lên hết. Thì bây giờ
Cái câu chuyện đó là câu chuyện của mỗi người tu chúng ta. Mình mới vô chùa cũng giống như cái người thanh niên mới xuống núi vậy. Nhưng mà mình tu một thời gian rồi, bắt đầu móng vuốt mình nó có hết, nanh rút mình nó ra hết. Thì câu chuyện đó là câu chuyện cho người mỗi người chúng ta, chứ không phải một câu chuyện bình thường. Gọi là cửa tùng đôi cánh gài. Gài là gài lại đó. Quý vị lên Google, quý vị lên Google bấm cửa tùng đôi cánh gài. Nó chỉ có vài trang thôi, không có nhiều, câu chuyện ngắn thôi. Nhưng mà chính câu chuyện đó là câu chuyện của mỗi người chúng ta. Đôi khi mình ngồi thiền vậy nè, chỉ có 15-20 phút mỗi đêm thôi, mình làm gì trong cái giây phút đó? Đơn giản thôi. Chỉ nhìn lại từ sáng giờ mình sống sao. Pháp Hòa chỉ yêu cầu đại chúng mỗi tối tụng kinh xong, ngồi thiền 15-20 phút trước khi mình đi xuống đó, làm cái việc đó đi. Từ sáng giờ mình sống ra sao? Còn nói một cách đơn giản nữa, sáng giờ mình làm ăn ra làm sao? Mình hồi nãy mình lên mình tụng sám hối, mình tha thiết lắm, nhưng mà hồi nãy mình sống cả ngày hôm nay, mình đã hành xử thế nào? Mình đã sống ra làm sao? Có nhiều khi mình hối hận, mình thấy một ngày nay mình sống hơi phung phí công đức, phước đức, lời nói của mình. Cái bắt đầu bây giờ cái khi mình khởi cái tâm hối hận, bắt đầu cái tướng đi nó khác rồi đó. Cái tai nó cung lại, nó nghiêm nghiêm đi xuống. Nhưng mà khi mà mình thấy rằng mình là cái người rất là đầy đủ thì mình sẽ rất là tự hào. Cái câu chuyện mà cái người vợ mà thấy chồng mình là một cái người tiều phu đánh xe cho một ông quan thôi, mà ông quan ông ngồi trong xe ông vén màn lên, ông đi ngang thấy dân đi bộ ông chắp tay ông xá dạ chào bác chào anh, còn cái anh tiều phu đánh ngựa ngước mặt đi. Thì chiều lại bà bữa sáng đó bà vợ ông đi chợ tình cờ thấy được cái chuyện đó, bà về bà cuốn gói bà đòi ly dị với ông. Ông mới hỏi tôi làm cái gì mà bà làm như vậy. Bà mới nói tôi hôm nay đi chợ tôi thấy được cái hình ảnh của ông, tôi mắc cỡ, tôi xấu hổ quá, tôi không thể nào tôi sống được với một người chồng hách như vậy, hống hách như vậy. Quan á là cái người chủ ông, mà ông ngồi trên xe ông vén màn ra ông chào từng người đi qua, còn ông chỉ là một cái người đánh xe thôi, mà ông ngẩng đầu ông đi ông như là quan quyền trong huyện đó vậy. Thật sự bà vợ làm như vậy chỉ để khai thị cho ông thôi. Thì ông chồng thấy hối hận, ông ta làm quan mà ta khiêm cung, còn mình làm lính mà mình coi như mình như là quan quyền vậy. Chính câu chuyện đó nó luôn luôn nói với mình là mình là gì? Mình không là, mình chỉ là cái người phụng sự. Pháp Hòa có giảng cái bài tiếng Anh đó, Joyful of the service. Mà cái hạnh của Phổ Hiền là gì? Chúng con xin học theo hạnh Ngài, biết đem con mắt và trái tim đi vào cuộc sống. Chúng con thấy được niềm vui của người chính là niềm vui của người, của mình, và nguyện thực hiện niềm vui trên con đường phụng sự. Cái câu đó là thích vô cùng. Và nguyện thực hiện niềm vui trên con đường phụng sự. Mình làm được cho đại chúng là mình phải vui, chứ không có khổ đau, là vì mình được làm. Chỉ có sợ là mai mốt mình không còn được làm. Pháp Hòa nhớ cách đây 10 năm, lúc ở Tây Thiên có một đêm đó, thường thường mấy đêm giao thừa Tây á, Pháp Hòa hay ở Tây Thiên, mà lúc đó chưa có chánh điện, chưa gì, còn ở cái nhà. Sáng hôm đó là ngày 1 Tây tháng 1, Pháp Hòa nhớ năm đó là 2008-09 vậy đó. Thì có một buổi sáng mùng 1 Tết đó, tự nhiên Hòa thức, và Pháp Hòa cảm thấy là mình muốn sống hơn bao giờ hết. Tại vì mình thấy mình còn quá nhiều cái tâm nguyện muốn làm, mà mình chưa muốn, mình muốn mình được sống để mình làm việc. Cho nên mình tự nhiên mình đi lên thắp. Mùng 1 nào Pháp Hòa là người đầu tiên thắp cây nhang cho Phật, mà mình lại Phật ba lại trong cái ngày sáng mùng 1 đó. Tự nhiên mình thấy một cái gì tràn ngập cái niềm vui hạnh phúc, và mình được sống và mình được làm việc. Có những lúc mình chán, mình không muốn làm lo ngày thường,
Nhưng mà có những giây phút cái tâm tư mình tự nhiên mình thấy mình thích được làm và muốn làm. Cho nên khi mình làm được cho ai đó, mình nói là mình được niềm vui trong con đường phụng sự. Lấy cái câu đó để mình để tâm. Thì bây giờ Phúc Hòa thưa đại chúng là thay vì á, người này người kia chuyện này chuyện nhỏ, mình để tâm để dạ để lòng, và trong cái đó biết bao nhiêu những cái câu rất hay, chúng ta quên không để vào lòng cái đó, nó uổng đi, nó rất uổng. Thí dụ như là nguyện thực hiện niềm vui trên con đường phụng sự, tại sao muốn để câu đó? Lấy trí tuệ làm sự nghiệp, lấy từ bi làm lẽ sống, biết bao nhiêu câu hay để trong dạ trong tâm, thì thế nào mình là một dũng sĩ mà không bị gió đời phong sương nó làm mình đổi tướng. Cái câu chuyện cửa tùng đôi cánh gài đó là muốn nhắc nhở chúng ta, không khéo thì chúng ta không làm được gì cho ai, mà ngược lại chúng ta nanh vút, chúng ta đã mọc ra mà mình không hề hay biết. Tại vì mình đâu có cơ hội nhìn xuống dòng nước đâu. Nhìn xuống dòng nước là tượng trưng cho gì? Nhìn lại chính mình, soi lại chính mình. Cho nên Pháp Hòa chỉ mong đại chúng mỗi ngày tụng kinh, ai đó thực hiện ngồi thiền, thì chúng ta hãy thực hiện một việc rất đơn giản là hãy soi lại mình. Chỉ hỏi mình một câu thôi: ngày hôm nay mình sống như thế nào? Từ sáng tới giờ mình sống ra sao trước khi mình đi ngủ? Thì nếu mình thấy rằng hôm nay mình cũng có nhiều câu quá đáng đó, nhiều câu quá đáng đối với em mình, đối với anh mình, đối với chị mình, vân vân, những người xung quanh, thì tự nhiên mình sẽ biết mình phải làm gì cho ngày mai. Và mình cứ tu như thế, cứ tu như thế, thì từ từ nhất định mình sẽ mòn được như những cái nanh vút của mình, nhờ cái dòng suối mà chúng ta mỗi ngày chúng ta soi rọi. Cho nên trong khi đắc đạo điều khác và tánh chất địa vị cũng khác, thế nên gọi là khác nhau. Hãy là một vị Phật là tánh chất phải khác, phải không? Một vị phàm phu là tánh chất phải khác. Cho nên người mỗi người, cho nên nhất nhất tại sao phải quy Phật? Vì quy Phật để xác định con quy y giác, không quy phàm phu. Tại sao phải quy Pháp? Là vì con muốn xác định con quy y chân chánh chứ không quy y tà ngụy. Con phải quy y Tăng để con trở về thanh tịnh hòa hợp, mà tránh đi quy y thầy tà bạn dữ và những cái đoàn thể hay là sự không hòa hợp. Vì quy y Tăng là hòa hợp, là thanh tịnh. Rồi tổ Lục Tổ Huệ Năng á, ngài chỉ nói có ba câu gọn thôi: quy y Phật là quy y giác, quy y Pháp là quy y chánh, quy y Tăng là quy y tịnh. Giác, chánh, tịnh. Bởi vì Phật là giác, Pháp là chánh, Tăng là tịnh. Phải người nào mà sống được với cái chất giác ngộ, chân chánh, thanh tịnh là quy y Tam Bảo. Thôi, tối nay mình dừng ở đây, hôm khác mình học tiếp. Ví dụ bây giờ mình thấy đời này mình nghiệp xấu quá, thì bây giờ mình biết là do đời trước mình thiếu cái hạnh tu, cho nên cái đời này cái nghiệp quả của mình nó xấu. Rồi bây giờ mình muốn sau này mình khá hơn, thì bây giờ mình bắt đầu phải tu lại cái hạnh nghiệp tốt. Hay nói cách khác là hãy dùng cái nghiệp mà chúng ta đang thọ đó tạo phước để nó chuyển cái nghiệp đó. Ví dụ như bây giờ đời này mình có cái nghiệp là, cái nghiệp này của mình nó là mình hay hờn mát, hở chút là mình giận, đó cũng là một loại nghiệp. Thì bây giờ mình biết rằng á, mình muốn bớt cái nghiệp đó, thì mình ngay tại từ cái nghiệp đời này nè, mình phải tập tu cái hạnh gì? Cái hạnh buông xả, bớt chấp trước. Thì khi nào mình bớt chấp trước thì tự động mình sẽ giảm được cái nghiệp hay hờn mát. Sở dĩ mình giận là tại sao? Mình chấp, mình nghĩ là tôi, ý tôi là phải như thế này, kiểu tôi là như thế kia. Hãy chấp nhiều là giận nhiều, mà bớt chấp thì bớt khổ. Cho nên đó là cái cách của mình. Thí dụ như đời này á, mình có một cái nghiệp ở nơi thân của mình, mắt tai mũi miệng gì của mình nó không được trang nghiêm, thì nó, mình biết đó một nhân gì đời trước đó, cho nên đời này nghiệp cái nghiệp đó, thì từ cái nghiệp đó mình giảm bớt.
Dù nghiệp đời này mình nói ra người ta không tin, mình nói ra cái gì người ta cũng không tin hết, thì mình biết rằng đời trước mình nói dối nhiều, cho nên đời này mình nói ra thiếu cái sự tín nhiệm của người khác. Thì ngay cái nghiệp đó, chúng ta phải tập nói những lời chân thật, mà không nói những lời đâm thọc dối trá. Hay mình bị đời này không biết mắc cái gì, nghiệp gì mà người ta cứ nghĩ oan cho mình. Ai làm đâu bắt mình, cứ người ta không ai, nhiều cả trăm người sao không nghĩ oan cho ai hết, mà cứ nghĩ oan cho mình là tại mình làm chuyện đó. Mình nói chuyện đó là mình biết đời trước mình hay gieo cái nhân vu khống cho người, cho nên đời này mình tập không có vu khống cho ai. Nếu cái điều đó mình không thấy biết rõ, mình không thấy biết rõ thì mình không có nghĩ là người đó làm. Mặc dù người đó có thể lãng vãng ở khu vực đó, nhưng chưa chắc người đó đã làm. Thành tự ra nếu mình cái gì mình không có chắc chắn thì mình không nên nói. Mà mình nói mà thứ nhất là ngay đây giờ mình đã giảm đi cái tình cảm rồi, rủi cái người đó thiệt sự người ta không có làm. Thấy không? Bây giờ người ta không ai dám nói với mình, mà người ta đi nói với người cái đương sự đó, có phải là mình với họ chuốc oán không? Tự nhiên mình với họ không có xích mích gì hết, do một chút hiểu lầm của mình thì mình nghi oan, rồi mình không giấu được trong lòng, mình nói cho người khác nghe. Chắc gì người khác giữ kín, chắc gì người khác giữ kín cho mình. Ở đời này mà, nghĩa là người ta thường nói là giấy không gói được lửa, kêu là cái gì mình đã nói ra rồi thì thế nào nó cũng xì. Mà thậm chí có những cái nó chưa có, nó chưa xảy ra mà người ta đã nói rồi mới hay chứ. Không, mình hay dùng cái từ là chuyện nhà mình chưa tỏ mà ngoài ngõ đã hay đó. Chuyện đương, chuyện của mình không biết mà ở ngoài ta đã biết rồi. Nó như vậy đó. Cho nên chữ hạnh nghiệp là vậy đó. Hạnh là cái cơ bản là do mình làm. Nghiệp là cái quả. Ở cái trường hợp, ở cái phẩm mà thứ 6 vừa rồi chúng ta học đó, hạnh nghiệp của Bồ Tát nghĩa là 32 tướng. Đời này mà sở dĩ có tướng tốt đẹp là do Phật Bồ Tát chịu khó gieo những cái nhân đó. Và quý vị nhớ cái bài kinh mà chúng ta học gọi là kinh nghiệp cũ với nghiệp mới đó. Không? Đời này mình thọ nhận những cái gì đó là nghiệp cũ. Nếu mà mình thấy cái đó mình không thích, dụng cái nghiệp cũ đó tạo nghiệp mới để nó chuyển hóa cái nghiệp đó đi. Để chuyển hóa cái nghiệp đó. Mình ví dụ như hồi trưa này thôi. Mấy chú là sắp xếp cái chánh điện theo cái kiểu như là mấy chú đã từng đi tham dự các khóa tu ở bên làng Mai. Là những vị mà lớn tuổi á, hay đau chân á, là ngồi ghế. Nhưng mà cái cách mình xếp á, là thí dụ một cái chánh điện 300 người thì người ta làm mà 200 cái tọa cụ bồ đoàn, 100 phần ghế. Nhưng mà người ta cái cách thí dụ bây giờ cái chánh điện nó rộng vậy, đây ngồi 200, thì ổng lẽ bây giờ bưng hết mấy cái ghế để dọc theo tường thì làm sao cho đủ. Thì người ta buộc người ta phải xếp theo cái thứ lớp, là những cái chỗ nào trống người ta chêm ghế vô. Thì có một cái vị cố chấp, nói là mình tu mình ngồi dưới đất, vậy là người ta ngồi trên ghế ngồi cao hơn mình. Đó là một dạng cố chấp. Và còn nói là mình tu mình ngồi dưới vậy, ngồi người ta ngồi trên mình ta tổn phước. Chắc mình có phước không? Chắc mình có phước nhiều không mà mình sợ người ta tổn phước? Pháp Hòa hay chọc đó, và nói có đâu sợ tổn. Thành thử ra người ta yếu chân người ta ngồi. Mà bây giờ ví dụ bây giờ làm sao một cái vách tường ngồi được bao nhiêu mấy trăm cái ghế, thì buộc người ta phải khóa lắp vô. Nói người ta ngồi vậy người ta tội á. Thành thử ra mình chấp nhiều là mình khổ nhiều. Mà mình đi tới cái chỗ của người ta sắp sao là mình vậy, chứ mình không được tự ý. Nếu mình không có trách nhiệm, nếu mình muốn thì mình tới mình làm. Rồi xong rồi cái là nói như vậy rồi và vẫn dời mấy cái ghế đó. Mà nếu hồi sáng mà nếu mà chấp á là Pháp Hòa sẽ sạc á. Tại vì Pháp Hòa đã mấy chú đã sắp như vậy rồi, mà lên mà làm cái kiểu mà lên trễ mà còn làm như là mình là chủ sĩ ở đây vậy. Cho nên á, mình đừng có học theo cái kiểu đó.
Mình đi tới đâu mình phải tùy thuận. Đã vậy rồi mà đi ra tới cái hành, đi ra ngoài sân, đi ra tới sân rồi đi ăn tụng cúng xong rồi nghĩ là mình làm cái điều đó đúng, nói tiếp. Thì Pháp Hòa muốn nín để cho mọi việc nó đi qua. Chứ nếu mà cái người mà lấy quyền lực đó là Pháp Hòa này, phải không? Thành thử là nếu mà nói là cái quyền là Pháp Hòa nói, đúng hay sai là Pháp Hòa nói, chứ không phải cái vị đó. Cho nên thí dụ như những vị nào mà hồi sáng mà có thấy, có biết cái chuyện đó, đừng có học cái kiểu đó. Mình đi tới đâu là mình phải tùy thuận. Ví dụ bây giờ Pháp Hòa ví dụ thôi. Pháp Hòa nè, nếu mà nói ra là trong số quý thầy mà cỡ tuổi, Pháp Hòa lớn hơn mấy thầy chứ. Nhưng mà đi tới đâu mình cũng lui ra, mình đi sau cùng nhất. Quý vị thấy suốt trong thời gian an cư, mấy khi mà Pháp Hòa đi ở phía trên mấy thầy. Cái đó là cái cách tu của mình nó khiêm cung. Mình tu như vậy đó mà chưa sợ còn chưa có phước nữa đó. Tu vậy đó mà mình sợ mình còn tổn giảm nữa đó, chứ ở đó mà mình sợ người khác tổn giảm. Cho nên Pháp Hòa nói là bởi vì cái hạnh mình như vậy, cho nên nhìn lại cái nghiệp của mình, nhìn lại cái nghiệp quả mình đang gặp những cái gì, thì tự mình biết cái hạnh của mình như thế nào. Chứ hạnh nghiệp là vậy đó. Nghiệp là cái quả. Cho nên quý vị nhớ tam chướng không? Nguyện tiêu tam chướng trừ phiền não không? Trong đó có gì? Thứ nhất là phiền não chướng. Thứ hai là gì? Nghiệp chướng. Thứ ba là báo chướng. Nếu mà do phiền não cho nên mình mới tạo nghiệp. Vì do tạo nghiệp cho nên mình mắc cái quả báo. Mà ba cái đó nó liên kết với nhau, nó tiếp tục nó chướng ngại mình. Ba cái đó nó liên tục nó chướng ngại mình. Cho nên cái câu mình hay tụng hoài mỗi ngày, nguyện tiêu tam chướng trừ phiền não đó. Tam chướng là phiền não chướng. Mắc cái gì mà mình phải phiền não? Chuyện của người khác ta làm, mà người ta là ngồi đó có gì sai mà mình phải phiền não, để rồi mình cằn nhằn, mình cử nhử để mình tự mình phiền não cho mình. Rồi bắt đầu mình thành ra một cái nghiệp. Một cái nghiệp là đi đâu cũng là làm boss. Đi đâu cũng mình cũng chứng tỏ là mình là người hiểu biết. Đó là một loại nghiệp. Rồi lâu ngày á, cuối cùng á, gặp ai gặp mình ta cũng dè hết. Ta gặp mình đâu ta lắc đầu, ta ngán ngẩm tới đó, ta không dám thương mình, ta không dám tới gần mình. Đó là quả báo. Đó là quả báo chướng. Bây giờ mình nhìn lại tại sao không ai thương mình hết trơn, thì mình biết mình phải sống làm sao nó mới vậy. Đó là báo chướng, thì phải quán chiếu lại cái hạnh nghiệp của mình. Chứ còn nếu mà nói là muốn dùng quyền uy á, quyền lực á, người tu làm gì có quyền, không có quyền gì ở đây hết á. Thành thử ra mình không có thể sử dụng cái kiểu đó được. Bây giờ đến cái phẩm thứ bảy á, là phẩm phát nguyện. Người tu là phải phát nguyện. Tại nhờ cái phát nguyện nó đẩy mình lên. Nhờ cái phát nguyện nó tạo nên cái lực để giúp cho mình thăng tiến trên cái đường tu tập của mình. Và thưa đại chúng là không có một vị Phật nào mà thành Phật mà không do phát nguyện. Hay nói một cách khác là hiện tại bây giờ chúng ta quán chiếu lại, có phải là từ khi chúng ta hiểu đạo, chúng ta bắt đầu tu, nhờ cái nguyện mà chúng ta tinh tấn và thành tựu được một ít những cái gì đó trong cuộc đời tu của mình. Mình không có nguyện thì mình cứ thả lờ trôi trôi vậy đó. Nhờ phát nguyện cho nên mọi việc nó thành. Ví dụ như là nhất là cái người quy y, họ sợ quy y lắm. Tại vì nghĩ rằng mình chưa có đủ
Mình chưa có đủ an tịnh để mình không dám quy y, nhưng mà không có đúng. Mình nhờ mình phát nguyện, phát nguyện đi rồi mình cố gắng mình giữ. Cho nên ai cũng cần phải phát nguyện. Bây giờ cái phẩm này, chữ phát là gì? Từ ở trong lòng mình khởi lên. Cho nên mình hay dùng cái chữ phát tâm đó. Hôm nay tôi phát tâm làm này giúp anh. Tự trong lòng mình phát chứ không có. Rồi ví dụ như có ai mà nhờ mình, khuyến khích mình, mình cũng phải phát khởi lên thì mới được. Bây giờ cái phẩm kế tiếp nói rằng: thiện sanh thưa bạch Đức Thế Tôn, hạnh nghiệp 32 tướng như vậy, hạng người nào thực hành được? Bây giờ có 32 tướng như vậy đó, ai mới có thể thực hành được? Thiện nam tử, người trí thực hành được. Đức Phật trả lời là chỉ có người trí mới thực hành được. Thế nào gọi là người trí? Thiện nam tử nếu phát vô thượng đại nguyện gọi là người trí. Tại sao ở đây Phật nói như vậy? Bởi vì cái người trí tức là người có hiểu biết. Mà người có hiểu biết thì thấy được cái thiện lợi của nó, cho nên người ta phát nguyện, người ta làm. Pháp Hòa ví dụ, ví dụ như bây giờ mình thấy mấy cô tuần nào cũng về chùa làm công quả hết trơn. Mỗi người làm đóng góp hết sức mình cho Tam Bảo, dù bất cứ việc gì. Thế mình thấy tại sao lại phát nguyện như vậy? Vì cái người người ta hiểu thời gian trống để làm gì. Cuối tuần rảnh rỗi đâu có làm gì, đi shopping hoài cũng mất thời gian mà tốn tiền. Thôi mình đi về chùa, mình dụng cái sức, dụng cái thời gian của mình, kệ quét cái chùa, rửa cái chén, nấu miếng cơm cho đại chúng người ta ăn, người ta khỏe, người ta vui, mình cũng thấy là mình không có phí phạm cái thời gian. Vừa nói trời ơi, mấy ông mà cư sĩ Phật tử mà sao tuần nào 8 giờ sáng tới tối 7-8 giờ, ngày tuần nào 2 ngày thứ bảy chủ nhật mấy ông cũng ở trên Tây Thiên, cũng làm gì trên vậy? Tại sao mấy ông phát được cái tâm vậy? Vì mấy ông hiểu biết. Mình ở nhà đi ra quán cà phê ngồi cũng vậy thôi, rồi đi tới lui cũng vậy thôi. Thôi giờ mình chạy lên Tây Thiên, mình phụ cho quý thầy, phụ cho đại chúng, tạo nên cái cảnh trí này, để tạo nên một cái chỗ này để mai mốt mình đại chúng có cái chỗ tu tập. Cái người mà người ta có phát tâm, ta làm được những cái việc hữu ích đó, là không phải tự nhiên đâu. Người ta có suy nghĩ, người ta biết ta đang làm gì chứ. Có nhiều vị nói làm chi mấy cái đó, đâu có cần thiết đâu. Thí dụ vậy, cho nên chỉ có người trí mới phát nguyện được. Tại sao? Vì cái người đó có hiểu biết. Người ta thấy người ta phải dụng cái sức khỏe của người ta, thời gian của người ta, tất cả những gì mà người ta có được, người ta sử dụng đó. Ví dụ như nói tại sao cái người mà nhà giàu đó họ phải bố thí? Tại vì họ biết ngày nay họ được về là cái phước thôi. Thấy không? Họ được như vậy mà trong khi đó người ta cũng làm ăn như họ mà trầy di tróc dãy. Còn họ làm, họ vẫn có sống, họ có ăn, đó là cái phước. Mà họ thấy được như vậy cho nên họ gì? Họ biết có phước, họ tạo phước tiếp. Mà cái người có phước mà không có hưởng tạo phước tiếp là người trí. Cho nên ví dụ như bây giờ mình tu á, mình thấy rằng 3 năm nay mình tu á, dù mình chưa dám nói mình là cái người gọi là gột sạch phiền não, nhưng mình thấy mình có tiến bộ. Mình thấy mình có thể kềm chế được cái sân si của mình. Thí dụ vậy, mình thấy được kết quả cho nên mình tu tiếp. Cho nên cái người mà người ta có cái tuệ giác, có cái trí, người ta dụng cái sức khỏe, thời gian, tiền bạc hay những gì mà phương tiện người ta có được, người ta không phải hưởng một mình mà người ta biết trang rãi cho mọi người. Và cái người trí là người như vậy. Cho nên trong này hỏi: thiện nam tử, người thực hành được, làm sao mà hạnh, cái hạnh nghiệp 32 tướng được như vậy? Người trí thôi. Ví dụ bây giờ cái người mà không thiếu cái hiểu, ta nói vậy nè: tôi đời này tôi bị người ta gạt, cho nên tôi nhất định đời này tôi không còn tin ai, sao tôi đi tìm mọi cách tôi gạt lại người khác. Nhưng mà cái người trí họ nghĩ khác, họ nói đời này tôi bị như vậy, chắc đời trước tôi gạt gẫm người khác quá, thôi đời này tôi ráng tu cái nhân gì chân thật, thiệt thà, không có lường gạt ai. Thí dụ vậy, cái người mà người ta hiểu, nhưng mà hiểu cách khác là cuộc đời này đen tối lắm, tôi phải
tôi phải làm hại lại người khác tôi mới thỏa mãn, tôi mới thả dạ của tôi. Mà cái người trí ta không làm như vậy, người ta biết tạo cái nghiệp khác đó. Người ta biết tạo cái nghiệp lành khác, người ta không có để cho cái nghiệp cũ đó nó kéo lôi. Bậc Bồ Tát phát tâm Bồ Đề rồi, thân khẩu ý thực hành nghiệp lành, nguyện cho chúng sanh đời sau được kết quả, mỗi người đồng thọ hưởng. Vị Đại Bồ Tát thường gần gũi các Đức Phật, thanh văn, duyên giác, thiện tri thức, cúng dường cung kính, thưa hỏi, pháp thâm thúy, thọ trì không quên mất. Bây giờ ở đây là nói bây giờ họ phát nguyện cách nào? Bậc Bồ Tát phát tâm Bồ Đề rồi, ba thứ: thân, khẩu, ý, thực hành nghiệp lành. Cho nên cái người mà đã phát tâm tu rồi á, không phải mình tu cái hình tướng không nha. Thí dụ thôi, bây giờ mình tu cái hình tướng là mình bố thí, mà mình được cái thân đem đồ mình cho người ta rồi bố thí, nhưng mình không tu cái miệng. Trời ơi, mình coi mấy cái người tới xin mình nó như rơm rác, mình chửi rủa, mình mắng xả người ta. À, cái đó không nên. Cho nên người đã phát tâm Bồ Đề làm hạnh nghiệp rồi thì phải nhớ làm bằng thân, bằng khẩu, bằng ý. Không phải là mình có tiền của mình cho là cái người đó dĩ nhiên người ta trọng mình, dạ thưa ông, dạ thưa bà. Nhưng mà cái đó là vì người ta nghĩ rằng người ta đến đây người ta nhận ơn, à, người ta thọ ơn của mình, thì người ta có cái tâm như vậy. Nhưng mình nhớ, nếu đúng theo cái thâm tâm bố thí, họ là người ơn của mình. Bây giờ mình bố thí mà họ không tới xin, bố thí cho ai? Cho nên ở trong cái luận mà luận Đại Trượng Phu á, đừng nghĩ rằng người đến xin mình là người thí chủ của mình. Thật sự ra họ là những người mình thọ ơn họ, tại vì nhờ họ mà mình thực hiện được cái hạnh bố thí. Cho nên nhờ cái người như vậy đó mà mình thành tựu. Cho nên quý vị nhớ cái đoạn kinh này: Bậc Bồ Tát phát tâm Bồ Đề rồi, thân khẩu ý hành nghiệp lành. Mình không phải mình chỉ hành ở cái thân không, mà mình hành luôn cả cái khẩu. Mình không có được mắng xả người ta, mình không có được coi thường người ta. Mà nếu mà nói đúng hơn là mình tu càng cao, ngôn từ của mình càng phải tế nhị nhẹ nhàng, chứ mình không có nên dùng những cái ngôn từ coi thường người khác. Ví dụ như Pháp Hòa, ví dụ như quý vị có nghe thầy trụ trì nào mà nói với một Phật tử: cô hay là chú tới đây phải làm theo ý tôi nghe không? Hay là lỡ người ta làm không đúng ý mình á, cô đừng có lộn xộn mà tôi đuổi cô ra khỏi chùa bây giờ. Có nghe vị trụ trì nào nói câu đó không? Mà nếu ông trụ trì nào mà nói câu đó là trụ trì đó xong rồi đó. Thành thử ra mình không có được phép nói những cái từ đó. Cái người mình tu càng lâu, đạo đức mình mang một cái tiếng mình tu lâu, thì mình phải có cái hạnh nghiệp. Cho nên cái câu này hay lắm: Bực Bồ Tát phát tâm Bồ Đề rồi, thân khẩu ý hành nghiệp lành. Bây giờ nguyện cái gì? Nguyện cho chúng sanh đời sau được kết quả. Cho nên ngày nào mình tụng kinh cũng cái câu cuối của mình là gì? Phổ nguyện pháp giới chúng sanh đồng thành Phật đạo. Vì mình muốn tất cả mọi người đồng hưởng một cái quả đó, cho nên câu này mới nói mỗi người đồng thọ hưởng. Thọ hưởng cái gì? Thọ hưởng cái quả lành. Ngày hôm qua có mấy người Mỹ đi thiền lần đầu tiên ở trên Trúc Lâm, họ cứ đứng họ nhìn mấy cái dĩa trái cây hoài, họ thấy nó chưng sao mà cao đẹp vậy đó. Pháp Hòa đi ngang, Pháp Hòa nghe họ nói. Cái Pháp Hòa mới nói: quý vị có biết tại sao mà trên cái bàn thờ để cái dĩa trái cây nó cao như vậy không? Thì Pháp Hòa mới giải thích: bởi vì trái cây là tượng trưng cho quả, mà trước khi nó thành quả thì nó phải có gì? Nó là nhân, nó là cái hạt. Thí dụ như nó phải là cái cây táo, hạt táo thì nó mới lên cây táo. Cho nên trái cây là quả, là tượng trưng cho kết quả. Mà chúng tôi để cái dĩa trái cây nó cao như vậy là tượng trưng nhắc nhở chúng tôi mỗi ngày phải vun bồi cái quả lành đó cho nó cao, cho nó đẹp. Cho nên mình tu là mỗi ngày mình vun bồi cái quả lành của mình đến cái chỗ cao thượng.
Cho nên chưng trái cây là không có để lè phè, không có để mấy trái lè phè dưới đó. Ví dụ như mình có 3-4 trái thì kiếm cái dĩa nhỏ, 3 trái ở dưới, 1 trái ở trên. Trừ trường hợp mình đến cái chỗ đó mình bày đồ cúng mà không có dĩa gì hết thì trường hợp nó khác. Còn nếu mà mình có một cái phương tiện chưng một cái dĩa trái cây cho nó đẹp thì phải làm như vậy. Lúc nào trái cây cũng phải vung cao lên. Vĩ đại Bồ Tát thường gần gũi, bây giờ gần gũi ai? Gần gũi các đức Phật, Thanh Văn, Duyên Giác. Bây giờ mình phải gần những, bây giờ Phật thì không biết ở đâu. Thanh Văn là gì? Là những người luôn luôn nghe học Phật Pháp để trao dồi mình, tạm thời gọi vậy. Những người này chứng quả do nhờ tu cho nên gọi là Thanh Văn. Văn, văn là nghe, nghe âm thanh mà tu chứ gọi là Thanh Văn. Duyên Giác là ai? Những người trợ duyên cho mình tu. Và tệ nữa, mình không biết ai là Thanh Văn Duyên Giác. Tệ nữa là kiếm ai? Thiện Tri Thức. Bây giờ Thanh Văn Duyên Giác mình không biết ai ở đâu, nhưng mà Thiện Tri Thức có không? Có. Thiện Tri Thức ở nơi cuộc đời của mình, gần gũi mình có. Và Thiện Tri Thức cúng dường cung kính, thưa hỏi pháp thâm thí, thâm thúy, thọ trì không quên mất. Phải cúng dường cung kính. Gặp họ thì mình phải thưa hỏi những điều thâm thúy trong Phật Pháp. Bây giờ cái đó là cái sở nhân phát nguyện nha. Bây giờ những lời phát nguyện, giờ hậu nguyện cái gì? Phát nguyện rằng tôi nay thân cận các đức Phật Thanh Văn Duyên Giác bạn lành. Thà trong nhiều đời thọ rất nhiều khổ não, nhưng đối với đạo Bồ Đề không sanh lòng lui sục. Thà khổ nhưng mà không lui sục. Chúng sanh nếu đem ác tâm đánh mắng, nhục mạ tôi, nguyện tôi nhờ đó càng thêm lòng từ bi. Người nào mà đánh mắng mình, nhục mạ mình thì xin nguyện rằng nhờ họ mà mình thêm lòng từ bi, tại vì mình thương xót. Không khởi niệm ác, mình không khởi niệm ác lại với họ. Nguyện đời sau tôi ở chỗ nào không mang nữ thân, và thân người không căng hoặc là hai căng. Tại sao trong đoạn kinh này mình nói vậy? Cái mình nói trời ơi, không lẽ trong kinh mà còn kỳ thị dữ vậy. Nguyện sanh chỗ nào không có nữ, không có mang nữ thân. Ở đây là mình nguyện. Bởi vì nếu mà nói về cái việc mà gọi là thuận lợi cho mình hành hoạt trong cuộc sống, thì dĩ nhiên người nam lúc nào cũng dễ dàng hơn, thuận lợi hơn. Pháp Hòa ví dụ thôi. Ví dụ giờ mình đi một cái chỗ nào đó nó thiếu nước, thiếu nôi quá. Người thân nam á, không tắm 2-3 ngày cũng không sao, mà người nữ thì không được. Nó mình nói một cái ví dụ nhỏ vậy thôi. Rồi ví dụ bây giờ mình đi Ấn Độ, nếu mà gặp cái lúc mà họ chưa có xây những nhà vệ sinh, người nam á, mà muốn giải quyết sanh tử nó cũng dễ hơn người nữ nữa. Nó mình nói một cái ví dụ nhỏ để mình thấy rằng những cái trục trặc khó khăn của người nữ. Còn nếu mà nói theo kinh Phật á, Phật nói người nữ có mấy cái điều này nè. Thứ nhất á, là phải dơ mình. Thứ hai phải mang thai nè, không? Thứ ba phải phục vụ người ta nè. Đó, Đức Phật thấu rõ những cái gì mà người nữ phải chịu đựng. Cho nên chính vì thấy rõ như vậy đó, cho nên Phật ra những điều kiện khó để cho các vị đó ráng tu. Bởi vì ở nơi thân người nữ đã có những cái khó rồi, mà cộng thêm gì, tâm người nữ nó cũng khó hơn nam nữa. Tâm của người nữ nó cũng rắc rối hơn người nam nữa. Người nam là có thể, bây giờ mình nói đơn giản, người nam là ta xí xóa chuyện gì nhẹ nhàng dễ dàng thôi, còn mình không được. Vậy phải vậy chứ khác không được. Đó, mình nói một cái ví dụ vậy thôi, để rồi chứ không phải là kỳ thị. Nhưng mà ở đây nói là nếu mình được thọ một cái thân người nam thì nó vẫn dễ hơn trên cái đường. Bây giờ Pháp Hòa nói ví dụ một cái người nam mà muốn xách cái ba lô đi làm ba lô gì, tây ba lô, làm tây ba lô mà đi khắp thế giới này để mà
du ngoạn thám hiểm thì cũng dễ hơn người nữ, phải không? Người nữ có nhiều người cũng làm được, nhưng mà nó vẫn khó hơn. Hay là mình nguyện mang người người không căn, hay là hai căn, tức là giữa một cái thân người họ có căn nam và căn nữ. Tôi tớ hoặc nguyện thân tôi có sức tự tại để lãnh đạo người khác. Cái chữ này mình phải hiểu cho rõ nghe. Mà bởi vì cái bản kinh này, trong cái quyển này Pháp Hòa sửa chữ đó, chứ bản này theo cái bản dịch này là nguyện thân tôi có sức tự tại, kẻ khác phải làm tay sai. Thì Pháp Hòa tra có nhiều cái bản dịch đó, thì có nhiều cái bản dịch không dịch cái chữ này, mà dịch rằng á, để lãnh đạo thôi. Lãnh đạo là gì? Tức là mình là cái người hướng dẫn cho mọi người, nhưng mình có cái lòng tự tại trước mọi tình huống để mình có thể mình lãnh đạo. Pháp Hòa ví dụ, ví dụ như là mình nói là cúng cô hồn á, là phải mang ra sân cúng. Thì có thể là hồi nãy cái hai bữa trước mình họp, mình nói là bữa đó cúng như vậy, phải mang cái bàn ra chỗ đó. Nhưng mà đến cái giây phút cúng đó, thì cái ngày hôm đó trời mưa gió quá, không thể thực hiện được ở ngoài đó. Thì nếu mà cái người lãnh đạo họ quyết định, thôi bây giờ mình dời vô trong cúng, thứ nhất là tiện cho mọi người không phải đứng ngoài mưa gió. Chứ không phải là không được, phải đem ra cúng, tại vì cô hồn không có vô nhà được. Ví dụ vậy đó. Tức là mình phải có cái lòng tự tại trước mọi cái tình huống, để mình có thể hướng dẫn đại chúng, lãnh đạo đại chúng. Cái chữ lãnh đạo là vậy đó. Hồi nãy Pháp Hòa đi ra chuẩn bị giảng thì gặp con chị Hoàng, con Sophie với lại con cháu ngoại cô Diệu Thanh, hai đứa ngồi cầm ôm hai cái tô nuôi mà đầy vung, mà ngồi nói không ăn. Thì Pháp Hòa đi ra, cái Pháp Hòa mới thấy vậy, cái Pháp Hòa mới nói, thấy mỗi đứa cầm cái bông vạn thọ nữa, cái Pháp Hòa mới nói, ủa mấy đứa con đi ra ngoài đó bẻ bông hả? Cái nó chối, nó nói dạ không, con không có, cái này nó rớt con lụm. Thì Pháp Hòa tin nó đi, tin nó là nó không có bẻ bông. Nhưng mà Pháp Hòa nói vậy nè, sẵn thấy cái tô nó đầy mà nó ngồi nó nói không, phải không? Cái Pháp Hòa nghĩ ra cái kế mà nó nhanh gọn vô cùng. Pháp Hòa nói thầy không tin, trừ khi nào con ăn hết cái tô nuôi này thầy mới tin. Hai đứa bắt đầu nín nói chuyện, ngồi ăn ráo riết luôn. Thành thử và hết cái tô nuôi trong vòng có mấy phút, không thôi là nó ngồi nó nói không, nó không ăn. Pháp Hòa nói muốn thầy tin là con nói thiệt á, là con ăn hết tô nuôi này thầy mới tin. Thế là con Sophie bắt đầu nó ngồi nó ăn ngốn nghiến, nó ăn ngon lành. Cái nhỏ cháu của Diệu Thanh nó hỏi, chứ thầy năm nay nhiêu tuổi? Để Pháp Hòa mới nói 5 tuổi. No, I don't trust you. Cái nó nói, cái Pháp Hòa nói thiệt. Cái nói vậy sao thầy bự vậy? Cái Pháp Hòa mới nói tại sao biết không? Tại vì thầy uống sữa và thầy ăn Kraft dinner. Tại vì nó đang ăn cái tô nuôi. Và nó sở dĩ thầy bự như là thầy nhờ ăn cái tô này, cái bắt đầu nó ngồi nó ăn theo Sophie luôn. Thì Pháp Hòa thưa kể như vậy là ở đây nó giống như cái câu này vậy đó, có sức tự tại để lãnh đạo người khác. Tức là thí dụ như mình gặp một cái đối tượng mà mình không nhất thiết phải theo một cái bài bản, nhưng mà mình có thể linh động trong mọi cái trường hợp, như là cái câu chuyện Pháp Hòa vừa kể vậy. Nghĩa là mình không có một cái dự tính gì đi ra điều khiển mấy đứa nhỏ này hết, sẵn đi ra ngồi chờ sắp tới giờ lên vậy đó, gặp mấy đứa nó cầm mỗi đứa cái bông, hỏi nó bộ con bẻ, nó chối, nó nói nó không bẻ. Bây giờ mình tương kế tự kế, mình cho nó ăn hết tô nuôi mà nó ăn ngon lành. Xong mình nó hỏi chứ tại sao thầy bự vậy, nó nhờ thầy ăn nuôi, nhờ uống sữa. Nguyện thân tôi có sức tự tại để lãnh đạo người khác, không để cho người khác có quyền thế mà điều khiển tôi. Cái này không phải là mình muốn, không phải là mình coi như là mình bất cần, không phải vậy. Nhưng mà ở đời có nhiều cái người, có nhiều khi người ta nghĩ người ta có quyền, có thế, người ta có tiền của, người ta có thể vô trong một cái trung tâm nào đó
một cái hội đoàn nào đó để người ta muốn làm chủ mọi cái tình hình, vì người ta nghĩ rằng người ta là một cái người mạnh thường quân, người ta ủng hộ lớn, thì mình phải nghe. Nguyện thân tôi đầy đủ các căn, xa lìa bản ác, không sanh về chỗ nước dữ, tức là những cái nơi mà nó có cứ chiến tranh đâm chém, những cái quốc gia mà thiếu sự an ninh đó. Dòng dõi giả man thường sanh vào dòng họ cao sang, sắc đẹp sức mạnh hơn hết, của báo tự tại, được tâm niệm tốt, tự tại và được dũng mãnh. Tức là nguyện cho mình có đầy đủ những cái phương tiện trong cuộc sống, như là mình có sắc tướng, mình có được của cải, luôn cái tâm niệm của mình luôn luôn được tốt. Cái câu này nó ha, hồi nãy là nói ở mặt vật chất, bây giờ nói ở cái mặt tâm linh. Nguyện cho tôi lúc nào cũng có cái tâm niệm tốt, tức là không có bao giờ mình dám nghĩ xấu cho ai, tâm niệm mình luôn luôn khởi những cái tâm niệm tốt. Tự tại và được giọng mảnh, phàm có lời gì người nghe vui lòng nhận, lìa các chướng ngại, không buông lung. Không buông lung tức là không có cái tâm ý của mình không có phóng nhảy ra ngoài những cái điều mà căn bản đạo đức. Ý muốn lợi ích chúng sanh, không tham thân mạng, thường vì chúng sanh làm nhiều việc lợi ích. Vì muốn lợi ích chúng sanh, không tham thân mạng, không vì thân mạng mà tạo nghiệp ác. Lúc làm lợi ích chúng sanh, không mong trả ơn, là mình làm lợi cho ai mình không mong người đó trả ơn. Thường hay thọ trì 12 bộ kinh. Quý vị biết 12 bộ kinh không? Thỉnh thoảng mình cũng nói đó. Tức là tất cả những kinh của Phật giảng đó được chia thành 12 cái thể loại. Ví dụ cái văn kinh như vậy nè, gọi là văn trường hàn. Còn cái văn mà nó cô động lại còn như thơ năm chữ á, gọi là trùng tụng hay là thi kệ. Thí dụ như kinh Pháp Cú là loại kinh gì? Kinh Pháp Cú là loại kinh gì? Vừa thí dụ mà vừa thi kệ. Tại vì Pháp Cú là bốn câu vậy đó, thí dụ vậy đó. Rồi thí dụ như là một hôm đó Phật đại chúng tập hợp đông đủ, không ai có chuyện gì hết, tự Phật nói ra những cái vấn đề, đó là kinh gì? Tự thuyết, là vô vấn tự thuyết, tức là không ai hỏi gì hết mà Phật tự nói. Còn thí dụ như kinh Dược Sư á, là kinh nhân duyên, tức là có một vị Bồ Tát chấp tay hỏi là về cái cõi lành của Đức Phật, cho nên Đức Phật nói. Cho nên có nhiều cái loại kinh mà sau này, rồi thí dụ như kinh thí dụ gì, kinh Bách Dụ. Kinh Bách Dụ là thuộc kinh thí dụ. Nhưng mà trong cuốn kinh Pháp Hoa, trường hàng có, trùng tụng có, thi kệ có, thấy không? Tức là tất cả kinh Pháp Hoa là nhiều thể loại trong đó. Ví dụ bây giờ mình đọc kinh Vu Lan mà được dịch ra theo cái văn vần mà lâu nay các chùa mình thường tụng đó, đó kinh Vu Lan là được diễn đạt lại thành một thể loại văn thơ. Còn kinh Vu Lan mà trường hàng thì mình tụng nó bình thường, rồi sau này mình làm lại cho nó thành một cái loại thơ để dễ tụng. Cho nên tất cả những loại kinh như vậy, nếu như mà mình có thời gian á, mình cũng tìm hiểu những cái loại bộ kinh như vậy. Cho nên là thường hay thọ trì 12 bộ kinh. Đã thọ trì rồi đem dạy người khác, không có giấu giếm. Có thể phá hoại chỗ hiểu biết sai lầm. Là sao? Tức là những cái người nào mà người ta hiểu biết sai lầm, mình phải vì người ta, mình nói cho người ta hiểu. Ví dụ như người ta đi đám tang á, đi vô đám tang xong cái đi ra, cái người ta nói nè nè, trước khi đi ra đám tang, ra khỏi nhà hoàng á, nhớ đem đồ hết theo không, nghe không? Dạ, không có được trở lại. Tại vì người ta nghĩ rằng ra khỏi cửa nhà hoàng rồi mà trở lại là xui. Cho nên là
áo lạnh, giày dép hay cái gì là phải mang ra hết. Pháp Hòa ví dụ thôi, lỡ cái người đó mới vừa để quên cái chiếc nhẫn hột xoàn thiệt là mắc tiền ở trong cái toilet đó, đố quý vị họ dám trả lại không? Dư sức. Lúc đó không có cái xui nào mà họ sợ nữa hết trơn. Thành thử ra sở dĩ mà nói như vậy là tại bỏ quên ba cái đồ lặt vặt thôi, không đáng nhiêu không? Chứ thử mà bỏ quên một cái đồ đắt tiền có dám trở lại không? Thành thử ví dụ mình nghe người ta nói vậy đó, rồi mình đem cái ví dụ mình nói cho ta nghe, ta nói cũng có lý ha. Đó. Hay là người như nãy đứng chụp hình vậy đó, thầy viện chủ Pháp Hòa, thầy Quảng Điền, sư bà là bốn vị, cái mời vị nữa vô nó thôi không dám đâu lẹ. Cái thầy viện chủ nó có sao đâu. Thật thử đó, tức là có nhiều người người ta không có hiểu, mình phải vì cho người mình nói cho người ta hiểu. Ví dụ như bây giờ có người nào đến nói với quý vị nó hồi nào giờ ở quý vị quy y Tam Bảo đó, quý vị chưa quy y Phật Di Đà phải không? Bởi vậy cho nên chắc chắn là chết không đi theo cõi Tịnh Độ được rồi. Bây giờ quý vị phải làm cái lễ nữa, cái lễ này gọi là lễ quy y Phật Di Đà. Phải không? Rồi tôi phải thêm ở trước pháp danh của quý vị thêm chữ nữa, tại vì ở cõi Phật Di Đà là sanh bằng bông sen. Cho nên đặt là Liên Hoa Diệu Tịnh hay là Liên Hoa Diệu Thanh, là Liên Hoa gì đó. Những cái đó không có đúng. Mình phải vì cho người, bây giờ lỡ bây giờ mấy cái chuyện đó nó mới xuất hiện chừng vài năm nay ví dụ vậy đi. Bây giờ cả hàng ngàn năm về trước những vị mà không có hai chữ Liên Hoa đó chắc không được vãng sanh. Họ đi đâu? Ví dụ vậy, cho nên mình phải có đủ cái sức để mình có thể nói cho người ta phá đi những cái hiểu lầm như vậy. Không có kinh nào nói những cái chuyện đó. Có thể phá hoại chỗ hiểu biết sai lầm và nghiệp ác của chúng sanh. Khi ra làm các việc đời, người khác không thể hơn. Đã được hơn tất cả rồi, lại đem chỗ dạy dỗ, khéo trị chứng bệnh nặng nơi thân, tâm của chúng sanh. Chà, có một cái bệnh nặng lắm đó. Bây giờ tại sao trong này không nói bệnh gì cho nghe cho nó biết bệnh gì nặng? Mỗi người nặng mỗi cách. Mỗi người mình có một cái bệnh nặng mỗi cách. Cho nên nói rằng nơi thân và tâm của chúng sanh ai cũng có cái bệnh nặng. Thì nếu như mình khéo biết được cái bệnh đó thì mình trị cho người ta. Gần đây có một Phật tử, thì cái chị này chị nghĩ rằng chị bị ma theo, nhưng mà thật sự ra thì không phải vậy. Tức là do ở một mình lâu ngày quá, rồi sanh ra nhiều cái sợ hãi tưởng tượng. Và bây giờ nếu mình người ta tới mình nói ôi chị không có bệnh hoạn gì hết đó, đừng có biểu tới đây làm phiền tôi. Cái đó là tâm lý bệnh. Quý vị nhớ bệnh có 3 loại nè: thân bệnh, bệnh thân, bệnh tâm lý và bệnh nghiệp. Thì bây giờ cái người tâm lý thì mình phải trị theo tâm lý. Bây giờ người ta sợ vậy đó, người ta hỏi vậy chị muốn sao, nói là thầy có thể nào thầy cho con gì con đeo cho con hết sợ không? Trời ơi, thầy cũng sợ gần chết mà đồ đâu đeo. Nhưng mà bây giờ tâm lý, cho nên mình lấy một sâu chuỗi gì đó ha, rồi mình tụng kinh, mình phun, mình thổi gì đó, mình mình làm sao mà để người ta nghĩ rằng người ta được cái sự trợ giúp đó. Cái bữa đó chị vô, cái chị ngồi, cái chị cứ xòe tay, chị vậy, cái chị nói thầy nhìn tay con có gì lạ không? Phong Hoàng nó thấy rồi. Chị hỏi thấy gì thầy? Thấy cái tay. Rồi xong cái chị mới lát cái đi ra tới cửa, rồi cái chị vô chứ gõ, mà cái ngày hôm đó, cái buổi chiều hôm đó chị gõ cửa bố Phó Hoành 5-6 lần vậy đó. Cáo từ đi ra cửa rồi cái chở vô lại mình 5-6 lần vậy đó, mà Phó Hoành cứ phải ra vô mở cửa vậy. Thầy nhìn kỹ đi thầy, thiệt không thầy? Ma nó còn theo mà, nó không hết rồi, cái này vụ khác. Cái chị hỏi vụ gì thầy? Không được khỏe. Cái này uống vitamin vô là hết. Thí dụ vậy. Tức là mình, nếu như á mình đánh đổ người ta, mình nói chị không có bệnh hoạn gì hết đó, đừng có làm phiền tôi, đi về đi. Như vậy thì mình cũng thiếu cái lòng từ. Người ta đang sợ hãi mà, phải không? Cho mình phải cho người ta một cái tâm lý không có sợ hãi.
Hoặc là mình lại dựa vào cái đó mình an ủi. Hôm nay không dám về nhà, ở ké nhà bạn bè không, mà ở mấy tháng trời cũng phiền lắm. Tại vì nhà mình mà nó không ở, mình tới nhà người ta. Pháp Hòa mới khuyên mà nó thôi về nhà đi, con sợ quá con không dám về. Nó yên tâm mà tới cúng chứ. Rồi thì, mà đã vậy mà còn phải lãnh luôn nữa, nó để tại chùa nấu cơm đem lên cúng giùm chứ. Đó là thầu hết vậy đó. Nhưng mà giống như mình trợ giúp cho người ta để người ta bớt đi cái tâm lý sợ hãi. Nhưng mà nếu như đời này mình thấy ai mà sợ như vậy mà mình còn đốc thêm nữa đó, mình làm cho người ta sợ thêm, đời sau mình quả báo lớn lắm. Đời sau sanh ra bệnh tim. Tại vì mình hay hù dọa người ta đó, đời sau mình sanh ra mình bệnh tim. Khéo trị chứng bệnh nặng nơi thân tâm của chúng sanh. Cho nên nếu mình thấy những người ta tới, ta ở chùa vậy, đừng có sợ, tao có làm gì mình đâu, chẳng qua là người ta hốt hoảng thôi. Đó. Và thỉnh thoảng mình sẽ có những cái lúc mình bệnh là mình không ngủ được. Tự nhiên trong tâm lý của mình sợ một cái gì đó, mất mấy đêm liền mình mất ngủ. Có những người mất ngủ cả tháng, đi khám bệnh không biết bệnh gì, không có bệnh gì hết, mà tự nhiên trong người nó có một cái gì đó, nó lo lắng, nó sợ sệt. Ngày hôm qua có vị nói tôi sợ nữa tôi chết không biết làm sao. Pháp Hòa nói trời ơi chết rồi có gì nữa mà sợ. Bây giờ cái sợ của mình là gì, cái lo mình là gì, mai mốt mình đem cái gì đi theo khi mình chết. Còn khi mình chết rồi ai muốn xử mình sao đó xử, thôi chôn cũng được, thiêu cũng được, thậm chí làm kiểu Tây Tạng đem lên núi chặt khúc ra rồi cho chim cho quạ nó ăn. Tại vì cái truyền thống ở bên đó là cách an táng là như vậy, chứ không có chôn. Đất đâu mà chôn, đá không, núi không, làm sao mà chôn không? Rồi là lửa đâu mà, củi đâu mà, không có rừng thì làm gì có củi mà thiếu, mà khô cằn không có nước thì làm sao trôi thả xong. Bà cái đó không được rồi. Rồi bây giờ còn cách nữa thôi là đem lên trên rừng để vậy cho chim nó ăn, mà nguyên cái nguyên người vậy làm sao nó mổ, phải không? Mà mổ cũng lâu rã lắm, thôi giờ chịu khó chặt ra đó, rồi để đầy ở trên núi đó, rồi cho con chim, con quạ, con gì nó tới nó hưởng sái được cái gì nó hưởng sái. Cái đó là mình cũng là nguyện đem công đức này hồi hướng khắp tất cả rồi đó. Đó, lúc mình sống mình cũng hồi hướng hết tất cả, giờ mình chết cũng hồi hướng tất cả. Thậm chí bây giờ mình chết đi rồi có ai cúng thất cho mình không? Không có sao hết. Cái chuyện ai cúng thất không cúng thất đó là người ở lại thôi, không phải nhờ bảy cái thất đó mà mình đi đâu. Well, nhưng mà sở dĩ cúng thất đó là gì? Đó là trợ lực thêm cho mình. Cái cốt yếu vẫn là tự thân mình chuẩn bị cho mình một cái đạo nghiệp, một cái hành trang mà thật sự nó đưa mình đi đó, chứ không ai thêm thắt được cái gì hết. Pháp Hòa ví dụ bây giờ Pháp Hòa xách vở và đi qua Mỹ, quý vị có thương Pháp Hòa mà nhét thêm cho gói xôi, gói bánh mì gì đó, chẳng qua là có ăn chút đỡ tốn tiền vậy thôi. Chứ giờ tự thân phải có tiền túi, không lỡ mà đi đường mà máy bay delay hay là cái này cái kia rồi phải có tiền mà trả mua nước uống hay là mua thức ăn ăn. Hay là bây giờ lỡ quý vị cho ổ bánh mì, quý vị nghĩ đi có một chuyến đường là tới rồi, thân ổ đủ rồi. Nhưng mà rất tiếc là tới đó nó delay 4-5 trận thì ngộ bánh mì đó cũng không cứu vãn được tình thế. Ví dụ vậy, tức là tự thân mình cũng phải có. Hay bây giờ nó một cách khác là người ta cho tiền mình đi nè, người ta trả tiền vé máy bay cho mình nè, cái gì người ta cũng lo cho mình hết, chỉ có một cái là không có sức khỏe để đi thôi à. Thì cũng không đi đâu được hết, mặc dù người ta lo hết cho mình. Vậy thì cái sức khỏe đó là gì? Chính tự mình tạo cái nghiệp cho mình. Quý vị nhớ cô Diệu Trân ở bên Úc qua dự khóa tu vừa rồi với mình không? Cổ có người em rể bằng tuổi Pháp Hòa. Ngày hôm qua đi làm về phone cho vợ, nói em ơi để cửa chuẩn bị cơm, một lát anh về ăn. Thì người chồng vừa đậu xe ở trước cửa, bước xuống thì trào bọt mép. Chở vô bệnh viện thì chưa được tới bệnh viện nữa, đang trên đường thôi thì tắt thở, bằng tuổi với Pháp Hòa đó. Rồi cổ mới phone cho Pháp Hòa,
Rồi cổ mới nói trời ơi em con nó mới tức thì đây, mà bây giờ nó đi mà con bàng hoàng, con không có tin này là sự thật. Rồi Pháp Hòa mới cho cái chú đó một cái pháp danh để làm đám cho chú. Rồi đồng thời Pháp Hòa mới cổ mới nói trời ơi thiệt, con thấy cái chết nó trước mắt vậy đó. Pháp Hòa mới nói nhân cái cơ hội này, đây là cái lúc mà cô khai thị cho người nhà đúng lúc nhất. Mới vừa gọi cho vợ nói để cửa chuẩn bị cơm anh về, mà thiệt cũng về, mà về tới cửa thôi chứ chưa vô được nhà. Thì thưa đại chúng, thế thì bây giờ trong cuộc đời của chúng ta, chúng ta đã nghe và đã thấy bao nhiêu cảnh như vậy. Nhất là mình là dân ở chùa, phải không? Mình là dân ở chùa mà là cái chuyện mà vô thường mà nó đến, mình nghe là ào ào liên liên. Vậy mà tâm tánh mình không có một chút gì thay đổi hết, thì có phải là mình chỉ nghe người ta đi du lịch vậy thôi, mình không bao giờ mà mình thấy cái gì hết? Cho mình phải chuẩn bị. Cho nên những gì mà người ở lại làm cho mình, thưa đại chúng, cần, nhưng mà đó là một phần trợ duyên. Chứ Pháp Hòa nói vậy cũng đừng làm gì hết, không. Người ta làm là người ta thứ nhất là vì cái tình người ở lại đối với người ra đi, và đồng thời theo tinh thần tha lực, chúng ta trợ duyên một phần thêm cho người mất. Nhưng mà cái cốt yếu vẫn là tự thân chúng ta, chứ chúng ta không thể nương tựa vào ai hết. Mà chính khi Đức Phật sắp mất, Ngài A Nan hỏi bạch Đức Thế Tôn, khi Đức Thế Tôn mất rồi, chúng con biết nương vào ai mà làm thầy? Các thầy phải nương vào giáo pháp, đừng nương vào ai hết. Tại vì không có người nào mà sống đó ngàn đời mãi mãi để mình nương đâu. Ví dụ như mình nói rằng con mong Hòa Thượng cửu trụ ta bà, tức là sống lâu ở đời này để chúng con nương tựa. Như vậy thì cái nương tựa đó mình nương tựa bao lâu? Cái câu đó là mình nương tựa trong một đời này, kiếp này, theo dõi theo cái bước đường tu tập mình tu thôi. Mình nương tựa trên tinh thần mình tu, chứ thật sự tự thân mình cũng phải tu, chứ không ai mà làm được gì cho mình. Chơi Pháp Hòa thưa với đại chúng, thỉnh thoảng Hòa hay giật mình cái câu đó. Cái chết với ngày mai, cái nào đến trước? Ví dụ bây giờ là 3:30 nè, thì Pháp Hòa mới nói ngày mai 1 giờ mình có công việc đó mình làm nha. Biết chắc mình có được tới ngày mai 1 giờ không? Đó, mình nói vậy đó. Cho nên cái chết và ngày mai, không biết cái nào tới trước. Bệnh nặng nơi thân tâm của chúng sanh, thấy người chia rẽ khiến cho họ hòa thuận. Thấy người nào người ta chia rẽ, mình nói cho người ta hòa thuận, chứ không được nói người ta đang hòa thuận mà nói chia rẽ là một trong 5 tội. Tương đồng với giết cha, tương đồng với giết Phật, tương đồng với giết mẹ, tương đồng với đập phá tượng Phật, hay là làm thân Phật ra máu. Cái tội mà mình làm cho một cái đoàn thể người ta đang hòa hợp mà người ta chia rẽ, nó bằng với 4 cái tội trước: giết cha, giết mẹ, giết A-la-hớn, làm thân Phật ra máu, hoặc là đập đổ tượng Phật, và cái tội cuối cùng là phá sự hòa hợp. Cho nên mình thấy ai mà chia rẽ là mình phải nói cho người ta hòa hợp, chứ mình không nên nói cho người ta thêm sự chia rẽ, hoặc là người ta đang hòa hợp mà mình nói cho người ta đổ vỡ. Thấy người sợ sệt, tìm phương che chở, cứu hộ, rồi cho họ nhiều pháp lành, khiến người kia nghe rồi tâm được điều hòa nể phục. Đó, chứ không phải nói cho người ta thêm sợ. Nói trời sao tôi lúc này tôi thấy hèn chi, cái mặt chị nó xanh dờn. Lúc này chị như thế này, chị cho làm cho người ta thêm lo lắng. Thấy chúng sanh đói, thí thân thể khiến họ được no đủ. Ai đói thân mình đâu cho. Cái chữ mà thấy chúng sanh đói thí thân là gì? Thí thân này là hết lòng mình làm những gì cho người ta. Ví dụ hồi trưa thấy đông mà Pháp Hòa chỉ nói hờ thôi, nhưng mà biết là không thiếu thức ăn, nhưng mà Pháp Hòa nói hờ, lỡ thiếu
những gì mà quý vị để dành lại chiều nay đó, đem ra cho người ta dùng trước. Chiều nay thiếu mình nấu khác. Nhưng mà cái buổi nào là mình phải cho người ta no đủ bữa đó. Ví dụ vậy đó. Chứ đừng để cho người ta đến mà người ta đói, hay là người ta đến mình tìm mọi cách mình giúp cho người ta có cái phương tiện. Cho thưa đại chúng, cái phước mà mình giúp cho người ta có được miếng ăn, có được cái mặt, có được cái chỗ ở, có được thuốc men, đó là tứ vật dụng mà trong nhà Phật chúng ta thường nói đó. Thứ nhất là nhà ở nè, thứ hai là quần áo nè, thứ ba là cơm nước nè, thứ tư là thuốc men. Bốn cái đó nếu chúng ta thường giúp đỡ cho người đó, không đời nào. Bây giờ quý vị nghĩ coi, có phải là căn bản đời người mình xài những cái dùng, mình phải có quần áo để mặc, mình phải có nhà để ở, mình có phải thuốc để chữa bệnh, và mình phải có ăn để sống. Không? Còn cái chuyện mình có iPhone 6, iPhone 7, iPad hay là laptop hay desktop hay cái gì đó là phụ thuộc, nó là phụ tùng chơi cho vui. Nhưng mà căn bản đời người chúng ta có bốn cái đó. Thì trong Phật giáo cũng dạy cho chúng ta bố thí bốn cái đó là bố thí thù thắng. Bố thí chỗ ở, bố thí thuốc men, bố thí thực phẩm và bố thí áo quần. Mà nếu mình thường cung cấp cho người khác những cái đó, không đời nào mình sanh ra mình thiếu. Mình bệnh tự nhiên cũng có người cho mình thuốc, mà cho hơn, cho nhiều, cho dư nữa. Không chừng thuốc tốt nữa. Cho nên phải tin cái đó. Mà Pháp Hòa rất là tin cái điều đó. Mà tin đây không có nghĩa là mình làm mà mình tin, mà từ hồi nhỏ mình thấy người ta như vậy mình giúp, tự nhiên đời này, ngay trong đời này thôi, bây giờ Pháp Hòa thấy rõ cái phước lành nó tới với mình. Tại vì từ nhỏ mình làm mà không hề mình để tâm mấy cái chuyện đó. Đi tụng đám ma cho người ta đó, mà cái mình là Phật tử, đi tụng là tụng free, tụng không có tính tiền. Vậy mà tới nhà nào nghèo là hùng tiền lại cho. Mà quý vị biết hồi đó Hòa có 7-8 tuổi thì tiền đâu mà hùng, toàn là đi mượn. Cho nên là cũng anh hùng mượn nợ từ nhỏ chứ không phải giỡn đâu. Cho nên giờ lớn lên cũng còn biết đi mượn nợ. Hai bàn tay trắng làm nên đống nợ mà. Đi tới đám nào Pháp Hòa nhớ có cái bà đó, bà mất, mà gia đình nghèo đến mức độ là không có cái lư hương. Cái ngày đó Hòa nhớ là lấy một cái chén mẻ trong nhà, bà lấy múc một chén cát làm cái lư hương cúng cho bà. Không có cái bàn, lấy đồ mấy cái ghế trong nhà đó, đâu lại là chen. Rồi hồi hội Việt Nam quý vị, thời nghèo là người ta hùng tiền, người ta cho cái quách á. Quý vị biết cái quách là bốn cái trong cái hộp vậy thôi, chứ không có cái dáng dấp gì của cái quan tài hết trơn á. Thôi kêu cái quách vậy đó. Đó, có nhiều người ta cho mình hùng lại. Mà hồi xưa là cây xoài đó, cưa mấy cây xoài lắp ráp vô. Rồi một chiếc chiếu, thường thường liệm người bằng một bộ chiếu. Cho nên sau này nó cũng có cái bài hát á, một ngày nào anh chết đi em nhớ mua cho anh cây hòm, cặp đèn cây, một chiếc chiếu. Đừng làm rộn nha em. Khóc làm chi, thương làm chi, còn áo quần để trong vali, đem ra bán chờ trời để nuôi con. Đừng khóc, đừng buồn. Ngày nào anh chết là cứ cái hòm, chiếc chiếu, cặp đèn cầy, một chiếc chiếu, đừng làm rộn gì hết, khỏi thương, khỏi khóc gì hết, quần áo còn nhiêu đem ra bán chợ trời nuôi con. Thật sống thực tế vậy đó. Cho nên quý vị nào mà bây giờ đang lo nữa, tôi chết tôi không biết làm sao, đừng lo chuyện đó. Trời ơi, mình sống ở đây chính phủ còn không để cho mình đói mà lo gì cái chuyện. Thậm chí Pháp Hòa đã từng đi tụng những cái đám tang mà chết mà không có người thân, mà chính phủ lo đàng hoàng đó. Cái cô đó đó, cổ độc thân một mình, rồi cổ ở trong nhà cổ bị bệnh á, cổ uống thuốc quá liều cổ chết. Thì cổ ở trong cái chung cư đó 3 ngày thì cái ông manager đó không thấy cổ, mới phá cửa vô thì thấy cô nằm cổ mất trong đó rồi. Mà người thân không biết liên lạc với ai, thì cuối cùng mới liên lạc lên trung tâm của những người Việt của chúng ta. Thì bắt đầu phone lên chùa nhờ Pháp Hòa ra tụng. Mà như vậy mà quý vị biết chính phủ có một cái khu đất để dành chôn những người không có người thân. Sau này kiếm được người thân,
chính phủ sẽ cho cái số đó đi tìm đúng ngay cái mộ để người thân tới thăm viếng. Và nhà hoàng ở đây, tất cả nhà hoàng trong cái Minh Tinh này, họ thế thân, họ thay phiên với nhau. Mỗi ngày là một cái nhà hoàng lo cho những người không có thân nhân. Ví dụ hôm nay có một người nào mất trong cái Minh Tinh mà họ không có người thân, mà tới phiên cái nhà hoàng A thì nhà hoàng A phải chịu trách nhiệm. Rồi ngày mai tới nhà hoàng B, nếu lỡ ai mất trong trường hợp đó, nhà hoàng B chịu trách nhiệm. Mà quý vị có thấy có bao giờ chính phủ ở đây mà mình thất nghiệp, mình đói mà chính phủ cho mình chết đói không? Không. Người ta vẫn có những trung tâm cho mình ở, người ta vẫn lo cho mình cơm, bất quá là mình không có cái đời sống như cái bình thường của mình là mình đi làm, nhưng mà thật sự những cái căn bản cuộc sống không có mất. Cho nên đừng có lo cái chuyện đó. Cái mình lo là gì? Chuẩn bị hành trang để mình tái sinh những cái nghiệp lành của mình đi đâu. Cho quý vị nhớ mỗi ngày quán tưởng năm điều: tôi thế nào cũng sẽ già, tôi không thể nào tránh được cái già. Tôi thế nào cũng phải chết, phải bệnh, tôi không thể nào tránh được cái bệnh. Tôi thế nào cũng phải chết, tôi không thể nào tránh được cái chết. Tôi thế nào cũng xa rời người thân và của cải của tôi không thể nào ở với người thân và giữ của cải mãi mãi. Điều thứ năm: tôi thế nào rồi cũng phải mang cái nghiệp lành hay là không lành của tôi đi theo, còn tất cả cái khác tôi để lại hết. Chơi cái đó mình chuẩn bị. Thấy chúng sanh đói, thí thân thể khiến họ được no đủ, nguyện không sanh tâm tham ác, chính lúc ăn thân ta như ăn cỏ cây. Thường ưa cúng dường sư trưởng, mẹ cha, bạn lành và những bậc có đức. Đối với người oán thù hay thân mật, tâm đều bình đẳng. Ví dụ bây giờ cùng một cái bữa ăn ngồi đó mà cái người mà mình không ưa mà họ cũng không ưa mình, với cái người bạn thân á, nhớ là khi mình đem cơm ra hai dĩa nó phải bình đẳng nha. Chứ cái người thân của mình là tới ba miếng đậu hũ mà cái người kia chỉ có nước đậu hũ thôi là không được. Cho nên trong này nói là cái người mà đối với người thân thù hay là thân mật của mình tâm bình đẳng. Pháp Hòa nói ví dụ vậy nè: mình với họ đã có oán thù, cho nên rồi cái oan trái đó, sao mình không nghĩ cái lúc mà mình đem một cái chén cơm ra như vậy mà bình đẳng, đó là lúc giải oán. Nếu họ nhìn vô cái dĩa cơm, họ thấy là mình đã đối xử với họ bình đẳng, cái oán thù đó nó chưa hết đi nữa, nó sẽ giảm. Còn nếu như mình nói cái bà đó tôi không ưa, rồi cho nên mình bưng, thậm chí mình còn bỉ mặt á, bằng cách là bưng dĩa cơm cho người thân mình thôi. Còn người đó không ưa, mình nói cho họ biết là tôi không ưa anh, hay là tôi không ưa chị, oán thù nó thêm. Sao mình không nghĩ lúc này là cái lúc tốt nhất để mình giải cái oán thù giữa mình với người đó? Cho nên á, cái người nào mà họ đang giận mình mà bữa nào họ phone cho mình, họ nhờ mình đã nhớ làm nha, đừng có từ chối. Tại vì khi mình nhận lời mình làm cho họ đó, tức là cái lúc mà đã đến lúc cái duyên lành nó đến, cái cơ hội nó đến để cho mình với họ giải cái oán thù. Đừng từ chối họ. Trong lẽ ra họ giận mình, họ cũng hận thù giống như mình vậy, họ từ chối mình, họ sẽ không nhờ vả gì mình, thì sẽ không bao giờ có cơ hội. Nhưng nếu họ nhờ tới mình, hoặc là thí dụ bây giờ cái người đó hôm nay á, trước họ tự nhiên sao họ tốt, họ đến nói: chị, tôi đi chợ này, chị có cần mua gì không, chị tôi mua giùm cho, hay là chị đi tới đó không tôi chở cho. Đừng từ chối, tại vì đó là cái cơ hội để mình giải oán với họ. Mình phải chấp nhận cái lời đó, tại vì người ta đã đến với mình, người ta mở lời. Có thể mình còn suy nghĩ chắc cái người đó giả bộ chứ tốt làm gì. Không, tại sao mình không thiệt đi, dù người ta có giả mà nhiều cái thiệt của mình nó cũng lấn cái giả của người ta ra, người ta thấy cái thật của mình. Cho nên cái đó là cái cách duy nhất thôi mà Đức Phật dạy trong kinh, phải không? Oán thù diệt oán thù, đời này không thể có. Tình thương diệt oán thù là định luật thiên thu. Thường hứa cúng dường sư trưởng, mẹ cha, bạn lành, bực có đức. Đối với người oán thù hay thân mật, tâm đều bình đẳng. Thường tu pháp lục niệm và tưởng vô ngã. Biết pháp lục niệm không? Lục niệm là cái gì? Lục là mấy? Sao biết sao? Lục niệm là niệm Phật.
niệm pháp, niệm tăng, niệm giới, niệm thí, niệm thiên. Còn nếu mà thêm bốn niệm nữa thành thập niệm: niệm vô thường, niệm hư tức, niệm chết, niệm hơi thở. Bốn cái niệm còn lại nữa là đủ thập niệm. Còn bây giờ mình thí dụ Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Di Đà Phật mới có niệm Phật à, mình còn thiếu niệm pháp nữa. Lâu lâu phải niệm pháp. Niệm pháp là niệm làm sao? Thí dụ như là người ta chọc mình giận, chọc mình giận, cái mình nhớ lại mình nói: cái giận làm tôi xấu, biết vậy tôi mỉm cười, quay về thủ hộ ý, từ quán không buông lơi. Đọc cái bài kinh, bài kệ đó lên, câu pháp đó lên để giúp cho mình. Ví dụ như mình mới bị người ta khen chê, mình buồn quá, cái mình đọc cái câu lên: như hòn đá kiên cố, không gió nào lay động, người trí cũng như thế, không động giữa khen chê. Đọc cái câu pháp đó giúp cho mình. Rồi bây giờ mình mới bị người ta làm cái gì đó mình phiền, mình nói: như mái nhà khéo lợp, mưa không thể lọt vào, cũng vậy tâm khéo tu, phiền não không thể hại. Cái này là tại mình không khéo tu nè, người ta mới có nhúc nhích như vậy là mình lui 8 bước rồi. Tức là niệm Phật, niệm pháp là mình niệm những cái câu kinh như vậy đó, những cái câu kệ như vậy, phải nhớ, phải nhớ như vậy. Niệm Phật, niệm pháp, rồi niệm tăng, niệm thí, niệm giới. Niệm giới tức là mình giới pháp mình niệm đó. Thí dụ như hồi nãy mình tâm mình đang thanh tịnh bình đẳng quá, không có gì trở ngại hết, hay mình đi vô, mình đi toilet, đi vệ sinh gì đó, hay mình đi xuống bếp vừa thấy thấy ai để cái đồng hồ hay cái cà rá mà bỏ quên mà nó mắc tiền dữ lắm á. Chứ nếu mà nó rẻ rẻ thì mình ra mình làm Bồ Tát, ai bỏ quên tôi trả lại. Nhưng mà này đây là cơ hội. Mình mới vừa lấy bỏ không, bỏ không túi rồi cái nhớ trực lại, cái này là phạm giới ăn cắp nè. Móc ra liền để lại. Niệm giới tức là lúc đó mình nhớ lại mình không nên ăn cắp. Mà niệm Phật, niệm pháp, niệm tăng, niệm giới, niệm thí, niệm thiên. Còn bữa nào mà sân si phiền não nhiều chút nữa đó, niệm câu nữa, niệm vô thường. Trời ơi, chết tới nơi rồi, đó giận hoài. Niệm vậy đó gọi là niệm vô thường. Hay là niệm tử, niệm tử là niệm chết á. Thường tu lục niệm và tưởng vô ngã. Vô ngã là cái gì? Vô ngã là không có mình thiệt. Tức là mình thấy rằng mình có đây, nhưng mà mình này cũng là tạm có thôi. Nếu mình có thì mình đâu có già. Nếu mình có thiệt thì mình đâu có già, mình đâu có bệnh. Tối hôm qua có ông Tây, ông lên hỏi Pháp Hòa đó. Ông nói rằng tôi tu phép theo cái kinh quán niệm hơi thở đó, thì trong đó có một cái quán niệm là quán tưởng các pháp là vô thường đó. Thì cái chữ pháp này là sao? Tại vì tiếng Việt đọc là pháp, nhưng mà tiếng Pali gọi là Dhamma. Thì cái hai cái chữ này nó giống, là nếu người Việt mà đọc thì nó ủa như vậy là Phật pháp làm sao? Thì Pháp Hòa nói không, cái chữ pháp này ở trường hợp này phải hiểu là mọi hiện tượng sự vật. Thấy không? Phật pháp cũng là một pháp, nhưng mà tất cả các pháp này nó không có cố định. Chính nó không cố định cho nên nó là vô thường. Mà phải niệm như vậy để làm chi? Để tâm mình chấp nhận và tự tại trước mọi cái biến đổi. Quý vị cứ quán cây chuối á, nhìn cây chuối là thấy được pháp vô ngã. Thấy không? Cây chuối nó đâu có cái lõi, phải không? Nó cứ bẻ từng bẹ, từng bẹ, từng bẹ, bẻ hết ra cái sạch cây chuối. 12 nhân duyên, nhớ 12 nhân duyên là phải không? Những chỗ không có ngôi tam bảo, ưa nơi vắng vẻ tu tập đức từ bi. Bây giờ chỗ nào mà không có ngôi tam bảo đó thì mình tu tập, bây giờ không có cái điểm tựa thì mình tu tập từ bi. Các chúng sanh, Đức Phật gọi đó, nếu có người thấy thân ta hoặc nghe hay xúc chạm đến đều được xa lìa phiền não. Xin lỗi, cái câu này là mình nói rằng nếu có chúng sanh nào đó, tức là tất cả chúng sanh, nếu có người nào thấy thân mình, thân ta đó, hoặc nghe hay xúc chạm đến đều được xa lìa phiền não. Cái này nó ngược như bây giờ á, người ta mình nguyện á, theo như tinh thần Bồ Tát là nguyện là ai mà xúc chạm tới mình thôi người ta cũng xa lìa phiền não. Còn giờ thì sao?
ai mà xúc chạm tới mình thì mình sanh phiền não. Chứ bởi vì mình sẵn có phiền não cho nên mình còn tuyên bố một câu đừng có đụng tôi nha. Nước sông không đụng nước giếng nha. Tức là mình không ai, mình không muốn ai đụng tới mình hết. Nhưng mà nếu như theo cái tinh thần này, những người nào thấy thân mình hoặc là nghe tiếng tên mình hay xúc chạm đến mình, chứ xúc chạm là tiếp xúc á, va chạm tiếp xúc, đều được xa lìa phiền não. Vị Bồ Tát dù biết ngoài Bồ Đề ra không cầu quả gì khác nữa, xong vì chúng sanh nên mong cầu để rộng làm lợi ích cho chúng sanh. Cái câu này hay vô cùng. Đã là Bồ Tát rồi thì không còn mong cầu gì nữa, nhưng mà vì chúng sanh, xong vì chúng sanh nên mong cầu để rộng làm lợi ích cho chúng sanh. Mình làm là vì ai? Đâu phải vì mình, chứ nếu vì mình là khỏe rồi. Mình có thể ở góc nào đó mình tu cũng được vậy. Nhưng mà ngày nay quý vị thấy những các vị tăng ni, các vị tôn đức lăn xả vào đời làm tất cả mọi việc, đâu phải vì khác đâu. Ví dụ như Pháp Hòa biết là ở bên Ấn Độ có những sư cô, những thầy qua bển ở bên đó mở trường học, dạy cho con nít nghèo ở bên Ấn Độ cho nó có trường, có lớp, nó biết chữ, biết nghĩa. Nếu mà một vị sư cô đó, một vị thầy đó vì cá nhân mình khỏe thôi, ở góc nào mình tu cũng được, phải không? Nhưng mà các vị đó đến tận cái nơi đó, rộng mở ra các cái cơ sở trường học để làm gì? Để dạy học cho học sinh, trẻ em. Rồi có người không làm đó, người ta đi mở những cái nơi như là nuôi dạy trẻ mồ côi, hay là tiếp nhận những người già, hay là tiếp nhận những người bệnh tâm thần, vân vân. Đó, cho cái câu kết của cái câu này nè. Nãy giờ mình nghe nguyện quá trời luôn, muốn cái này, mong cái kia. Rồi mình sẽ đặt một câu hỏi là ủa Bồ Tát tu gì mà cứ mong với muốn không? Không. Cho nên trong này mới kết một câu. Vị Bồ Tát dù biết, mình biết rất rõ, ngoài cái tâm Bồ Đề không cầu gì khác nữa, nhưng vì chúng sanh nên mong cầu để rộng làm lợi ích cho chúng sanh, chứ đâu có cái gì khác. Bây giờ ví dụ như giờ Pháp Hòa nói tôi ngồi thiền, tôi cần một cái tọa cụ, cái bồ đề, nhưng mà đạo hữu phát tâm cho tôi bộ thì thôi cho tôi thêm 200 bộ nữa. Tôi nói trời ơi, mình thì ngồi chỉ 200 bộ, và không, tôi xin cho Phật tử ngồi. Thí dụ vậy đó. Cho nên quý vị biết có nhiều khi, thí dụ con mình á, mình dẫn nó đi chợ, nó nói má mua cho con kẹo được không? Cái mình mua cho nó một bịch, cái nó nói ngày mai con đi học, con có bạn nữa, má mua cho con bịch, con cho bạn nữa. Mày hay quá ha, mày khôn quá ha, mày ăn chưa đủ, mày còn đem cho bạn mình nữa. Mình mắng nhỏ mà mình không biết. Nếu nó nói được câu đó mình phải mừng, vì nó sống mà nó biết luôn cả bạn bè, nó biết người xung quanh. Sợ nó lớn mai mốt cái tâm nó không còn, mà bây giờ nó nhỏ nó còn cái tâm đó, mình phải mừng cho nó. Và mình không có tiền mình mua thì mình mua ít lại, hoặc là mình nói thôi giờ má không có tiền, con có bịch kẹo này, ngày mai con đem con vô con chia sẻ cho bạn con. Chứ đừng có rầy nó, đừng có rầy nó kiểu như khôn nhà dạy chợ. Lấy của nhà mà đem cho người khác ăn. Mình thấy một người nào phát được cái tâm đó phải mừng. Đó, Pháp Hòa nói như vậy để cho đại chúng thấy rằng những gì mà chúng ta làm không phải chúng ta không biết, chúng ta không có ham gì nữa hết, nhưng mà cái sự mong cầu này cũng không ngoài vì lợi ích chung cho tất cả, chứ không có gì khác hơn. Chỉ cái câu đó mình để ý. Lẽ ra mình tu rồi, biết rõ rất rõ, cầu cái sự bồ đề thì không có còn gì khác hơn nữa là phát tâm mình tu, nhưng mà vì lợi ích chúng sanh. Giống như Đức Phật Thích Ca vậy đó. Thấy không? Ngài là một thái tử mà, nếu mà Ngài muốn hưởng mình Ngài thì khỏe rồi. Hay Ngài đi tu cho mình Ngài thì Ngài vì đêm nay trong hoàng cung Thích Ca Ngài lòng đã quyết, nguyện vì bao chúng sanh. Câu kế là gì bác Tâm Hóa? Đó. Nguyện vì bao chúng sanh cho nên Ngài mới ra đi. Cái bài hát mà
là đêm đến đã lâu rồi, đã lâu rồi. Ngài đã chọn đường đi, đường từ bi. Đêm nay trong hoàng cung Thích Ca, Ngài lòng đã quyết nguyện vì bao chúng sanh. Cho nên đêm tối này Ngài ra đi. Thôi con hãy về để ta vui ánh vàng. Ta đã quyết thề nguyện cứu với chúng sanh. Cái bài mà dòng Anoma nói lên cái thời gian mà Đức Phật cắt tóc đó, hay là Thành Ca Tỳ La đó, một điệu nhạc mà hai lời. Dòng Anoma sống nhấp nhô bờ lao xanh, nhìn làng nước biết Thích Ca Ngài lòng vững bền. Thôi con hãy về để ta vui ánh vàng. Ta đã quyết tìm đạo sáng cứu chúng sanh. Anoma đến nay chúng sanh luôn nhớ hoài. Thành thử ra mình những cái lời đó nó cũng nhằm làm tỏ lên cái ý này, hay là lời kinh này cũng làm tỏ những cái ý trong những cái bản nhạc như vậy. Không ai không biết cái chuyện mình tu là nhiêu đó thôi, nhưng vì chúng sanh, vì lợi ích chung mà chúng ta làm. Cho nên thí dụ như bây giờ, tại sao quý vị có tiền, có những Phật tử ta có tiền, ta không để dành mình ta ăn, người ta đem cúng dường, người ta đem cúng dường, mua bánh, mua kẹo, hay nói chung là tất cả mọi thứ cho đại chúng. Cho nên ngày nay những gì chúng ta đóng góp cho tất cả các đạo tràng trên thế gian này, không phải riêng cho Tây Thiên, tất cả mọi nơi mọi chốn, ở chỗ nào có xây chùa, làm việc thiện là chúng ta đều có đóng góp. Để làm gì? Chúng ta gieo cái duyên đến mười phương. Đến mười phương lỡ đời nào mình sanh ra mình không đủ, còn không đủ duyên ở nước ngoài nữa mà lọt lại mấy cái nước kia, thì mình cũng còn được cái duyên lành với những cái chỗ đó. Thôi chúng ta dừng ở đây. Với cõi đời này có 8 cái được gọi là cực khổ. Thứ nhất, cõi đời này chúng ta bị một cái khổ của sanh. Rất hiếm người nào sanh ra đời mà không làm cho mẹ mình đau đớn. Hiếm lắm. Người nào sanh ra thì người mẹ cũng phải đau đớn. Có khi một ngày, có khi nửa buổi, có khi cả suốt mười mấy ngày. Không mà biết có những người sanh ra mà người mẹ phải đau bụng tới 10 ngày sau mới sanh. Vì vậy mà người Trung Hoa đó, người ta gọi cái ngày sinh nhật của mình là Mẫu Nan Nhật. Mẫu là mẹ, Nan là khó, Nhật là ngày. Ngày mà người mẹ phải chịu khó cực nhất với mình. Cho nên thay vì gọi là sinh nhật thì chúng ta gọi là Mẫu Nan Nhật. Nói vậy để làm chi? Để chúng ta nhớ cái ơn của mẹ. Và con người này, cõi đời này, chúng ta phải thọ khổ, khổ của cái sanh đẻ. Và xin lỗi, do đâu mà người nữ có thai phải có sự dục nhiễm của nam nữ thì mới có được cái thai đó. Và khi sanh ra thì đau đớn, mà lọt lòng mẹ thì dơ bẩn, rồi phải rửa ráy, rồi thậm chí có nhiều khi sanh xong rồi người mẹ ra máu, ra huyết, chết. Cũng có trường hợp như vậy. Vậy thì cái cõi đời này của chúng ta có cái khổ thứ nhất là sanh khổ. Mà ngược lại ở cõi cực lạc thì không có sanh khổ như thế. Mà cõi cực lạc gọi là gì? Liên hoa hóa sanh thân lạc. Sanh từ đâu? Sanh từ hoa sen. Cho nên mới có câu đó: nguyện sanh Tây Phương Tịnh Độ Trung, cửu phẩm liên hoa vi phụ mẫu. Sen chính phẩm ở cõi cực lạc là cha mẹ của mình, là mẹ mình. Vì sao? Vì chúng ta sanh không phải bằng dục nhiễm của nam nữ mà thọ thai, mà bằng sự thanh tịnh. Cho nên mình sanh về cõi đó thì từ hoa sen sanh. Bây giờ Pháp Hòa nói như vậy ha, rồi Pháp Hòa ví dụ nè. Mình đi chùa, trước kia có biết chùa chiền gì đâu, thậm chí ai rủ đi chùa còn ngán muốn chết. Tự nhiên có ngày nọ sao giờ thích đi chùa, rồi đi vô chùa xong cái xin quy y,
Rồi bây giờ thích tụng kinh, thích mặc áo tràng. Mình sanh một mình bây giờ mình sanh lại trong chùa rồi. Cuộc đời mình bây giờ đổi mới rồi. Ngày xưa là thứ sáu, thứ bảy, chủ nhật là mất tiêu ở chỗ Bạc Ti, bây giờ thứ sáu, thứ bảy, chủ nhật ở chùa. Ta gặp mình là bây giờ muốn kiếm mình là đi kiếm chơi trong chùa kiếm. Thì bây giờ thưa đại chúng, hồi trước lúc mình còn nhỏ mẹ cha mình sinh, bây giờ mình quy y theo Tam Bảo, mình có một cái pháp danh, có một cái tên, và mình là một con người mới, có phải là mình đã sinh không? Nhưng mà sinh ở trong cái chùa này đâu cần ai sinh, phải không? Mà mình từ trong cái sự vượt thoát cái ô nhiễm mà chúng ta sinh. Như vậy chỗ này gọi là gì? Liên hoa hóa sanh thân. Cho nên được gọi là vui cực lạc. Lạc là vui. Bây giờ cái vui thứ nhất của cõi cực lạc là gì? Là sanh trong hoa sen. Cũng giống mình đó. Đi chùa là mình sinh một người mới rồi. Hồi đó đó, một câu Phật Pháp nửa chữ cũng không hiểu nữa. Mà bây giờ, hồi đó hỏi mình Tam Bảo là gì? Tôi biết chữ Hán là Tam là ba, Bảo là quý. Hột xoàn là một món quý, gì đá ruby hay là cái gì đó. Mình hiểu Tam Bảo theo thế gian. Bây giờ tôi biết rồi, Tam Bảo trong Phật Pháp là Phật Bảo, Pháp Bảo, Tăng Bảo. Vậy thì cái đời, cõi đời này chúng ta sanh bằng cái nhiễm ô, đau đớn, thì cõi cực lạc không sanh như thế, mà sanh trong hoa sen. Vì sao mà sanh trong hoa sen? Không có nhiễm ô. Sen là một loài hoa vượt bùn mà, từ trong bùn mà vượt lên. Thì như chúng ta đấy, chúng ta cũng sống ở trong cõi đời đầy bùn nhơ, mà từ cái bùn này bây giờ chúng ta bước ra rồi. Vậy thì bây giờ một khi mình biết đi chùa là mình cũng giữ một phần. Như cái ý nghĩa của cực lạc là gì? Liên hoa hóa sanh thân lạc. Rồi, cái thứ hai, cái khổ của thứ hai của cõi đời này là gì? Sanh rồi gì nữa? Già. Sanh là già là lão đó. Trời, nói chữ Hán nữa. Nói tiếng Việt không chịu ha. Sanh là già, sanh rồi lão. Bây giờ hễ có cái sanh thì phải có cái thay đổi của cái tướng đó. Và cái cõi đời này mình bị chịu ảnh hưởng. Thưa đại chúng, mà quý vị nhìn những người bà con mình ở Việt Nam đó, có thể nhỏ tuổi hơn mình hoặc bằng tuổi mình mà nhìn họ già hơn mình. Tại sao? Vì cái quốc độ, cái thời tiết ở đó, nắng rám, nó làm cho con người đen đuốc, nhìn cằn cỗi. Nhưng mà ngược lại, chúng ta sống ở đây thì cuộc sống mình, da dẻ mình nó khác. Thật sự mình ở đây mình lo hơn bên Việt Nam nhiều lắm. Ở Việt Nam á, nếu có lo đi ít thôi, lo một vài bill thôi, ở đó mình lo nhiều bill lắm. Ở đây mà ở Việt Nam á, 10 người mới có thể có được một chiếc xe hơi, hoặc là 100 người mới có một chiếc. Còn ở đây á, hầu như mỗi người một chiếc. Mà có chiếc xe hơi là phải lo gì? Bảo hiểm nè, tiền xăng nè, tiền bảo trì nè. Mà gặp mình ở xứ tuyết nữa, trước khi mùa đông là phải đi thu nắp xe, rồi phải thay 4 cái bánh xe mùa đông, phải không? Dạ, yeah. Một chiếc xe không là thấy sơ sơ, bill xăng, bill bảo hiểm, bill bảo trì. Rồi giờ tới cái nhà. Không. Bảo hiểm nhà, bảo hiểm nhân thọ. Rồi ngoài ra con cái ở đây sợ nó hư, bắt đầu đăng ký đi học đàn, học bơi, học võ. Một tháng không biết bao nhiêu cái lo. Nhưng mà tại đỡ một cái là mình ở cái xứ này, mình còn có đi làm, có đồng ra đồng vô, và thời tiết nó làm cho con người không đến nổi. Cho nên nhìn người mình cũng tươi tắn, trắng trẻo hơn những vị ở Việt Nam. Đó, mình nói một cái ví dụ giữa Việt Nam dưới đây. Thì nói như vậy để Pháp Hòa ví dụ cõi đời này và cõi cực lạc.
Cái cõi đời này có người chúng ta già, nghĩa là thay đổi theo quốc độ, thời tiết, công việc. Có một người suy nghĩ nhiều, lo lắng nhiều, tóc bạc hết. Vì cái cõi đời này nó rất nhiều thứ nó chi phối, nó làm cho con người mình già theo nó. Phong Hòa ví dụ như trước năm 2006, Phong Hòa nhìn ok lắm. Lâu lâu cho mình nhận giải tự tin chút á. Nhưng mà sau khi mà mình bao nhiêu cái trách nhiệm trên người mình rồi thì sao? Quá chừng mệt mỏi. Thì Pháp Hòa nói như vậy, thì ở cõi cực lạc không bị cái đó. Ở cực lạc được cái phước thứ hai là gì? Tướng hảo trang nghiêm lạc. Còn ở đây nè, mà cái cõi đó không cần làm gì hết. Tại vì sao? Ở cõi đó không có rầu lo buồn khổ bêu bổng gì hết. Không có bị chi phối bởi tình cảm, vợ chồng con cái nó hẹn mình mà nó không tới. Rồi không có phải lo cái phone bất cứ cái gì, cho nên thân tướng người ta trang nghiêm. Còn ở cõi đời này là thôi đủ thứ hết. Nội cái phone thôi mà đổi liên tu bất tận. Rồi nội cái thích xài phone xịn mà không biết tắt phone mới chết. Phone xịn nào không có hết mà đại chúng nhớ tắt phone nha. Dạ con tắt rồi, tắt sao biết không? Nó vừa réo bấm cái bụp. Nó nín thôi chứ đâu tắt. Cái già mà trong kinh sách định nghĩa già là sao? Thế nào kêu là già? Tóc chuyển màu, già nhăn nhăn, ăn không còn biết ngon, mà ăn vô rồi khó tiêu hóa, tay chân run rẩy. Hồi xưa ngồi cả ngày không mệt, đánh tứ sắc cả đêm có sao. Hồi xưa tứ sắc luôn còn sao, giờ nhất sắc à. Tự nhiên mình thấy mình mệt mỏi. Thì trong kinh sách định nghĩa thế nào là già? Từ tóc nha. Tóc đổi màu, mắt mờ, da nhăn, răng rụng, ăn không ngon, ăn không tiêu, gối mỏi, tai rung, đủ thứ hết. Đó là hiện tướng của già. Bây giờ quý vị để ý coi, sức khỏe của mình mỗi năm là mỗi xuống dốc. Mỗi năm là mỗi xuống dốc. Chứ đừng có nói là, mình nói như vậy là nói có một cái khoảng cách, một cái chu kỳ là một năm đó. Chứ nhiều khi tháng trước tháng sau là mình đã thấy khác rồi. Thậm chí có những người đang khỏe, sau một cái cơn bệnh ruột thừa ruột dư gì đó, đi vô một ca mổ ra là sức khỏe nó yếu liền. Cơ thể mình đó, mà hễ có sự giải phẫu là nhất định sẽ xuống sức. Đó là già. Nhưng mà ngược lại, ở cõi cực lạc thì thân tướng hảo trang nghiêm. Tướng là cái tướng, cái form. Hảo là đẹp, tướng hảo là tướng đẹp. Trang nghiêm, ở đời này mình mà muốn đẹp là phải làm dữ lắm, đánh mấy lớp luôn. Trên này thoa, đây thoa, đủ thứ hết nó mới đẹp, chứ đâu phải tự nó đẹp đâu, mà cõi cực lạc khỏi. Cho nên cái chữ trang nghiêm á, nghĩa là khi chúng ta tu tập là có sự trang nghiêm. Phong Hòa ví dụ ha. Ví dụ như một Phật tử đi chùa thì gặp chư Tăng mặc, mình mặc áo tràng xong gặp chư Tăng chắp tay: Mô Phật, con kính thầy. Đâu có làm gì đâu, mà mình nhìn Phật tử nói: Chà, cô Phật tử đó trang nghiêm quá. Đâu có cần phải xách một cái giỏ rồi đi tướng làm sao. Cái đó người ta kêu là gì? Quý phái sang trọng, chứ không phải trang nghiêm. Còn trang nghiêm theo cái chữ nghĩa của nhà Phật là người đó ở nơi đó có một cái cách cung cách mà người ta nhìn nó có một cái gì nó đầm thắm, nó điềm đạm, nó đẹp, cái nét thuần hòa trong đó. Cái đó gọi là trang nghiêm. Ví dụ mình thắp cây hương,
thắp xong rồi lấy mình thắp hương á, thay lấy cái tay quạt chứ không có lấy miệng thổi. Ta nhìn cái đó thôi, Phật tử này có học nè, có học oai nghi nè, phải không? Đèn thờ ở trên bàn Phật á, muốn tắt là phải có cái đồ chụp xuống, chứ hoặc là lấy miếng giấy đậy lên cho nó tắt, chứ không đưa cái miệng thổi. Nhiều khi có thói quen kêu tắt đèn cái đưa cái miệng thổi. Tại sao trong chùa không cho thổi đèn? Có hai ý. Một là mình thổi như vậy, cái hơi dơ trong miệng mình nó có thể làm cho cái đèn dơ, thì mình cúng Phật không đủ trang nghiêm thanh tịnh. Ý nghĩa thứ hai, lỡ có con muỗi con gì nó đang bay ngang, do cái thổi của mình mà con muỗi nó rớt vô cái đèn nó chết. Cho nên chúng ta không có thổi đèn, cũng không có thổi nhang. Vì nhang là cái hương mình sắp sửa dâng cúng, mà cái hơi miệng mình nó không có được sạch, thì mình thổi vô có thể làm ô uế cái hương đó. Thì bởi vì khi mình cúng là mình đem trọn tấm lòng của mình. Ý nghĩa nó vậy đó. Cho nên á, chữ trang nghiêm là khi mình làm cái gì, mình nói, mình làm, mình đi đứng, ở trong đó nó toát ra được một cái đạo hạnh, một cái sự thanh tịnh từ nội tâm, thì nhà Phật gọi là trang nghiêm. Ví dụ như hồi nãy, giờ này đạo tràng đã trang nghiêm thanh tịnh. Vậy thì muốn trang nghiêm thì chúng ta phải có sự thanh tịnh. Thanh tịnh nó mới trang nghiêm. Mình làm gì mà ồn náo thì ta nói sao chỗ này nó nhộn nhịp, nó ung sùm. Còn cái chỗ nào yên tịnh, mọi đông người mà vẫn giữ được cái nét yên tịnh thì nó quá trang nghiêm quá. Cho nên Phật tử chấp tài, chấp ngay ngắn, xá Phật, xá chư tăng, cúi xuống, chứ không có xá sơ sơ. Có nhiều khi vừa xá vừa ngước, phải không? Mình xá Phật, xá xuống, thì chúng ta nhìn cái xá đó thôi trang nghiêm quá. Vậy thì cõi cực lạc là tướng hảo trang nghiêm lạc. Còn cõi đời này cái già nó chi phối. Do đâu mà con người dù không lo gì, con người nó cũng già, mà nó già theo thời theo cái tuổi tác. Nhờ có nhiều người ta già mau hơn là kêu già háp á. Hoặc là do đâu mà con người già lẹ, do lo lắng buồn khổ. Cho nên cõi đời này á, sở dĩ nó có những cái biến đổi nhanh lẹ là tại vì cái khổ nó chi phối mình. Có nhiều người chỉ một đêm rầu thôi, ngày hôm sau ra. Cho ta mới có câu là tâm sầu bạch phát, lòng mà rầu tóc bạc. Tâm sầu bạch phát, phát là tóc. Vậy thì cõi đời này chúng ta bị cái chi phối thứ hai là khổ, là già khổ. Nhưng mà cực lạc thì thân tướng trang nghiêm. Tại sao? Vì không ơn, không oán, không sầu, không già, không chết, có đau luân hồi. Nói tóm lại, những khi chúng ta sao, dù chúng ta sống ở đời này, bây giờ so với cái người mà ít lo rầu với cái người thường lo rầu, hay nói cách khác là cái người sống mà tâm tư họ thảnh thơi nhẹ nhàng, nhìn họ tướng của họ nó cũng khác cái tướng lo rầu của người đang khổ đau. Rồi cái thứ ba, con người của chúng ta ở đời này bị chi phối bởi một cái thứ ba. Con người mình chi phối bởi cái thứ ba là gì? Là bệnh, phải không? Sanh, già, bệnh. Rồi bệnh là sao? Thật ra con người chúng ta đã có cái thân này thì cái bệnh nó sẽ đến. Nhưng mà có nhiều người bệnh lẹ hơn, nhanh hơn, một phần là do đời sống của chúng ta hàng ngày. Ví dụ như mình ăn uống không có cẩn thận, ăn không có kỹ lưỡng cũng dễ bệnh. Rồi và hiện đời này
Vì con người vì muốn đáp ứng những nhu cầu, cho nên họ xài nhiều cái hóa chất hơn. Ví dụ ngày xưa mình ăn trái cây chín cây nhiều, bây giờ mình ăn toàn là trái cây gì? Có thuốc, có hóa chất. Tại vì con người càng đông, tiêu thụ càng lớn thì cây nào mà nó mọc cho kịp, thì buộc lòng người ta phải bỏ thuốc. Rồi ngay cả bây giờ con vật cũng có thuốc luôn, cộng rau cũng có thuốc luôn. À, Pháp Hòa có thấy có những nơi người ta trồng xà lách, tối nay gieo hạt sáng mai có xà lách rồi. Thì bây giờ mình ăn, quý vị để ý hôm nào mình đi, mình hồi xưa mình Pháp Hòa nhớ hồi đó mình mới qua đây đó, mình mua rau á, về mình không có rửa gì hết á, để gì mình gói trong báo á, mình cất trong tủ lạnh nhiều khi cả tuần. Bây giờ quý vị thấy không, rau nó mau hư lắm. Rau nó mau hư mà nó thối. Vì sao? Thuốc quá nhiều. Thì quý vị cứ tưởng tượng những cái chất đó mà nó vô trong cái ruột của mình, cái bao tử của mình, thì sao đây? Đó là chưa nói người ta nuôi heo, nuôi gà toàn là ăn hóa chất. Rồi mình mua về mình đâu có ăn liền đâu. Họ làm ở trong hãng á, khi nuôi là đã hóa chất phải không? Rồi hãng đem về cắt thịt gì đó, ướp hóa chất lần thứ hai, bỏ freezer, rồi đem ra bán. Bán mà hôm nào nó sale là mình đi ra mình hốt, hốt về cả tủ vậy đó. Mình đâu có ăn liền trong vòng tuần lễ, ăn 10 cái cục đó đâu, ăn mấy tháng trời. Rồi để trong freezer là đã một quá trình rồi phải không? Rồi ngày mai ăn là tối nay xả đá. Đi làm về tối chiều bắt đầu cái đó nó mới tan đá. Thì quý vị tưởng tượng nguyên một cái buổi chiều mà nó xả đá thì bắt đầu nó đã có vi khuẩn rồi. Rồi mình nấu xong rồi mình không có thời giờ, mình nấu một lần ăn tuần. Cứ như thế, cái độc hại nó phải tăng trưởng thôi. Đó là chưa nói hà tiện nữa nha. Chưa nói mình mà hà tiện mà cất giấu rồi để dành rồi mà nó móc meo lên rồi xớt rồi cắt gọt rồi ăn lại. Mình nói như vậy thì cái bệnh của cõi đời này, bệnh là căn bản rồi đó. Nhưng mà chúng ta mau bệnh hơn và bệnh nhiều hơn là bởi vì cái đời sống của chúng ta, cái nhu cầu, cái tham đắm của con người chúng ta. Quý vị thấy ngày hồi nhỏ mình với con mấy đứa con nít ở đây là khác rồi phải không? Rồi mấy đứa con nít mà nó sanh ở đây cả 20-30 năm về trước và con nít mà nó sanh ở đây hiện những năm tháng sau này khác nữa rồi. Những đứa nhỏ hồi mấy chục năm trước á, nó không có iPhone, nó không có iPad, phải không? Nó không có internet. Vậy mà nó đời sống nó khá thiên nhiên. Bây giờ quý vị để ý có tất cả con nít, nó đi tới đâu là mỗi đứa hát bài riêng một góc trời. Mỗi đứa một cái iPhone, mỗi đứa một cái iPad. Nó vô mỗi đứa một góc, nó không nói chuyện với nhau. Mà lâu lâu mình nhìn vô mình thấy hí 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 nó cười, tưởng đâu nó giỡn, nó nói chuyện với nhau. Thì ra là nó đang chơi game, nó thích thú cái gì. Hầu như cái sự liên hệ giữa con người với con người càng ngày càng giảm đi. Bây giờ chúng ta nhiều khi ở gần bên vậy chứ không có nói chuyện. Muốn cái gì là send message. Ổng ở trên lầu mình ở dưới bấm xuống ăn cơm ông. Ổng nhắn xuống ok rồi xong. Khổ kêu. Không, thành thử ra cái sự liên hệ giữa con người với con người mình cũng ít rồi. Pháp Hòa đi giảng cũng nhiều cái gì. Thì Pháp Hòa đi những cái chuyến đi mà gọi là công cộng. Bây giờ quý vị ra phi trường quý vị ngồi coi. Không ai nói chuyện với ai hết. Vì người nào cũng có một cái phone hết. Và người nào ngồi xuống rồi là bắt đầu thế giới của mình nó nằm trên bàn tay của mình. Thật sự cuộc sống nó đã đưa con người đi tới đó. Chứ nhiều khi mình không cố tình cố ý gì hết. Nó thành một cái thói quen rồi. Ngồi xuống là phải móc phone. Check. Nó quen rồi.
Rồi Pháp Hòa đi hướng dẫn những cái lớp khóa tu chung chung vậy. Và nhất là mấy đứa nít tối nó vô giường ấy. Ví dụ như vậy, bắt đầu mỗi đứa móc cái phone ra, rồi bắt đầu nó có thế giới của nó rồi đó. Rồi mình phải đi kiểm soát, mình nhắc nhở. Rồi bây giờ hồi đó đó mình ngủ thiên nhiên lắm. Thậm chí mà ngủ mà mở quạt máy mình cũng không thích nữa. Tại vì quạt máy nó làm cho mình dễ bệnh, dễ cảm. Bây giờ mỗi lần đi ngủ coi, phone nè, iPad nè, chạc điện để xung quanh, ảnh hưởng cái này ghê gớm lắm. Vì trong khi điện đó, quý vị không, nó ảnh hưởng đến cái luồng điện, nó ảnh hưởng đến cái bộ não mình dữ lắm. Cho nên có nhiều người người ta còn khuyên mình không nên ngủ gần computer. Và nếu như mình ở trong cái phòng mình có computer là phải tắt hẳn, chứ đừng để nó on trong khi mình ngủ. Và có những em á, nó chơi game nhiều đến mức độ là cái chân mày nó rụng hết. Là tại vì cái điện lực đó. Quý vị tưởng tượng đi học từ 4 giờ chiều ngồi trên game cho tới 6, 10 giờ đêm, 11 giờ đêm. Ăn đâu cũng bới tô, nó vô nó ngồi nó ăn mà. Thì cứ ngày nào cũng có như vậy thì làm gì không ảnh hưởng đó. Cho nên ở cõi đời này chúng ta có một cái khổ là bệnh khổ. Nhưng mà ở cực lạc thì sao? Tự tại thanh thái lạc. Tại sao gọi là tự tại thanh thái? Có cái gì đó mà phải bị chi phối. Mình bây giờ có cái phone là chị nhà chị có wifi không? Có password không? Đấy không? Rồi đi tới đâu cái có chỗ ghim điện cho tôi ghim chặt. Khoan hỏi sức khỏe đó, tôi ghim cái điện. Tôi ghim, tôi cho cái phone tôi nó khỏe một cái rồi mình tính sao. Không có tội lỗi gì. Nhưng mà Pháp Hòa nói để rồi chúng ta thấy là cuộc sống của chúng ta nó bị chi phối. Bây giờ quý vị qua xứ nghèo, ví dụ như Ấn Độ, con người họ vẫn còn đang sống bằng cực lạc nha, tự tại thanh thái, không có cái gì để lo hết. Trừ những cái thành phố mà gọi là sung túc thì không nói. Nhưng mà đa phần người dân Ấn Độ nghèo lắm, có những vùng chưa có điện nha quý vị. Chiều 4 giờ là người ta lo người ta ăn cơm đi, rồi chừng 6 giờ là trời tối là người ta sống trong bóng tối. Thậm chí là đoàn hành hương của mình lái xe đi những con đường, đèn xe mình nó pha vô mới thấy là ồ, ở trong đó có một gia đình đang ngồi ăn cơm. Nhưng mà người ta khỏe lắm, đâu có lo gì hết. Người ta đi đâu, người ta đi không cần lo. Vì có nhà có gì đâu, sợ mất. Đâu có cần set alarm. Còn mình bây giờ nè, đi đâu cũng set alarm. Nhưng mà cuối cùng rồi quăng hình lên Facebook, báo cho thiên hạ biết gia đình tôi đang đi chơi xa. Ăn trộm nó nói cảm ơn. Cảm ơn báo tin. Nó biết cái nhà này đi chơi tuần lễ rồi. Thành thử ra cái mà Facebook mà chúng ta đưa hình ảnh lên báo cho thiên hạ biết mình đang đi chơi đó, nghe thì có vẻ sang trọng đó. Nhưng mà mình đâu có biết nhiều khi trong cái vô hình, vô tình đó, chúng ta đã báo cho ăn trộm biết. We are not home. Feel free. Vậy thì cõi đời này, chúng ta bị một cái bệnh làm khổ mình. Bệnh nó nhiều thứ nha. Bệnh thân, bệnh tâm, bệnh nghiệp. Bệnh thân nè, bắt buộc phải có rồi. Bệnh tâm có không? Có. Stress khủng khiếp. Quý vị biết cái mùa lễ này nè, đừng có nghĩ là mùa lễ này là thiên hạ exciting, vui vẻ nha. Có rất nhiều người bị stress. Stress là tại vì cuối năm rồi, mình phải thanh toán một số nợ, bill bổng, không có tiền, job không có, việc làm không có. Stress là vì quá nhiều bạn bè quà cáp rồi mình phải lo. Stress là vì người ta vui sai với bè bạn người thân, mình cô đơn lonely một mình. Nhất là những người độc thân, họ không có tu tập thì rất là dễ bị stress, như em đây. Alone.
Trời ơi, tối 24 là người ta đi thầy hết trơn. Thầy ngon đó thầy. Thầy có là bạn bè tới con đó, ổng còn đông hơn nữa. Dạ con đâu có nhiều đâu, nhưng thầy là nhiều lắm đó. Thì thưa đại chúng là bệnh nó có ba dạng: bệnh thân, bệnh tâm, bệnh nghiệp. Thì cõi đời này chúng ta chi phối bụng một cái gọi là bệnh đó. Nhưng mà bù lại cõi cực lạc không bị cái bệnh này. Vì sao? Vì tự tại thanh thái lạc, cho nên được gọi là cực lạc. Thí dụ cõi đó là Bồ Tát bất thối là bạn lữ, nghĩa là các vị Bồ Tát không còn thối chuyển trên đường tu làm bạn của mình. Còn ở đời này bất thối Bồ Tát bạn lữ ít lắm. Đừng nói nghe, tặng quà mà không tương ưng cái tiền mà họ tặng mình, họ cũng nói mình keo nữa đó. Cho nên là họ tặng mình cái món hàng đó, mình phải biết cái giá trị của món hàng đó, rồi mai mốt tới phiên họ mình phải tặng tương đương, chứ không là người ta quánh giá. Ở cõi đó ta không có phải chuyện thù tạc giảng lai, mời mọc ăn uống, bao bọc với nhau. Còn cõi đời này bao làm sang làm sộp, nó mau xẹp. Bao nó 5 lần mà nó chẳng bao mình lần nào là bắt đầu rồi đó, xài không được. Thí dụ vậy ha. Rồi chưa nói gì nữa, cõi đời này có những cái phong tục là gì, vô ăn chia biêu. Ăn trăm nó hỏi biêu muốn chia mấy lần. Khổ không? Vì sao? Vì cõi đời này còn thối chuyển lắm. Thối chuyển là gì? Lui sụp. Tâm tánh phải thù tạc vãng lai. Người ta đối với mình như vậy, mình không đối lại là bắt đầu mất bạn. Rồi sợ người ta cười, sợ người ta nói đủ kiểu hết. Cho nên thối chuyển cõi đời này khá nhiều. Nhưng mà ở trên đó đó, không có cái chuyện mời mọc vãng lai thù tạc gì hết. Cho nên khỏi lo. Như vậy hôm nào mà chúng ta sống, chúng ta được quen biết những người bạn bất thối, mình có buồn, mình muốn nghỉ đi chùa, người ta vẫn khuyên mình trở về tu tập. Chuyện phiền não bạn bè, người này người kia đó là chuyện bình thường của thế gian. Tại sao mình lại thối chuyển bằng những cái chuyện như vậy? Đó là bất thối Bồ Tát. Đúng rồi, chị ở nhà đi, đừng thèm tới đó nữa, đi chùa phiền não quá đi chi. Đây, đây là bất, là Bồ Tát thối chuyển nha. Chuyển là dời, thối là lui. Họ dời mình từ đây qua đây rồi họ lui mình mất tiêu. Cho nên ở đời này quý vị để ý, đừng có nói là bạn bè, là bà con ruột thịt với nhau cũng dễ buồn nhau vậy. Chỉ cần xê xích một chút, nói chuyện mà sai một chữ họ cũng buồn mình. Hoặc là lỡ mình không thấy, mình không chào họ, họ cũng buồn mình. Đủ thứ hết. Sanh, lão, bệnh, phải không? Đó là tâm bệnh, thân bệnh, nghiệp bệnh. Rồi cái thứ tư của cõi đời này là gì? Chết. À, chết nó cũng có nhiều cách chết lắm. Chết mà đung ra mà chết kêu chết ngất, chết lạnh kêu chết ngắt, xỉu kêu chết giấc. Nhưng mà cõi cực lạc thì thọ mạng vô lượng lạc. Cực lạc là thọ mạng vô cực, thọ mạng vô lượng. Cõi đời chúng ta thì thọ mạng hạn lượng. Ví dụ như mình nói hồi xưa đời người 100 năm, nhưng mà đời người giờ còn nhiêu? Có 60 năm mà. Nhưng mà có nhiều người còn không tới tới 60 năm nữa, chưa hết đời người nữa. Thấy không? Và cõi đời này hiếm có người sống tới 3 số lắm. Thường thường là 2 số thôi. 98 tuổi, 99 tuổi, ai mà được 3 số là lên 100. Hiếm lắm. Pháp Hòa nhớ Hòa Thượng Trí Tịnh đó, mỗi khi mà Ngài khai thị, Ngài hay nhắc đó,
hiếm có ai sống tới ba số lắm. Cho nên hồi xưa người ta có câu đó, sơn trung tự hữu thiên niên thọ, thế thượng nan phùng bá tuế nhân. Ở trên núi cao tự có cây cả ngàn tuổi, nhưng mà ở đời này tìm một người trăm tuổi khó lắm. Thế thượng nan phùng bá tuế nhân, kiếm một người trăm tuổi đâu phải dễ. Nhưng mà nếu chỉ cần lên rừng sâu kiếm cây ngàn tuổi khó. Vì sao? Vì chúng sanh ở đời này sanh hữu hạn, tử vô kỳ. Sanh thì có chừng có biết chừng nào đó, nhưng mà tử không biết. Ví dụ mình nhìn cái người đó, căn bản một người mang thai là 9 tháng 10 ngày. Thì đó là sanh hữu hạn chứ gì, ai cũng có thời hạn để sanh. Nhưng mà tử thì vô kỳ, không nói được. Không ai bảo đảm được thọ mạng của mình. Ở cõi cực lạc thì thọ mạng vô lượng. Cho nên Đức Phật A-di-đà có ba nghĩa. Chữ A-di-đà có ba nghĩa. Nghĩa thứ nhất là vô lượng thọ. Nghĩa thứ hai là vô lượng quang. Nghĩa thứ ba là vô lượng công đức. Đó là nghĩa của chữ A-di-đà. Nhưng mà nói tới vô lượng quang á, Đức Phật Di-đà có tới 12 ánh sáng. Vô lượng quang, vô đối quang, vô xưng quang, vô ngại quang, diệm vương quang, nhớ không? Quý vị hay đảnh lễ đó. Nam mô An Dưỡng Quốc Cực Lạc Giới Di Đà Hải Hội Vô Lượng Quang Như Lai. Nam mô An Dưỡng Quốc Cực Lạc Giới Di Đà Hải Hội Vô Xưng Quang Như Lai. Nam mô An Dưỡng Quốc Cực Lạc Giới Di Đà Hải Hội Diệm Vương Quang Như Lai. Thì những cái chữ đó là để diễn đạt lên cái ánh sáng của Phật Di Đà đó. Cho nên Đức Phật Di Đà có 12 ánh sáng. Vô xưng quang là không có gì tương bằng. Vô diệm quang là rực rỡ. Vô đối quang là không có cái gì có thể đối được. Vân vân. Siêu nhật nguyệt quang là vượt cả ánh sáng của mặt trời, mặt trăng. Cái thứ năm, hồi nãy là Pháp Hòa mình nói bốn cái khổ của thân nha. Bây giờ bốn cái khổ tâm lý của thế gian nè. Con người của thế gian ta có cái khổ thứ năm là gì? Cái khổ thứ năm của chúng ta là cầu muốn mà không được là khổ, gọi là cầu bất đắc khổ. Đề khổ thuộc tâm lý. Muốn mà không được khổ. Có phải không? Cái gì mình muốn mà không được là mình buồn. Mà chắc gì muốn xong vui không? Chưa. Ví dụ thiếu gì? Một hai là phải cưới cho được người đó. Rồi cũng một hai phải báo biểu là phải bỏ người đó. Thí dụ vậy. Cho nên ở đời này, cái mình muốn mà không được là mình khổ. Nhưng mà muốn rồi mà chưa chắc đã vui. Cho nên cái đó gọi là khổ khổ. Muốn đã là khổ rồi, xong tới hồi muốn mà được rồi vẫn khổ tiếp. Ví dụ nói tôi rất muốn mua cái nhà đó. Mua xong vui không? Vui chút đó thôi. Để ai hỏi nó nhà của ai? Nhà của tôi. Nhưng mà sẽ khổ 25 năm. Chả mòn ghét. Rồi còn gì nữa? Phải mua sắm cho nó tương xứng với cái nhà đó. Có thể đồ cũ của nhà bưng qua sản được nữa. Nhỏ quá. Ví dụ vậy. Nhưng mà ngược lại cực lạc làm sao? Cực lạc là hân dục như ý lạc. Chữ hân là vui. Chữ dục là muốn. Hân dục nghĩa là như ý, nghĩa là mình được toại nguyện những cái muốn mà muốn trong cái tịnh lạc, trong cái hân hoan của mình. Mà cõi đời này muốn không được là khổ. Nhưng đâu có dừng ngay đó. Tiếp nói. Thí dụ bây giờ mình có con, không có con khổ lắm, buồn. Có đứa cho hữu hỷ. Nhưng mà khi mà có đứa con rồi là mình khổ chăm sóc nó từ lúc nó nhỏ cho đến khi nó 13. Khi nó bước sang tuổi 13 là cái khổ chăm sóc hết rồi. Bây giờ cái khổ gì? Lo lắng.
không biết nó chơi với ai, nó quen với ai. Rồi mình mong cho nó học thành tài, nó có vợ có chồng cho mình yên. Chắc yên không? Không. Nửa đêm mà thấy điện thoại nó là rầu rồi đó, không biết chuyện gì nữa đây. Đó, mà bây giờ mình có một đứa con, mình giữ con cho nó mà mình không giữ đứa thứ hai nó buồn. Và đứa thứ hai mình không, mình giữ xong mà đứa thứ ba nó sanh mình không giữ nó buồn. Cho nên cái mình muốn thì được rồi đó. Nhưng mà sau đó rất nhiều cái chi tiết sau cái muốn đó của mình. Khổ lắm chứ đâu. Thầy trụ trì thầy than hoài. Khổ dài dài. À, thấy lâu lâu cái sao giấy tờ nó đòi cái này đòi kia ở ngoài cái chỗ mấy đất mới. Pháp Hòa nói thầy ơi, thầy muốn cái gì ở xứ này? Người ta biểu á, ở đây là cái xứ luật, cái xứ của mình đây là xứ luật, chứ nó không luật thì nhiều mà rừng thì ít. Có nhiều xứ rừng nhiều mà luật ít. Còn ở xứ này là rừng ít mà luật nhiều. Nó có hai loại permit sau khi xây chùa xong. Cái permit thứ nhất là cái permit về building. Cái permit thứ hai là cái permit sinh hoạt. Mình xây xong cái chùa, nó vô nó kiểm từng chi tiết cho cái permit đó, nhưng mà không cho sinh hoạt, là vì chưa có hệ thống cứu quả. Mà muốn được cái giấy phép sinh hoạt là phải chịu tốn tiền để mà mướn cái sở cứu hỏa tới. Cái họ gắn hết cái alarm system cho cái building đó. Mà cái đó là tối ưu quan trọng. Vì mình xây xong mình không cho sinh hoạt, xây để làm gì? Cho nên mình không hà tiện, xây cái chùa Bạc Triệu không hà tiện. Cuối cùng hà tiện 5,000 gắn alarm thôi. Thì không được. Cái luật nó là vậy đó. Nơi nào có người ở, dù một đêm cũng phải có vấn đề an toàn. Không có là không được. Cho nên ở cõi kia người ta không có muốn cái đó. Tại vì sao? Vì bất cứ nơi nào người ta ở cũng đều là thanh tịnh một màu. Còn ở đây là mình muốn cái gì là phải làm cái đó. Mà làm á, cái này nó xanh là cái kia nó xanh, cái này xanh, cái kia xanh. Chứ đâu phải bình thường. Cầu muốn mà không được là khổ. Nhưng mà muốn rồi mà được cũng chưa chắc đã muốn. Ví dụ như nói tôi muốn qua Mỹ, tôi muốn qua Canada, qua được tới đây rồi, vui con xong cái muốn qua thôi. Giờ qua làm gì? Không biết tiếng Anh thì phải đi học, không có việc làm là phải đi xin, vân vân. Cho nên chắc gì qua đây đã là hết khổ đâu, cho nên nó tiếp diễn. Đó là cái khổ thứ sáu của cõi đời, là cầu muốn không được khổ. Cái khổ thứ bảy của cuộc đời là gì? Thương yêu mà xa lìa khổ. Cái gì mình thích mà nó mất thì mình khổ. Trời ơi, đừng có nói chi là con người nghe, của cải thôi. Nhiều khi mình đi vô trong nhà vệ sinh, lúc mình rửa tay, mình lột, mình làm xong đi ra quên. Vừa đi ra thổi thôi, chừng mấy phút sau quay lại, nó đi lên cõi trên ở. Trời ơi, tức muốn chết. Nó sao bữa nay dí Phật mà tôi xui quá. Đi chùa niệm Phật từ sáng giờ, Phật không phù hộ. Cái gì mình thích mà mình phải xa lìa là khổ. Gọi là ái biệt ly khổ. Tại sao? Tại sao trong này có cái khổ? Vì chúng ta bị một cái then chốt là gì? Là ái. Ái nghĩa là gì? Yêu thích. Mà cái gì mình yêu thích là nó có đối tượng. Mình là người yêu, người kia là được mình yêu. Hay nói cách khác là người đó là người yêu của mình. Hãy cái gì mình yêu là phải của mình nha. Mà hãy cái gì còn cái của mình á là mình khổ. Nhưng mà thật sự không có gì của mình hết. Cái nhà cũng phải của mình, vợ cũng phải của mình, con cũng phải của mình. Vì mình ái nó quá cho nên mình nghĩ nó là của mình. Thí dụ mình có một thằng con trai duy nhất là mình nghĩ nó là của mình, thương nó mà. Khi nó không có vợ mình rầu lắm.
mình muốn nó có vợ. Nhưng khi nó có vợ xong rồi, khi nó có vợ xong rồi thì mình lại ganh với cái người dâu. Tại vì con dâu bây giờ phần tình cảm của mình với đứa con, mẹ chồng nàng dâu bắt đầu có chuyện. Vì mình có đứa con duy nhất, trong mấy người mà có con duy nhất mà thiếu sự tu tập, thiếu sự bao dung, nhìn xa thấy rộng là lúc nào cũng sẽ bị cái đó. Vì mình nghĩ mình mất một phần tình cảm. Mà cái chuyện đó làm sao được? Hồi xưa nó ở với mình, đi làm về nó lúc nào nó cũng có mình nó lo. Bây giờ mình đi kiếm người thứ hai thì nó phải chi phối thời gian và công việc chứ. Tại sao mình lại muốn nó y chang như cũ nữa? Không hiểu được điều đó là bắt đầu có chuyện. Cho nên từ đó cái bây giờ mình ái nó rồi mà mình cảm giác là nó biệt ly mình, cho nên mình khổ. Mà mình thiếu cái sự nhìn rộng là hai người là thời gian nó phải chi phối khác. Hai người là nó phải, rồi mai muốn nó có con tới ba người là nó phải chi phí khác. Mà nó có ra gia đình, nó ra riêng thì nó phải có chi phí khác. Mình không hiểu cái chỗ đó, mình cứ thấy phần của mình thôi. Cho nên cái gì là của mình thì cái đó mình khổ. Vì mình đặt để phải là của mình. Ở đời này không có gì của mình hết. Cái xe mình mua mà chưa trả hết nợ cũng chưa chắc là của mình. Xin lỗi, thậm chí vợ mình cưới cũng chưa chắc của mình. Chồng mình đó mà cũng chưa chắc là của mình. Chứ không có gì ở đời này của mình. Nhưng mình chắc nó là cái của mình. Cho nên có chữ ái trong đó, có đối tượng. Chỉ mà ở cõi cực lạc thì gì? Hải chúng thường tụ lạc. Chúng ta đông như biển vậy đó, gọi là hải chúng. Quy tụ lại nhưng mà vui, không có làm khổ nhau. Ví dụ như bây giờ đại chúng tập hợp về chùa đây nguyên ngày nè. Đã, cái này là hải chúng tụ lạc nè. Không có dành thầy tôi, chỗ này của tôi, cái mỏ này của tôi, của chùa. Bữa nay anh tới, đúng duyên anh lên anh thỉnh cái mỏ đó. Cái mỏ này tôi thỉnh, tôi thích, vừa tay tôi. Bữa nay tới tôi lấy cái mỏ này ra, tôi tụng xong tôi đem cất cái mỏ. Người khác tới cứ lấy mỏ của họ ra tụng. Hôm qua chú Trung Chánh chú nói thầy con xài mỏ nhỏ được không? Nói con có cái mỏ rồi, con muốn xài mỏ lớn. Cái thứ bảy là ái biệt ly. Hồi nãy là cầu bất đắc, bây giờ là ái biệt ly. Cái thứ sáu là ái biệt ly. Vì chúng ta có cái dính mắc, cho nên ở cõi cực lạc thì không như vậy. Hải chúng thường tụ lạc. Bởi vì không có cái gì mình dính hết. Rồi bây giờ cái thứ bảy á, cõi đời này là gì? Thương mà xa lìa. Nhưng mà cái ngược lại của nó là gì? Ghét mà cứ gặp. Gọi là oán tắng hội khổ. Cuộc đời mình bị chi phối cái thứ bảy này nè. Mà cái này của bộ hơi khá à. Mình sống sao không biết, mà riết cầu rốt cuộc xung quanh mình người nào cũng ưa hết á. Mà đôi khi mình không bao giờ mình thấy cái đó, nhưng mà người khác ta để ý, ta lợi ta nói chị anh có quen năm thôi đừng nói tới nhỏ đó, tôi cũng ưa. Tự sao mai mốt mình gặp hỏi biết bảy không, thôi đừng nói tới nhỏ tôi cũng ưa. Mà mình sống sao rốt cuộc mà không ưa ai hết trơn á. Cái này mình phải hỏi lại là ủa vậy là cái máy của mình, cái máy tình thương của mình nó có vấn đề hay là thiên hạ xung quanh có vấn đề. Có nhiều khi á mình ghim điện vô không có điện đem dục rác, nhưng mà mình quên cái điều là đâu phải cái máy nó hư mà có thể là do nguồn điện chỗ đó nó hư. Cũng thế, coi chừng cái nguồn tình thương của mình nó bị something wrong. Nhưng tại sao không lẽ người ta xung quanh ta sống dở đến mức độ là đến với mình kêu là ta trở thành người thấy ghét sao? Cái này mình phải quán lại. Quán tắng hội. Tôi không ưa nó mà sao tôi gặp hoài. Rồi mình cứ đi tha, mình đi khoe với người này người kia đó. Người ta nghe mình riết ta ớn, ta nói thôi ôi cái chị này ai chỉ cũng ưa hết, thôi tôi cũng né chị đi chứ bữa nào tới phiên tôi nữa.
Chị ghét được người một thì chị ghét người hai, mà chị ghét năm người thì tôi chỉ là người thứ sáu. Có ngày chỗ quán tăng hội. Nhưng mà cõi cực lạc thì không như vậy. Bởi vì sao? Cõi cực lạc là thượng thiện câu hội lạc. Thượng thiện câu hội là gì? Toàn là những người có cái tâm thượng thiện, không có cái tâm nhỏ. Mình còn giận người ta là tại vì cái tâm mình nó còn nhỏ nhất, nó còn thiếu cái lượng từ bi, nó thiếu cái tâm bao dung. Chứ còn nếu mà mình đủ cái tâm bao dung á, thí dụ bây giờ người đó người ta nhỏ mà nó hổn đi, mình trách nó nhỏ mà hổn với tôi ghét. Nếu người có tâm bao dung gì, nó nhỏ, nó không biết, nó hổn, mình là người lớn không có trách nó. Nếu mà mình ấy mình dạy nó đó, cái đó là cái tâm bao dung, thấy không? Rồi ví dụ như giờ cái đứa kia nó mới đi chùa mà được thầy thương hơn, nó mới đi chùa mà nó biết nịnh, mà ông thầy nó thương. Mình nghĩ khác nha. Thầy có lòng từ bi, người mới tới thầy luôn luôn thầy giang tay, thầy tiếp nhận để cho họ quen dần với chùa. Mình lên cái tâm mình phóng ra. Thật sự nãy mình nghĩ vậy là được, nhưng mà thường lắm. Mình phóng ra rộng đi. Cái người đó họ là mới nè, hay là thậm chí mình nói cái người đó còn trẻ, họ có thể lo được cho chùa, thôi mừng, chùa có thêm được một người trẻ để người ta lo cho chùa. Ví dụ vậy đó. Nhiều khi cái đứa con mà nó hay làm khổ cha mẹ, mà cha mẹ lại quan tâm nó nhiều, anh chị thấy nóng ruột, con đưa tiền cho má nhiêu, má cũng cho cái thằng đó hết, nó phá hư, nó phá của. Nhưng mà nếu mình làm cha mẹ mình sẽ nghĩ khác. Thưa đại chúng, sông mà càng sâu, ở dưới đáy nó càng bình lặng. Lòng của cha mẹ cũng thế. Tình thương là bình đẳng như lòng đại dương, nhưng mà nhấp nhô là tùy theo cơn gió. Cũng giống như tùy theo mỗi hoàn cảnh, mỗi đứa con mà tình thương mình nó có khác. Nhưng mà thật sự bình đẳng hết, con nào mình cũng thương. Nhưng cái đứa nó đầy đủ thì mình không phải lo nhiều, cái đứa nó thiếu thốn thì mình gia tâm. Thậm chí cái đứa nó càng hư thì mẹ lại càng thương nó. Không phải thương là gì tưng bốc nó, mà thấy nó tội nghiệp. Bao nhiêu đứa thành công có mình nó trót lọt. Nếu mình nghĩ anh em mà nghĩ rộng ra, mình có 7 anh em, 6 người thành công, đứa thứ 7 nó hốt hết của mình. Bao nhiêu cái nạn, cái dở nó lãnh về phần nó. Mình thương nó. Mà nhiều khi mình không giúp được cái gì, nhưng mà tình thương mình trải ra cho nó, thì tự nhiên nó diệt được cái chữ oán, cái chữ ghét ở trong tâm thôi. Thật sự ra, thí dụ mình cái người đó ta làm chuyện thấy ghét, mình ghét, không sao đó. Nhưng mà cái đó là bình thường. Mình hãy tu sao mà đưa cái bình thường là lên cái phi thường. Phi thường là người thấy ghét mà mình không ghét. Không thương cũng không sao, nhưng mà đừng ghét. Cuộc đời này giữ cái tâm mình, dù mình không thương được nhưng đừng ghét. Đã không thương mà ghét nghĩa là mình không có chất bổ, mà lại còn mang chất độc vô nữa thì uổng quá. Thí dụ như đấy, tôi không khỏe nhưng tôi không bệnh, tôi bình thường là tôi vui. Tôi không giàu nhưng tôi không nghèo, tôi bình thường đủ sống là tôi vui. Tâm ta cũng thế. Tôi không thương được người đó, nhưng mà may quá tôi bình thường với người đó, tôi không ghét họ. Tôi gặp họ tôi vẫn chào, nhưng tôi bình thường. Ráng giữ được cái đó là mừng rồi đó. Còn nếu thương được thì quá tốt, còn không thương được cứ bình thường. Thí dụ như á, mình không có của để cho ai, nhưng đừng ăn cắp. Đã không cho mà còn ăn cắp của người ta thì tệ rồi. Còn nếu mình hay hơn nữa, cho. Còn lỡ không có cho, đừng lấy của người ta. Thế thôi. Vậy thì nếu mà mình sống được như vậy đó, làm tâm của mình là cái tâm thượng thiện. Cho nên ở cõi cực lạc ta nói là sao? Toàn là các bậc thượng thiện nhân câu hội nhất xứ.
toàn là sự có mặt của các bậc thượng thiện nhân. Ví dụ như hôm nay ở đây cả ngày, nhường với nhau cái chỗ ngồi, nhường nhau một cái món ăn. Ví dụ tới phiên người mà còn có một tô phở mà hai người, còn không sao, có ăn hoài, bác dùng đi, có ăn cái gì cũng được hết. Thế nên mình, nếu mình sống được như vậy đó, là mình giải được cái oán, cái trách của người mà tự nhiên nó làm cho cái tâm mình sống đẹp. Thật ra mình trách người ta là chuyện bình thường, không ai nói gì được mình cả. Có cái điều là mình hãy đưa cái tâm mình tới cái chỗ thượng thiện cao chút, là vượt cái bình thường, là người đó như vậy mà mình vẫn có thể ôm ấp được. Thì cực lạc thì không thế, còn đây là cực khổ nè. Chính mình sống vậy cho nên lúc nào tâm mình cũng có vấn đề hết. Thưa đại chúng á, ráng sao mỗi ngày mình nghiệm lại, hôm nay tâm tôi có buồn ghét ai không? Nếu không, tôi hân hoan cho ngày này, vì tôi đang sống trong cảnh cực lạc. Cuộc đời này coi vậy chứ giữ tâm mà không ghét ai khó lắm. Thôi giờ mỗi ngày đi ha, mỗi ngày trước khi đi ngủ nghiệm lại, ngày hôm nay tôi có thù ghét ai không? Nếu không, tôi mừng cho ngày này. Ngày mai sáng mở mắt ra, thức dậy miệng cười 24 giờ tinh khôi, xin nguyện sống trọn vẹn mắt thương nhìn cuộc đời. Tôi sẽ nhìn cuộc đời bằng con mắt thương, để ngày hôm nay tôi ráng thương. Có nhiều khi mình ráng dữ lắm. Ráng ăn, ráng ngủ, ráng làm, ráng đi, ráng tu, mà thương là như không có ráng. Cái gì cũng có ráng mà không có ráng thương. Có nhiều khi mình nghe lời Phật dạy, thôi kệ Phật nói vậy để tôi ráng thương. Thương hồi mỏi mệt quá, bị tôi gồng quá, tôi ráng thương nó quá. Tu sao mà mình thương được cái bình thường. Rồi bây giờ cái cuối cùng ha. Cuộc đời này, cái cõi đời này, chúng ta có một cái khổ nữa, cái cuối cùng là ngủ ấm xí thạnh. Ngủ ấm là gì? Sleep well. Ngủ ấm không phải là ngủ không lạnh. Chữ ngủ này là năm, chữ ấm này là cái chất, năm cái chất mà nó hỗn tà hỗn hợp lại để có con người là sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Trong Bát Nhã Tâm Kinh nói đó, cái này gọi là ngũ uẩn, nó gom lại để duy trì con người. Ví dụ như cái thân xác mình là sắc, cảm nhận vui buồn nóng lạnh, thọ, tưởng tượng. Hồi nãy bác nó không biết còn đây không, Pháp Hòa xuống cái Hòa ngồi, cái bác nhìn Pháp Hòa ngồi, cái bác chồm tới hỏi: thầy có phải thầy Pháp Hòa không? Nói: dạ phải. Trời ơi, ở ngoài trẻ hơn trong phim. Như vậy là hôm nay trong phim, mình coi phim là mình tưởng, phải không? Sắc, thọ, tưởng. Hành là gì? Là sự vận hành liên tục. Thức là sự phân biệt. Vậy thì có phải rõ ràng năm cái này nó làm nên con người mình không? Mình có sắc thân, có cảm nhận, có tưởng tượng, có sự vận hành liên tục, và nhìn gì là phân biệt ngay. Nhìn anh này, ồ anh này nấu chè ngon nè, à chị kia nấu canh ngon nè, cái thức nhìn gì là biết ngay, phân biệt liền. Con người mình sống năm cái đó, năm cái đó gọi là ngũ uẩn. Nhưng mà nếu năm cái này nó làm khổ mình thì gọi là ngũ ấm, cũng là nó. Nhưng mà hai trường hợp để xài chữ, nó chỉ là một sự kết hợp để duy trì con người. Sắc, thọ, tưởng, hành, thức, chúng ta gọi là ngũ uẩn. Nhưng nếu chúng ta bị dính mắc đó, nó thay đổi mình buồn, sắc diện mình thay đổi, cơ thể thay đổi, sắc tướng này thay đổi buồn, cái thọ mình nó không giống như mình muốn, cái tưởng mình nó không giống như mình nghĩ, buồn khổ, nó chi phối mình vui buồn thịnh suy, cái này gọi là ngũ ấm xí thạnh.
thức khuya chừng vài ba hôm mà ăn chả giò chừng bữa mà ăn nhiều chút, thiếu ăn đồ mát là bắt đầu mụn nổi, miệng đau vân vân, mà xí thành. Nhưng mà ở cõi cực lạc thì sao? Thân tâm tịch tịnh lạc. Thân và tâm này, chữ tịch là vắng lặng, chữ tịch là vắng lặng, tịnh là lắng trong, lạc là niềm vui. Vì con người ở cõi cực lạc, người ta sống thân tâm người ta lúc nào cũng ở trong cái trạng thái tịnh lặng. Còn mình á sao biết không? Thấy là exciting, cho nên mình dễ bị dụ lắm. Ví dụ bây giờ mình vô mua cái món hàng, thấy cái món đó mắt sáng lên, nhào tới bưng lên, rồi cái người bán biết rồi đó, đánh tâm lý liền, anh này anh mê cái này lắm rồi, nhất định không xuống giá. Tâm lý mà, con người ta sống tâm lý, cho nên cái gì mình thích mà biểu lộ liền à. Để ý ha, người nào mình thích cái nhào tới ôm bắt tay, còn người nào mà nó không thích coi thấy nguýt lẫm lắm. Nó biểu lộ liền. Chứ cái người mà người ta có đủ cái tịch tịnh, ta nhìn ta biết liền, rồi không ưa nhau rồi. Còn thậm chí á, bình thường với nói về cái người đó là mình nói ồ bữa nay chỉ đi anh đó đi đây, chị kia đi kia, mà bữa nào mà giận nhau hỏi tới biết à, tôi không biết à, lúc này tôi biết đâu à. Rồi thằng anh giận em rồi. Vậy thì nói tóm lại, cực khổ của ta bà, của ta bà là sanh khổ, già khổ, bệnh khổ, chết khổ, muốn không được cũng khổ, thương mà xa lìa khổ, ghét mà gặp gỡ khổ, năm ấm thịnh suy khổ. Ngược lại, cõi cực lạc, liên hoa hóa thân lạc, tướng hảo trang nghiêm lạc, tự tại thanh thái lạc, thọ mạng vô lượng lạc, hân dục như ý lạc, thượng thiện câu hội lạc, và thân tâm tịch tịnh lạc. Tám cái đó được gọi là cực lạc. Còn ngược lại tám cái này gọi là cực khổ cõi ta bà. Nói như vậy không phải đợi tới chết mới lên trên kia hưởng nha. Nếu chúng ta biết chuyển thì ngay ở đời này, chính tám cái khổ này chúng ta chuyển nó thì chúng ta cũng có được niềm vui với nó. Ví dụ sanh khổ mình không tránh được rồi, vì chúng ta không tránh được, nhưng mà chúng ta biết nó, vì biết được nó cho nên sao, mình không có khổ với nó. Và thậm chí mình sống chuyển cái tâm, cái tâm mà còn phiền muộn là tâm của bùn, tâm vượt thoát là tâm của liên hoa. Cho nên Phật ngồi hoa sen, thật sự Đức Phật không có ngồi trên hoa sen, chứ đâu phải Phật đi đâu cũng có hoa sen đỡ ngồi như phim Tàu mình coi phải không. Phật ngồi vậy đi đâu khói phun rồi, đừng có tưởng Phật kiểu đó nha. Phật bình thường, nhưng mà trong Phật có một cái là thân tâm tịch tịnh. Cho nên lời nói của Ngài, hành động của Ngài lúc nào cũng vượt những cái bùn nhơ. Mà người ta muốn biểu tượng cái đó, cho nên người ta mới tạo cái tượng Phật ngồi trên hoa sen, đứng trên hoa sen. Chứ không phải là ngày xưa Phật thật sự đi đâu cũng có bông sen ngồi đó bay bay vòng 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 vậy đó. Còn mình đang nhắm mắt vậy mình cái Phật xuất hiện, Phật khói phun ra, Phật nói what do you want. Mình hiểu Phật như vậy là mình tội nghiệp cho Phật. Khi nào tâm mình không còn dính khổ đau phiền muộn là vượt thoát. Cho nên á, hoa sen xanh là vậy đó, không còn nhiễm ô của dục lạc. Cho nên hễ có dục, có dục theo thế gian á, có ái dục theo thế gian là có sự khổ. Lạc thì chút đó, nhưng mà cái khổ nó dây dưa. Còn ở cõi cực lạc á, thì người ta thật sự vui là vì người ta không có sanh nở như thế gian này, mà người ta hoa sen hóa sanh. Thì cũng giống như đó, chúng ta ngồi đây ai cũng đã từng một lần sanh của thế gian rồi. Nhưng khi mình hiểu đạo, mình liên hoa sanh ở trong chùa.
Bây giờ không có bị nhiễm ô gì nữa. Cho nên thưa đại chúng, mình không vì ông 5, ông 7, ông 8, ông 10 mà đi chùa, thì ngày nay cũng không vì các ông đó mà mình bỏ chùa. Nghe đầu mình đâu phải vì họ đi. Hay nói cách khác, mình không vì họ mà phát tâm tu. Mà nếu mà vì thấy chúng sanh khổ mà phát tâm tu, thì chúng sanh có làm khổ mình, mình phải tu dữ nữa. Tại vì thấy không, không tu là dính chùm khổ, mình cũng là một chúng sanh khổ. Cho nên đặc biệt lắm. Bồ Tát nghĩa là gì? Là những người chúng sanh như chúng ta, nhưng các ngài giác ngộ, và lấy cái giác ngộ đó giác ngộ lại cho chúng sanh, cho nên gọi là Bồ Tát. Thế thì chúng ta cũng là những chúng sanh khổ đây nè, và chúng ta đang muốn vượt khổ. Còn nếu không thì chúng ta cộng khổ. Chúng ta là những người có nghiệp, và chúng ta đang tu để chuyển nghiệp. Còn không thì chúng ta cộng nghiệp. Thôi hết giờ rồi. Thưa đại chúng, tối hôm nay được nhân duyên về đây thăm quý vị qua lời dạy của thầy trụ trì ở đây. Thật sự ra khi mà thầy dạy về đây thăm đại chúng, Pháp Hòa cũng nói hai: con không biết à, thời tiết tốt thì đi. Rồi hôm nay thì rất là hoan hỷ, là bởi vì đường rất là sạch. Sau cái thời lễ trên Trúc Lâm thì mấy huynh đệ mới đi xuống đây, và giờ này được gặp đại chúng sau gần như là một tiếng rưỡi sinh hoạt với nhau. Cảm ơn đại chúng, nhất là quý bác hàng thượng tọa không. Đại đức ngồi dưới này với thượng tọa ngồi ở trên. Đã chịu khó ngồi suốt ngày hôm nay cho tới giờ phút này, mặc dù ngày mai quý vị còn phải đi làm. Thì nhân đây Pháp Hòa xin được kính chúc toàn thể đại chúng và gia đình cuối năm 2018 được nhiều niềm vui, bước sang năm mới 2019 đầy nhiều niềm vui hơn nữa, và nhất là sự tu tập của mình có nhiều tiến bộ. Chỉ có sự tu tập mới có thể chuyển hóa từ cực khổ thành cực lạc mà thôi. Chúc đại chúng được như vậy. Chúng ta hồi hướng. Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ phiền não vô biên.